Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. chương 1661, không sợ nhất chính là uy hiếp. Không thể, đây tuyệt đối không thể, ngàn tuyệt tiêu kịch độc trên thế giới này không người có thể giải. Lão Phu nghiên cứu hơn 20 năm, ta cũng không có đem hóa giải ngàn tuyệt hoa kịch độc phương pháp xử lý nghĩ ra được. Người cái này tạo hóa cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ tiểu rác rưởi người có tài cán gì mở ra ngàn tuyệt tiêu kịch độc phong lôi tông lão tổ độc vương phùng quang sơn hắn hung hăng lắc đầu hai con ngươi tử đều phải từ trong hốc mắt trợn lồi ra phong lôi tông thiên tài xích trần nguyên hàn kiếm vũ sơn trang thiên tài giang ngọc đường cùng tinh vân tông thiên tài thạch thiên ninh trên mặt bọn họ sát ý hiện lên trần nguyên hàn cười lạnh nói tiểu tử ngươi đến cùng thi triển thủ đoạn gì ta xem ngươi chỉ là để du thủy giao hồi quang phản chiếu đi nha ngươi cho rằng điểm ấy một chút thủ đoạn ta sẽ không nhìn ra được sao một bên thiên âm môn tông chủ Tô Băng Vân, người sớm đã bắt đầu kiểm tra du thủy giao tình huống rồi, người tuyệt mỹ trên khuôn mặt vẻ mặt không ngừng biến đổi, người rõ ràng cảm giác được du thủy giao trong cơ thể liền một tia độc tố cũng không có, người ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời, nàng xem hướng về diệp thần phòng ánh mắt tràn ngập tò mò. Đây chính là ngàn tuyệt tiêu kịch độc đây, người biết vừa vặn Phùng Quang Sơn nói không sai, trên đất huyền giới căn bản không ai có thể mở ra ngàn tuyệt tiêu kịch độc nhưng một mực được trước mắt thực lực này chỉ có tạo hóa cảnh tiểu tử giải khai có vẻ như tên tiểu tử này hẳn là chỉ là xích viêm tông đệ tử chứ đặc biệt là nghĩ đến vừa vặn nàng và diệp thần phong ở giữa đổ ước từ trước đến giờ vô cùng băng lãnh tô băng vân trong lòng nàng có chút bối rối rồi lạnh như băng trên khuôn mặt có vẻ hơi vi vi nóng lên bất quá tô băng vân là một cái thập phần rót trọng cam kết người miệng nàng bên trong vi vi nhanh cắn chặt hai hàm răng trắng ngả Tại Trần Nguyên Hàn vừa dứt lời dưới không bao lâu, người liền đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh. Một làn gió thơm bay vào Diệp Thần Phong trong lỗ mũi, Diệp Thần Phong biết Tô Băng Vân là muốn thực hiện đổ ước rồi. Nhưng hắn vừa vặn chỉ là thuận miệng nói mà thôi, mắt thấy lạnh như băng Tô Băng Vân muốn hôn xuống, Diệp Thần Phong vội vã một bên, Tô Băng Vân trong lòng là càng thêm không thoải mái, người chủ động muốn thực hiện đổ ước. Diệp Thần Phong lại vẫn tránh qua người trong nháy mắt cầm cố lại Diệp Thần Phong thân thể. Tình cảnh này rơi tại trong mắt người khác, quả thực là cực kỳ khó mà tin nổi, này đường đường thiên âm môn tông chủ, được gọi là băng tiên tử Tô Băng Vân dĩ nhiên bắt đầu chơi cường. Hôn, nguyên bản Tô Băng Vân môi chỉ muốn chuồn chuồn lướt nước thân tại Diệp Thần Phong gò má thược, nhưng Diệp Thần Phong nhưng là một cái không an phận nhân vật, đầu của hắn một bên. Hắn còn muốn né tránh, vừa ý bên ngoài lại xảy ra một cái trách bên dưới tô băng vân nguyên bản muốn hôn tại diệp thần phong má trái trên má hôn cực kỳ chính xác đã rơi vào diệp thần phong trên môi tô băng vân trong nháy mắt chừng lớn đôi mắt đẹp người từ nhỏ đến lớn đừng nói là cùng nam nhân thân hôn thậm chí tay của nàng đều không có được nam nhân dắt qua một cái nhưng hôm nay lại này môi đối với môi này làm cho tô băng vân có phần không thể nào tiếp thu được rồi nếu như chỉ là nhẹ nhàng sờ chạm thử Diệp Thần Phong gò má, xem ở Diệp Thần Phong cứu người Đồ Nhi phân thượng, này miễn cưỡng còn tại của nàng tiếp thu trong phạm vi. Cho dù Tô Băng Vân thân là một tông chi chủ, nhưng nàng vẫn là một cái liền luyến ái đều không có nói qua nữ nhân, người lạnh lẽo trên gương mặt trong nháy mắt hiện lên hai bôi đỏ ửng, người dưới chân bước chân vội vã lui ra ba bước. Tim đập cực cực kỳ nhanh, trên mặt hiện lên một vệt tức giận. Tô Băng Vân lui lại, Diệp thần phong trên người cầm cố cũng đã biến mất. Hắn nhìn xem tới gần bạo phát Tô Băng Vân, hắn tuy rằng không là cố ý tới đến Tô Băng Vân hôn, nhưng sự tình đã xảy ra, Diệp thần phong giả vờ bình tĩnh nói, Tô trưởng môn, hoặc là Tô Tông Chủ, lẽ nào ngươi không thua nổi sao? Nghe Diệp Thần Phong vừa nói như thế, Tô Băng Vân là cực lực áp chế trong lòng tức giận. du Thủy Giao cũng một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Thần Phong, này Diệp Thần Phong cũng coi như là ân nhân cứu mạng của nàng rồi. Bây giờ ân nhân cứu mạng của nàng lại chiếm sư phụ nàng sơ. Hôn, đúng, đây chính là Tô Băng Vân Sơ. Hôn, người khác hay là không biết, nhưng dù thủy giao trong lòng nhưng rất rõ ràng. Đứng sau lưng Tô Băng Vân cách đó không xa thiên âm môn đệ tử, đặc biệt là trong đó hai tên nam đệ tử, nếu như ánh mắt có thể giết nhân, như vậy e sợ Diệp Thần Phong đã bị chết trăm lần, ngàn lần rồi xích viêm tông tằng quang viễn, tiền vinh an cùng tả phi bạch ba người này, bọn hắn từng cái là lộ ra bội phục vẻ mặt, về phần lý nghiên nghiên nàng là trợn mắt hốc mồm, người không nghĩ tới diệp thần phong thật sự hóa giải ngàn tuyệt tiêu kịch độc. Hơn nữa còn chiếm được tô băng vân chủ động hôn, diệp thần phong cũng như một người không có chuyện gì như thế, hắn nhìn xem lần nữa rơi vào trong khiếp sợ Trần Nguyên Hàn, Giang Ngọc Đường cùng Thạch Thiên Ninh, hắn nói ra ba người các ngươi làm sao sẽ trả không quỳ xuống dù sao lấy võ đạo chi tâm phát thể chính là bọn ngươi, e sợ từ nay về sau các ngươi về mặt tu luyện rất khó đạt được thành tựu. Tô băng vân trên mặt đỏ ửng cũng cở ra không ít, người đứng ra đối với độc vương Phùng Quang Sơn, nói ra, Phùng tiền bối, đồ nhi ta kịch độc trong cơ thể xác thực đã toàn bộ hóa giải. Độc vương Phùng Quang Sơn trong lòng vẫn là chưa tin, hắn bóng người đi tới du thủy giao trước mặt, hắn giúp du thủy giao bắt mạch một cái, một bên mặt khác hai đại tông môn lão tổ là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phùng quang sơn mà ba đại tông môn thiên tài trần nguyên hàn đám người trong lòng bọn họ cũng bắt đầu đung đưa bất định dù sao vừa vặn tô băng vân nhưng là chủ động hôn diệp thần phong được rồi một lát sau độc phương phùng quang sơn khuôn mặt lộ ra một vệt đồi bại vẻ tình cảnh này rơi vào trần nguyên hàn các loại trong mắt người trong lòng bọn họ đột nhiên một cái lộp bộp mà Diệp Thần Phong lần nữa mở miệng nói, lão tạp mau, ta phải hay không hóa giải ngàn tuyệt tiêu kịch độc. Hừ, Phùng Quang Sơn trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng sự thực liền bày ở trước mắt, hắn quát lên, tiểu giác rưởi đừng tưởng rằng ngươi đúng dịp hóa giải ngàn tuyệt tiêu kịch độc, ngươi liền có nhiều sao ghê gớm rồi. Diệp Thần Phong khinh thường cười nói, đúng dịp, ta tập hợp ngươi một mặt, Người biết Gia Gia ta là làm sao hóa giải ngàn tuyệt tiêu kịch độc đấy sao? Gia Gia ta vừa nãy thi triển tổ truyền bí thuật, chỉ cần này bí thuật vừa triển khai, thiên hạ dưới đáy không có bất kỳ kịch độc có thể làm khó ta, bất quá, này bí thuật sẽ ảnh hưởng của ta tuổi thọ, ta trong tình huống bình thường sẽ không thi triển. Diệp thần phong là vô căn cứ, ảnh hưởng gì tuổi thọ các loại, đương nhiên là nói cho Tô Băng Vân cùng Du Thủy Giao nghe được rồi, hai nữ nhân này không chút nào hoài nghi diệp thần phong lời nói dù sao nếu như không phải thi triển bí thuật như vậy vừa vặn diệp thần phong là như thế nào giải khai ngàn việt tiêu kịch độc khi nghe đến diệp thần phong trị liệu du thủy giao sẽ ảnh hưởng tuổi thọ sau tô băng vân đối diệp thần phong phẫn nộ nhất thời giảm thiếu rất nhiều mà du thủy giao nhưng là hoàn toàn bị cảm động diệp thần phong không lại đi để ý tới độc phương phùng quang sơn rồi hắn nhìn xem trần nguyên hàn ba người nói ra tùy cho các ngươi yêu quỳ không quỳ dù sao các ngươi đều lấy võ đạo chi tâm phát thể rồi lấy võ đạo chi tâm phát thể một khi vi phạm hứa hẹn e sợ trần nguyên hàn giang ngọc đường cùng thạch thiên ninh tâm tính hội triệt để chịu ảnh hưởng độc phương phùng quang sơn tự nhiên không hy vọng môn hạ đệ nhất thiên tài được đến bất luận ảnh hưởng gì rồi hắn tức giận nói ra nguyên Lạnh, thực hiện hứa hẹn của mình đi kiếm vũ sơn trang lão tổ phạm trí dũng hắn trong con người tức giận phun trào, nói ra, Ngọc Đường, không nên lầm tiền đồ của mình. Tinh Vân Tông lão tổ Tạ Tránh Long, hắn bàn tay gầy guộc thật chặt nắm thành quyền đầu, nói ra, Thiên Ninh, khẩu khí này có thể về sau đòi lại, nếu như tâm tính của ngươi nhận lấy ảnh hưởng, như vậy ngươi đời này thì xong rồi. Trần Nguyên Hàn, Giang Ngọc Đường cùng Thạch Thiên Ninh bọn hắn thân là ba đại tông môn đệ nhất thiên tài, có thể tưởng tượng được bọn hắn bình thường có cỡ nào kiêu ngạo rồi bây giờ sẽ đối một cái tạo hóa cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ người quỳ xuống. Này đối với bọn hắn tới nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng ba người bọn họ đều lấy võ đạo chi tâm phát thể rồi, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong thật sự có thể hóa giải ngàn tuyệt tiêu kịch độc, bọn hắn hiện tại không muốn quỳ xuống cũng không được rồi, bọn hắn nhất định muốn vì tiền đồ của mình cân nhắc. Trần Nguyên Hàn hàm răng cắn chặt, thậm chí khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết, hắn gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, hắn nhìn về phía Diệp Thần Phong trong ánh mắt, tràn đầy sát ý ngút trời, phù phù. Một tiếng, hắn cực kỳ biệt khuất quỳ xuống, quát lên, tiểu tử, ta muốn tại Long Nguyên trong bí cảnh cho ngươi hướng về ta dập đầu một ngàn cái, sau đó ta lại đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tại Trần Nguyên Hàn sau khi quỳ xuống, Giang Ngọc Đường cùng Thạch Thiên Ninh cũng dồn dập cực độ không cam lòng quỳ xuống, trong con ngươi của bọn họ đều che kín từng cái từng cái tơ máu, Giang Ngọc Đường lạnh nhạt quát lên, tại Long Nguyên trong bí cảnh, ta sẽ cho ngươi trả giá ngươi không cách nào tưởng tượng giá cao. Thạch Thiên Ninh khuôn mặt lộ ra một vệt uy nghiêm đáng sợ, hắn cũng sát theo đó quát lên, tiểu tử, ngươi sẽ chết rất thê thảm, xích viêm tông người cũng sẽ cái chết rất thảm, thừa dịp hiện tại ngươi có thể đạt được nhiều ý một hồi. Diệp thần phong đối với cái này cái gọi là tam đại thiên tài uy hiếp, hắn lạnh nhạt đáp lại nói, ba cái chỉ biết động miệng lưỡi trắng. Si, các người biết Gia Gia ta không sợ nhất là cái gì không? Gia Gia ta không sợ nhất chính là uy hiếp. Tiếp lấy, Diệp Thần Phong vừa nhìn về phía Tô Băng Vân, nói ra, Tô Tông Chủ, chớ quên, lần này các người thiên âm môn cùng chúng ta xích viêm tông kết làm đồng minh. chương 1662, Ma Đạo chen Chân Không gian kỳ dị bên trong bầu không khí thập phần nghiêm nghị. Phong lôi tông thiên tài Trần Nguyên Hàn, kiếm vũ sơn trang thiên tài Giang Ngọc Đường cùng tinh vân tông thiên tài Thạch Thiên Ninh, bọn hắn cũng đã từ mặt đất đứng lên rồi, nếu không phải chỗ này trong không gian hạn chế chém giết, ba người này nhất định sẽ không chút do dự đối diệp thần phong động thủ. Thiên âm môn tông chủ Tô Băng Vân, người đối với du thủy giao các loại thiên âm môn đệ tử, nói ra, lần này các ngươi tiến vào Long Nguyên bí cảnh sau, các ngươi cùng xích viêm tông người kết làm minh hiếu, Tô băng vân không chút nào để ý tới cách đó không xa sắc mặt khó coi phùng quang sơn các loại lão tổ, người từ trước đến giờ là ưa thích làm theo ý mình, một khi tô băng vân chính mình chuyện quyết định, hầu như thì sẽ không lại sửa lại. Phòng lôi tông lão tổ phùng quang sơn đám người, bọn hắn cũng đều biết tô băng vân tính khí, nhưng trong lòng bọn họ chính là nghẹn một cái lửa giật. lần trước phùng quang sơn các loại ba vị lão tổ, bọn hắn tấn công xích viêm tông thời điểm, kết quả được Diệp Thần Phong tiểu tử này dọa cho được chạy chối chết rồi, cái này tức giận vẫn không có phát tiết ra ngoài đây. Bây giờ Phùng Quang Sơn đám người môn hạ đệ tử thiên tài, lại vạn bất đắc dĩ hướng về Diệp Thần Phong quỳ xuống, này làm cho Phùng Quang Sơn bọn hắn nét mặt già nua tối tăm. Phùng Quang Sơn nhìn xem nằm ngoài tại Diệp Thần Phong bả vai thiên kim chuột tiểu kim, hắn quát lên tiểu rác rưởi những chuyện khác ta tạm thời không muốn cùng ngươi tính toán, đem ngươi trên đầu vai thiên kim chuột trả lại cho ta diệp thần phong sờ sờ thiên kim chuột đầu nhỏ hắn thuận miệng nói ra lão tạp mao người nói hôm nay kim thử là của ngươi sẽ là của ngươi thật là một không biết xấu hổ lão già nằm nhoài tại diệp thần phong bả vai thiên kim chuột tiểu kim nó cũng cảm thấy diệp thần phong đối phùng quang sơn địch ý diệp thần phong nhưng là cùng thiên kim chuột lập xuống chủ tớ khế ước được rồi hôm nay kim thử tiểu kim lập tức đối phùng quang sơn cách không dương nhanh múa vuốt cái này Phùng Quang Sơn tức hiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi đến. Một bên Tô Băng Vân một mực đang quan sát Diệp Thần Phong, dù sao của nàng sơ, hôn được Diệp Thần Phong ghi lý hồ đồ cướp đi, trong lòng nàng không tự chủ được đối Diệp Thần Phong sinh ra hiếu kỳ, đặc biệt là nhìn thấy Diệp Thần Phong từ đầu tới cuối đều thong dong bình tĩnh, phần khí độ này để Tô Băng Vân cũng âm thầm cảm thán. Chính lúc không gian kỳ dị bên trong lần nữa yên tĩnh lại, tất cả mọi người chờ đợi Long Nguyên bí cảnh mở ra thời điểm. Chỉ thấy không gian kỳ dị bên trong lại xuất hiện một nhóm người. Theo lý tới nói, tứ đại tông môn cùng xích viêm tông đều ở nơi này, không thể có người lại xông vào chỗ này không gian kỳ dị được rồi. Chỉ thấy cái này đột nhiên xuất hiện một nhóm người, chính là một ông lão cùng hai cái thanh niên. Ba người này trên người đều mặc trường sam màu đen, từ bên trong thân thể của bọn họ tản ra nhàn nhạt ma khí, ba người này hẳn là đem người bên trong ma khí chế trụ. Bằng không từ thân thể bọn họ bên trong tản mát ra ma khí không sẽ như thế chi nhạt. Ba người này không nghi ngờ chút nào chính là là người trong ma đạo. Cầm đầu ông lão kia, dáng dấp của hắn hắn xấu xí cực kỳ, trên mặt che kín từng đạo nếp nhăn, đương nhiên tại trên mặt của hắn chả khắc hỏa các loại ký hiệu cùng trận pháp. Cả người có vẻ âm u cực kỳ. Lão đầu này tên là Ngũ Hồn Đông thực lực tại Niết Bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ, đồng dạng hắn vẫn là Phệ Hồn Tông lão tổ. Này Phệ Hồn Tông chính là là Ma đạo Ba Đại tông môn một trong. Ngũ Hồn Đông ngoại trừ là Phệ Hồn Tông lão tổ ở ngoài, hắn vẫn là Ma đạo bên trong đệ nhất trận pháp đại sư, hắn đối với trận pháp theo đuổi cực kỳ điên cuồng, kỳ thực này Ngũ Hồn Đông không riêng trên mặt khắc đầy trận pháp, trên người của hắn mỗi một tấc da thịt đều khắc đầy trận pháp, hắn là lấy cơ thể của mình làm thí nghiệm như vậy là hắn có thể đủ đem mỗi một cái trận pháp đều cảm ứng cực kỳ rõ ràng. Ma đế huyết thiên yếu thức tỉnh rồi. Phệ hồn tông đương nhiên cũng sớm liền nhận được tin tức. Vừa vặn ngũ hồn đông lúc trước cũng đã từng nghe nói Long Nguyên bí cảnh, hắn liền mang theo môn hạ hai tên đệ tử lặng lẽ đi tới thiên vũ núi. Hắn trên trời mưa trên núi trọn vẹn nghiên cứu nửa tháng, hắn cuối cùng là xem hiểu thiên vũ trong núi trận pháp, hắn lúc này mới mang theo hai tên đệ tử tiến vào thiên vũ núi nội bộ. Đứng ở ngũ hồn đông sau lưng hai tên thanh niên, trong đó một cái đầy mặt lệ khí tên là quỷ phàm thiên, thực lực tại tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ, một người khác trên mặt che kín rậm rạp chẳng chịt vết sẹo thanh niên, hắn gọi là quỷ hổ phi, thực lực tại tạo hóa cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, hai người bọn họ chính là phệ hồn tông thiên tài tuyệt thế. Ba đại tông môn lão tổ đang nhìn đến ngũ hồn đông sau đó bọn hắn sắc mặt lập tức kịch biến, phong lôi tông độc vương phùng quang sơn quát lên, dĩ nhiên là ngươi lão giả này. Ngươi làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Khủ khủ, ngũ hồn đông ho khan hai tiếng, nói ra ta vì cái gì không thể xuất hiện ở đây. Một trăm năm một lần Long Nguyên bí cảnh yếu mở ra, lúc trước ta nhưng là tốn không ít thời gian đến thu thập liên quan với Long Nguyên bí cảnh tin tức những năm này chúng ta ma đạo một mực thối lui tránh tại U Minh quỷ vực, bất quá, bây giờ chúng ta không cần lại tránh né. Lần này ta mang môn hạ hai tên đệ tử đến đây, yêu cầu của ta cũng không nhiều, các ngươi giao ra hai khối long cốt khiến đi. Ta biết nơi này là không thể chém giết, các ngươi nhưng tuyệt đối không nên bước lão hổ ta làm ra một ít không lý trí sự tình đến. Phùng Quang Sơn đám người sắc mặt khó coi cực kỳ, nguyên bản bọn hắn đã bị Diệp Thần Phong chọc tức không nhẹ, hôm nay cư nhiên lại xuất hiện ma đạo tông cửa người. Một bên Diệp Thần Phong cũng từ tầng quang viễn cùng tiền vinh an trong miệng, hiểu được liên quan với ngũ hồn đông thân phận cùng lai lịch. Kiếm Vũ Sơn Trang lão tổ phạm trí dũng, hắn lạnh giọng quát lên, ngũ hồn đông, liền coi như chúng ta giao ra hai khối long cốt lệch. Chỉ khi nào các loại long nguyên bí cảnh sự tình kết thúc, các người có thể đủ chịu đựng được chúng ta tứ đại tông môn lửa giận sao? đừng tưởng rằng chúng ta không có tiến công u minh quỷ vực, là chúng ta không có cách nào. Ngũ hồn đông xem thường nở nụ cười hai tiếng, trên mặt da thịt nhân thành một đóa cúc hoa, hắn cười nói các ngươi cho rằng lão hủ ta là người không phân biệt nặng nhẹ sao. E sợ chờ lần này Long Nguyên bí cảnh kết thúc, địa huyền giới đã sớm đại loạn rồi, mà đế huyết thiên tại trong vòng mấy tháng liền muốn thức tỉnh rồi, các ngươi cho rằng các ngươi chính đạo tông môn còn có thể đối với chúng ta có uy hiếp sao khi tiến vào chỗ này không gian kỳ dị bên trong sau đó chỉ có chờ đến Long Nguyên Bí Cảnh mở ra, lại tới Long Nguyên Bí Cảnh đóng, ở đây người mới có thể rời đi nơi này, cho nên, Phùng Quang Sơn đều không có Long Cốt khiến người, bọn hắn cho dù không cách nào tiến vào Long Nguyên Bí Cảnh, nhưng bọn họ tại Long Nguyên Bí Cảnh mở ra đến đóng trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ ở lại chỗ này. Ở đây ngoại trừ Diệp Thần Phong cùng tả phi bạch biết ma đế huyết thiên yếu thức tỉnh tin tức bên ngoài, Ngày hôm qua Diệp Thần Phong cũng đem tin tức này nói cho Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An, về phần Lý Nghiên Nghiên cũng vẫn là không biết. Ma Đế Huyết Thiên yếu thức tỉnh. Không riêng gì Độc Vương Phùng Quang Sơn bọn người thân thể khẽ run, liền ngay cả Lãnh Nhược Băng Sương Tô Băng Vân, trên mặt nàng cũng hiện lên nghiêm nghị. Chính là người có tên, cây có bóng. 300 năm trước, chính đạo cùng ma đạo một trận chiến, Ma Đế Huyết Thiên cho thấy thực lực mạnh mẽ. Trong ma môn may mắn mà có ma Đế Huyết Thiên cùng hắn dưới tay thập đại ma tướng ngăn cơn sóng dữ. Ma Đế Huyết Thiên đối với chính đạo tông môn tới nói là một cái cấm kỵ, một cái ai cũng không quá nguyện ý nhắc tới cấm kỵ. Năm đó ma Đế Huyết Thiên cuối cùng tuy rằng được trọng thương, thế nhưng chính đạo tông môn cũng tổn thất rất nhiều niết bàn cảnh cao thủ. Bây giờ ma Đế Huyết Thiên tại 300 năm sau lại độ yếu thức tỉnh, bây giờ ma Đế Huyết Thiên hội đến thực lực gì? Thế nào ma đế huyết thiên thức tỉnh, các ngươi cho là chúng ta ma đạo còn có thể dẫm vào 300 năm trước vết xe đổ sao. Lần này chúng ta ma đạo phải đem 300 năm trước sỉ nhục toàn bộ đòi lại, các ngươi chính đạo tông môn chuẩn bị ở tại U Minh quỷ vực đi. Mà địa huyền giới không tốn thời gian dài chính là ta nhóm ma đạo thiên hạ rồi. Ngũ hồn đông nhếch miệng cười nói. Bất thình lình biến hóa cùng tin tức, triệt để thanh độc phương phùng quang sơn đám người đánh một trở tay không kịp, bọn hắn có thể tưởng tượng đến một khi ma đế huyết thiên thức tỉnh, địa huyền giới tương nghênh đến một cơn hạo kiếp. Tinh vân tông lão tổ tả tránh long, hắn quát lên, ma đế huyết thiên thức tỉnh thì lại làm sao? Ta cũng không tin chúng ta tứ đại tông môn liên hợp hết thảy chính đạo tông môn, chúng ta chả không diệt được các ngươi ma môn. Ngũ hồn đông cực vì khinh thường lắc đầu, hắn biết những này cái gọi là chính đạo tông môn đại thể đều là đạo mạo bờ người, cũng là vì chính mình tông môn lợi ích suy tính người bằng không năm đó bọn hắn mà đạo tông môn trốn u minh quỷ vực. Nếu như chính đạo tông môn nguyện ý không quan tâm bất cứ giá nào truy sát, nói không chắc mà đạo tông môn đã sớm trên đất huyền giới biến mất rồi. Ngũ hồn đông âm thanh trầm thấp nói ra, lão hổ ta không muốn nhiều lời, các ngươi lập tức giao ra hai viên long cốt lệnh, ta nghĩ các ngươi cần phải cũng biết lão hổ ta là một cái bất cứ chuyện gì đều làm ra được người chứ. Độc phương phùng quang sơn các loại ba vị lão tổ bọn hắn tự nhiên không muốn giao ra thuộc về mình tông môn long cốt khiến được rồi. Nhưng này ngũ hồn đông lúc trước chính là một người điên, vạn nhất này người điên làm ra một ít điên cuồng sự tình, như vậy phùng quang sơn đám người nhưng là hối hận cũng không kịp rồi. Trong lúc nhất thời, phùng quang sơn các loại ba đại tông môn lão tổ, ánh mắt của bọn họ tập trung vào diệp thần phong nhóm người trên thân. Audio điện tử võ tấn bền chương 1663, Long Nguyên bí cảnh mở ra. Diệp thần phong các loại người trong tay có ba viên long cốt lệnh, xem ra ba đại tông môn lão tổ là dự định để diệp thần phong bọn hắn giao ra hai viên long cốt làm, dù sao trước mắt cũng không còn biện pháp khác. Kiếm vũ sơn trang lão tổ phạm trí dũng sắc mặt âm trầm, hắn vẫn đục con mắt nhìn chằm chằm diệp thần phong, nói ra tiểu tử, trước đó ngươi cướp đi ta môn hạ đệ tử một viên long cốt lệnh, xuất hiện tại các người lập tức giao ra hai viên long cốt lệch người đã đắc tội rồi ba chúng ta đại tông môn hy vọng người vẫn là thức thời một ít được phạm Trí dũng vừa nói như thế phệ hồn tông lão tổ ngũ hồn đông còn có phệ hồn tông hai tên đệ tử thiên tài quỷ Phạm thiên hòa quỷ hổ phi bọn hắn này ba ánh mắt của người cũng nhìn hướng diệp thần phong trên mặt nếp nhăn vào thành một nắm ngũ hồn đông hắn mới bất kể là ai giao ra hai viên long cốt khiến hắn âm trầm con mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, âm thanh khàn giọng phảng phất trong địa ngục ma quỷ, con vật nhỏ, là ngươi muốn cho suốt hai viên long cốt khiến. Được ngũ hồn đông ánh mắt nhìn chằm chằm, Diệp Thần Phong có phần không thoải mái, dù sau này ngũ hồn đông có niết bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ thực lực, bất quá, nơi này cũng không làm được chém giết, như vậy lấy Diệp Thần Phong tính cách, hắn còn có thể sợ người nào không? Coi như là niết bàn cảnh cường giả thì lại làm sao? lưng sau treo thanh vân kiếm Diệp Thần Phong, ánh mắt của hắn nhìn thẳng ngũ hồn đông, lạnh nhạt nói, muốn long cốt khiến hỏi người khác muốn đi, lão tử ta cũng không sợ cùng các ngươi ở nơi này chiến đấu, chẳng qua mọi người đều đồng quy vô tận ma. Lẽ nào ta còn hội sợ các ngươi hay sao? Trong khi nói chuyện, Diệp Thần Phong lại vượt trước hai bước, trên người tản ra nhất cổ anh dũng có đi không có về thật khí thế. Này làm cho phệ hồn đông lão tổ ngũ hồn đông ngược lại là hơi sững sờ, hắn âm trầm cười nói tiểu ra hỏa thật can đảm bất quá có lúc lá gan quá lớn người cũng chết được càng nhanh diệp thần phong không để ý đến ngũ hồn đông ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía phạm trí dũng các loại ba vị lão tổ nói ra xuất hiện tại các ngươi biết nói ta chiếm kiếm vũ sơn trang đệ tử long cốt làm như vậy các ngươi lúc trước chiếm xích viêm tông ba viên long cốt khiến như thế nào nói trước đây không lâu còn muốn cướp đi xích viêm tông cuối cùng hai viên long cốt lệnh ta nói các người ba đại tông môn còn muốn mặt sao ta là đã đắc tội các người ba đại tông môn nếu như ta giao ra hai viên long cốt lệnh như vậy các ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao đáp án nhất định là sẽ không khó như vậy đạo ngã đầu óc nước vào biết rõ cho dù giao ra hai viên long cốt lệnh các ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta ta còn muốn hướng các ngươi chịu thua Chả ba đại tông môn lão tổ đây, ta xem đầu óc của các ngươi sinh trưởng ở trên mông đít đi nha. Phạm Chí Dũng các loại ba đại tông môn lão tổ, bọn hắn được Diệp Thần Phong nói chính là tức giận dâng lên, trong con ngươi không ngừng thoáng hiện sát ý. Trong lỗ mũi hô hấp cũng có chút hỗn loạn rồi, xem ra bọn họ là được Diệp Thần Phong tức giận đến không nhẹ. Nhưng Phạm Chí Dũng các loại ba vị lão tổ, bọn hắn lại không thể làm gì, dù sao ở nơi này không thể động thủ chém giết kết quả là, Phạm chí Dũng các loại ba vị lão tổ ánh mắt vừa nhìn về phía Tô Băng Vân. Thiên âm môn tông chủ Tô Băng Vân, người lạnh lẽo nói ra, các người trước đó chiếm xích viêm tông long cốt lệnh, chúng ta thiên âm môn không có thêm ra một viên long cốt lệnh, chuyện này hẳn là do các người ba đại tông môn giải quyết. Phong lôi tông lão tổ Phùng Quang Sơn, kiếm vũ sơn trang lão tổ Phạm Trí Dũng cùng tinh vân tông lão tổ Tạ Tránh Long, này ba cái lão đầu sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng ở nơi này lại không thể đủ thi triển thủ đoạn cứng rắn. Phạm Chí Dũng nói ra, chúng ta kiếm Vũ Sơn Trang chỉ còn dư lại 5 viên long cốt làm, mà các ngươi phong lôi tông cùng tinh vân tông còn có 6 viên long cốt lệnh. Phạm Chí Dũng mặc dù không có sáng tỏ nói muốn để phong lôi tông cùng tinh vân tông nắm ra một quả long cốt lệnh. Thế nhưng hắn trong lời nói ý tứ đã vô cùng rõ ràng. Vệ hồn tông lão tổ ngũ hồn đông, hắn khuôn mặt lộ ra vẻ mong mỏi hắn nói ra, xem ra các người thật sự dự định muốn cho ta đi cực đoan. Phong lôi tông Phùng Quang Sơn cùng tinh vân tông tả tránh long, bọn hắn hai đại tông môn bây giờ trong tay long cốt khiến là nhiều nhất, bọn hắn lại bước bách không ra diệp thần phong trong tay long cốt lệnh, mà thiên âm môn cùng kiếm vũ sơn trang rõ ràng cho thấy sẽ không giao ra long cốt khiến được rồi. Dù sao thiên âm môn cùng kiếm vũ sơn trang long cốt khiến đã so với phong lôi tông cùng tinh vân tông thiếu, này tô băng vân cùng phạm trí dũng không phải là trắng c si. cuối cùng phùng quang sơn cùng tạ tránh long tại liếc nhau một cái sau đó mỗi người bọn họ để môn hạ đệ tử lấy ra một viên long cốt lệnh sau đó hai người bọn họ cực kỳ không cam lòng đem long cốt khiến đưa cho ngũ hồn đông ngũ hồn đông tại bắt được long cốt khiến sau hắn đem long cốt khiến phân biệt giao cho quỷ phạm thiên hòa quỷ hổ phi nói ra các loại tiến vào long nguyên bí cảnh sau gặp phải chính đạo tông môn đệ tử toàn bộ giết cho ta rồi. Độc phương phùng quang sơn các loại ba vị lão tổ, bọn hắn cũng lập tức đối với môn hạ đệ tử dặn dò, tại Long Nguyên trong bí cảnh nhất định phải làm cho hai tên phệ hồn tông đệ tử chết ở trong đó. Phong lôi tông thiên tài Trần Nguyên Hàn, kiếm vũ sơn trang thiên tài Giang Ngọc Đường cùng tinh vân tông thiên tài Thạch Thiên Ninh, bọn hắn tạm thời không để ý đến Diệp Thần Phong, ở trong mắt bọn họ Diệp Thần Phong còn chưa xứng làm đối thủ của bọn họ, ánh mắt của bọn họ chăm chú nhìn chằm chằm quỷ phàm thiên hòa quỷ hổ phi, dưới cái nhìn của bọn họ chỉ có hai cái này ma đạo tông môn nhân tài là bọn hắn đối thủ chân chính. Về phần quỷ phàm thiên hòa quỷ hổ phi hai người này, trong lòng bọn họ cũng không có coi Diệp Thần Phong là chuyện quan trọng tình, dù sao Diệp Thần Phong thực lực chỉ có tạo hóa cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ. Diệp Thần Phong cũng lười cùng những người này chấp nhận, hắn tìm một địa phương ngồi xuống, Tàng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An mấy người cũng ngồi ở Diệp Thần Phong bên cạnh, bây giờ chỉ cần chờ chờ Long Nguyên bí cảnh mở ra. Lý Nghiên nghiên sát vào Diệp Thần Phong, người nhỏ giọng nói, người giải độc bản lãnh xác thực có thủ đoạn, bất quá, người cũng không nên quá tự đại rồi, thực lực của ngươi vẫn là quá yếu rồi. Diệp Thần Phong không chút khách khí vuốt một chút Lý Nghiên nghiên béo mập mũi, nói ra có người như thế cùng lão tổ tông lời ta nói đấy sao? Lý Nghiên Nghiên vừa định muốn nổi đóa, một bên Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An liền nhìn lại, Tằng Quang Viễn quát lên, Nghiên Nghiên, không nên đối với người lão tổ tông không lớn không nhỏ. Tại Tằng Quang Viễn nói chuyện thời khắc, Thiên Âm môn đệ nhất thiên tài Du Thủy giao đi tới, người cầm trong tay ba khối màu xanh ra trời ngọc bội đưa cho Diệp Thần Phong, nói ra, "Này ba khối ngọc bội các ngươi cầm cẩn thận, chúng ta Thiên Âm môn đệ tử trên người đều có một khối loại ngọc này bội." thông qua ngọc bội, tại trong phạm vi nhất định có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Nghe vậy, Diệp Thần Phong đem màu xanh lam ngọc bội phân biệt đưa cho tả phi bạch cùng lý nghiên nghiên, mà Du thủy giao thấy Diệp Thần Phong không có ý lên tiếng, người có phần không vui cắn môi, người thân là thiên tri kiêu nữ, bình thường có rất nhiều thiên tài đều vây quanh người chuyển, nhưng bây giờ được Diệp Thần Phong cho không để ý đến, trong lòng nàng có một loại cực độ khó chịu tư vị du thủy giao căm giận mà hỏi uy ta vẫn không có tự giới thiệu mình đây ta gọi du thủy giao khi tiến vào long nguyên bí cảnh trong khoảng thời gian này chúng ta chính là đồng minh diệp thần phong liếc mắt nhìn du thủy giao nói ra ta gọi diệp thần phong thấy diệp thần phong không có hạ văn du thủy giao là thở phì phò rời khỏi trong lòng không ngừng mắng diệp thần phong mấy ngày thoáng qua liền qua long nguyên bí cảnh mở ra đã đến giờ Tại đây trong vài ngày, này không gian kỳ dị trong bầu không khí vẫn luôn nằm ở một ngạt trạng thái, tất cả đại tông môn trong lúc đó đều từng người điều tức. Chỗ này không gian kỳ dị bên trong bên trái địa phương bắt đầu vặn vẹo lên. Tàng Quang viễn đối với Diệp Thần Phong nói ra, sư phụ, Long Nguyên bí cảnh yếu mở ra. Diệp Thần Phong gật gật đầu, từ trên mặt đất đứng lên. Còn lại tông môn người cũng rồn dập đứng lên chỉ thấy bên trái không gian là vạn vẹo càng ngày càng lợi hại. Oanh, 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 oanh. Bên trái không gian trong nháy mắt được mở ra một đạo lỗ hồng, từ đó bay ra bốn cái loáng thoáng cự long. Này bốn cái cự long chính là ảo ảnh, nhưng trong đó long uy là vô cùng chân thực. Tại bốn cái cự long biến mất sau. Bên trái bị mở ra thiếu trong miệng là một mảnh trắng xóa, này một mảnh trắng xóa không ngừng xoay tròn, khiến người ta căn bản nhìn không thấu trong đó cảnh tượng. Phong lôi tông, kiếm vũ sơn trang cùng tinh vân tông đệ tử, trong tay bọn họ nắm long cốt khiến từng cái sông vào trắng xóa bên trong, rất nhanh, bọn hắn liền biến mất ở không gian kỳ dị bên trong. Tiền Vinh An đối với Diệp Thần Phong nói ra, sư phụ, các người cũng tiến vào đi. Diệp Thần Phong gật đầu đối với tả phi bạch cùng Lý Nhiên Nhiên, nói ra, hai người các ngươi chính mình cẩn thận, ta hội tới tìm các ngươi. Tại Tiền Vinh An nói chuyện với Diệp Thần Phong giữa, thiên âm môn cùng vệ hồn tông đệ tử cũng xông vào trắng xóa bên trong. Diệp thần phong ba người cũng không do dự nữa rồi, trong tay bọn họ nắm long cốt lệnh, bóng người không chút do so dự hướng về trắng xóa bên trong lao đi rồi, thân ảnh của bọn họ rất nhanh cũng biến mất ở rồi, tầng quang viến các loại tầm mắt của người bên trong. chương 1664, thanh viêm tấn cấp, kiếm ý tăng lên. Trời đất quay cuồng, trong đầu ý thức ngắn ngủi biến mất đợi đến Diệp Thần Phong trong đầu ý thức khôi phục như lúc ban đầu thời điểm. Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy thân thể của hắn đang nhanh chóng hạ thấp, hơn nữa nhiệt độ chung quanh cũng cực kỳ nóng bức. Diệp Thần Phong đột nhiên mở mắt ra, trong lòng của hắn không khỏi đại mắng lên. Chỉ thấy giờ phút này Diệp Thần Phong thân ở trong núi lửa, thân thể hắn đang nhanh chóng rơi xuống, khi hắn dưới đáy là lửa nóng dung nham, những này dung nham trả sùng sụp. Sùng sục, sùng sục không ngừng bốc lên bọt khí. Núi lửa này bên trong dung nham vừa nhìn liền biết không phải là phổ thông dung nham rồi, hắn nhiệt độ cao đáng sợ, Diệp Thần Phong vội vàng thi triển ra ngự không năng lực phi hành, bóng người vững vàng đứng tại cách dung nham còn có 2 mét nơi bao xa. Diệp Thần Phong quần áo trên người sớm đã bị mồ hôi cho thấm ướt, thậm chí hắn quần áo trên người có loại chậm rãi tại hòa tan xu thế. Diệp thần phong bên trong đan điền thiên địa chi hỏa thanh viêm ngược lại là nhảy cẫng hoan hô lên. Tuy rằng diệp thần phong hỗn độn trong chiếc nhẫn chả có rất nhiều địa viêm tinh, thế nhưng khoảng thời gian này diệp thần phong một mực đã quên giúp thanh viêm tăng lên uy lực, nơi này dung nham ngược lại là hay là có thể giúp thanh viêm tăng lên power. Bất quá, bây giờ diệp thần phong thực lực tại tạo hóa cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ, hắn nhiều nhất chỉ có thể làm cho thanh viêm power có thể đốt cháy chết tạo hóa cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ cao thủ bằng không thanh viêm nhiệt độ quá cao, liền ngay cả Diệp Thần Phong chính mình cũng yếu không chịu được. Diệp Thần Phong bàn tay phải một phen, một đóa ngọn lửa màu xanh sẫm nhất thời xuất hiện tại trong bàn tay của hắn. Không có quá nhiều do dự, ngón tay búng một cái. Xíu, một tiếng, thanh viêm liền bay vào nóng bỏng trong nham tương, Diệp Thần Phong bước đầu đoán chừng, coi như là hắn tiến vào này trong nham tương, e sợ thân thể của hắn cũng sẽ bị hòa tan nơi này dung nham hẳn có thể để thanh viêm tăng lên một ít nhiệt độ được diệp thần phong bắn vào trong nham tương thanh viêm nó thoải mái tại dung nham bên trong nhảy nhót lung tung thật giống tại ngâm nước nóng bình thường theo thời gian chậm rãi chuyển rời thanh viêm power quả nhiên tại từng điểm từng điểm tăng lên diệp thần phong thời thời khắc khắc đều chú ý thanh viêm nhất cử nhất động đây nơi này dung nham tuy rằng nhiệt độ cực cao nhưng dù sao không phải thiên tài địa bảo cho nên thanh viêm tăng lên power tốc độ phi thường chậm chậm. Một giờ, hai giờ, ba tiếng đi qua, thẳng đến giờ thứ bốn thời điểm, Diệp Thần Phong trong nháy mắt cảm thấy thanh viêm nhiệt độ đã tăng lên tới. Có thể đốt cháy chết tạo hóa cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ cao thủ rồi, hắn lập tức đem thanh viêm thu hồi bàn tay phải bên trong, chỉ thấy thanh viêm màu xanh lục trở nên càng thêm thông suốt rồi. Diệp Thần Phong bàn tay phải nắm chặt, Thanh viêm trong nháy mắt biến mất ở trong bàn tay, tiến vào bên trong đan điền của hắn. Được thanh viêm hấp thu trọn vẹn sau 4 tiếng, Diệp Thần Phong phát hiện dưới đáy dung nham nhiệt độ là giảm xuống rất nhiều rồi, bây giờ nơi này dung nham phải cùng phổ thông dung nham nhiệt độ không có quá nhiều khác biệt. Diệp Thần Phong bóng người bay ra miệng núi lửa, thân ảnh của hắn ngừng ở giữa không trung bên trong. Diệp Thần Phong biết nơi này đã là Long Nguyên Bí cảnh rồi hắn nhìn thấy chu vi ngoại trừ dưới đáy một ngọn núi lửa ở ngoài tại núi lửa bên cạnh còn có một đầu lửa nóng nhân hình thành dòng sông bốn phía hòn đá cũng đều là màu lửa đỏ tại nhân dòng sông cách đó không xa có một cái cực kỳ pho tượng to lớn bởi vì pho tượng là đưa lưng về phía diệp thần phong cho nên hắn không nhìn thấy pho tượng chân chính diện mạo trên bầu trời dĩ nhiên có tới hai vầng mặt trời khu vực này nhiệt độ phi thường cao Diệp thần phong cảm ứng một thoáng du thủy giao giao cho hắn màu xanh lam ngọc bội, hắn không có cảm ứng được thiên âm môn đệ tử. Mà tả phi bạch cùng lý nghiên nghiên cần phải cũng không tại khu vực này bên trong. Diệp thần phong bóng người rơi xuống hỏa dưới chân núi, trong đầu hắn vang lên lão bạch ngô phong rỗi rảnh thanh âm tiểu ra hỏa. Chỗ này bí cảnh ngược lại là có chút thú vị, chỉ cần ngươi lợi dụng tốt, thực lực của ngươi nói không chắc thật sự có thể có một lần nhanh chóng bay vọt thiên kim chuột tiểu kim là trốn ở diệp thần phong trong lồng ngực, thỉnh thoảng dò ra nó đầu nhỏ. Diệp thần phong khi nghe đến lão bạch ngô phong dỗi rảnh lời nói sau, khóe miệng hắn vi vi hiện lên một vệt nụ cười, hắn hiện tại thiếu hụt nhất chính là thực lực, hắn cảm ứng một thoáng trên ngón tay hỗn độn nhẫn, hắn và hỗn độn nhẫn liên hệ quả nhiên được tạm thời cắt đứt, mà bên hông hắn càn khôn đại cũng không hề bị hạn chế ở. Diệp thần phong từng bước từng bước hướng về xa xa pho tượng khổng lồ đi đến, hắn muốn nhìn một chút pho tượng kia bộ mặt thật. Mà lúc này, giữa bầu trời hai vầng mặt trời đột nhiên trở nên lập lè lên. Rất nhanh, giữa bầu trời hai vầng mặt trời đã bị một tầng màu đen cho che lại, sát theo đó, bầu trời âm u trong không gian, lóe lên từng cái từng cái điểm sáng màu đỏ, những này điểm sáng màu đỏ đang nhanh chóng hướng về khu vực này hạ thấp. Đợi đến Diệp Thần Phong nhìn rõ ràng thời điểm, hắn lông mày chăm chú vừa nhíu, chỉ thấy này từng cái từng cái điểm đỏ, chính là là từng khối to lớn thiên thạch vũ trụ, hơn nữa tại thiên thạch vũ trụ mặt ngoài trả bao quanh một tầng cực hạn hỏa diễm. Diệp Thần Phong đoán chừng coi như là tạo hóa cảnh tứ trọng thiên cao thủ được này thiên thạch vũ trụ đập chúng, cũng vô cùng có khả năng trong nháy mắt mất mạng. Hiện tại Diệp Thần Phong là không kịp rời khỏi, nếu như bay trên trời lời nói, vậy thì càng thêm nguy hiểm, dù sao cái kia rậm rạp chẳng chỉ thiên thạch vũ trụ là từ bầu trời bên trong rơi xuống. Âm, um, âm, um, âm, um, âm, um, âm, um. tiếng nổ lớn không ngừng vang vọng tại trong không khí. Từng khối từng khối được cực hạn hỏa diễm bao vây lấy thiên thạch vũ trụ, trên mặt đất đập ra từng cái hố sâu to lớn, trong không khí là tia lửa văng khắp nơi, cuồng bạo lửa nóng ước số tứ tán. Diệp thần phong thân ảnh là khoảng chừng không ngừng tránh né, cả người hắn nhìn qua cực kỳ chật vật, bất quá, lấy tốc độ của hắn ngược lại là có thể miễn cưỡng không bị rậm rạp chẳng chỉ thiên thạch vũ trụ đập chúng. Được cực hạn hỏa diễm bao phủ thiên thạch vũ trụ, trọn vẹn duy trì nửa giờ. Sau nửa giờ, giữa bầu trời âm trầm biến mất rồi, hai vòng được che kín thái dương lần thứ hai hiển lộ ra. Diệp thần phong hiện tại trong lòng mặt là ngay cả chửi má nó khí lực cũng không có, mới mới vừa tiến vào này long nguyên bí cảnh liền gặp chuyện như vậy. Tại thờ hồn hển mấy cái, phục dụng mấy viên bổ linh đan sau đó diệp thần phong nhìn trên mặt đất hố to hố nhỏ thâm động hắn tiếp tục hướng về xa xa pho tượng đi đến lúc này cũng không hề phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn diệp thần phong thuận lợi đi tới pho tượng chính diện diệp thần phong đứng ở nơi này cao lớn pho tượng phía dưới giống như một chỉ nhỏ bé con kiến pho tượng kia chính là một người trung niên nam nhân đầu của hắn vi vi dương lên trên mặt suy ngã độc tôn biểu lộ là khắc họa vô cùng nhuần nhuyễn. Bất quá, này đàn ông trung niên dáng dấp ngược lại là có chút quái lạ, chỉ thấy này đàn ông trung niên trên cánh tay che kín vảy hoặc là phải nói là long lân đi. Còn có này đàn ông trung niên trên đầu có hai con sừng nhỏ. Chính lúc Diệp Thần Phong cẩn thận quan sát pho tượng này thời điểm. Trong chớp mắt, từ này trong pho tượng tản ra nhất cổ khí thế bế nghế thiên hạ đến. Luồng khí thế này tới quá đột nhiên, cũng quá mãnh liệt rồi, cho tới Diệp Thần Phong suýt chút nữa quỳ trên mặt đất, cũng may, Diệp Thần Phong nhanh chóng rút ra sau lưng Thanh Vân kiếm, hắn đem Thanh Vân kiếm cắm vào trong lòng đất, lấy Thanh Vân kiếm đến chống đỡ lấy thân thể của mình. Diệp Thần Phong bên trong thân thể là một trận huyết khí dâng lên, nhưng còn không có đợi hắn lấy hơi, pho tượng to lớn bên trên lại kéo tới nhất cổ bất khuất tự kiêu thật khí thế, phảng phất trên trời dưới đất không người có thể ngăn. Lần này Diệp Thần Phong bị xung kích là càng thêm kịch liệt, dưới chân hắn mặt đất trong nháy mắt nứt toác, thân thể cũng lung la lung lay lên, khóe miệng không ngừng tràn ra tiên huyết. Thiên Kim chuột tiểu kim là thật chặt cuốn rút vào Diệp Thần Phong trong lồng ngực. Diệp Thần Phong thật mẹ hắn cảm giác mình quá xui xẻo rồi, nhưng này lúc trong cơ thể hắn bất khuất kiếm ý trong nháy mắt đã nhận được một tia cộng hưởng, bất khuất kiếm ý tự chủ vận chuyển, Diệp Thần Phong trên người cũng nhất thời lộ ra ý chí bất khuất. Diệp thần phong trong con người vẻ mặt hơi đổi, cả người hắn khí chất trở nên càng sắc bén hơn rồi, từ trên người hắn cũng tản ra nhất cổ khí thế bế nghĩa thiên hạ. Thanh vân kiếm là thật chặt cắm tại trong lòng đất, diệp thần phong khóe miệng tiên huyết chả đang không ngừng tràn ra tới, nhưng trên mặt hắn vẻ mặt là càng ngày càng bất khuất rồi, hắn miệng quát chỉ là một pho tượng, người có tư cách gì để cho ta quỳ xuống. Diệp thần phong bên trong thân thể bất khuất kiếm ý rung động càng thêm lợi hại rồi, Thất dài bất khuất kiếm ý phảng phất đang hấp thu, từ khắc như trên người tán phát ra bất khuất khí thế. Diệp thần phong trong cơ thể thất dài bất khuất kiếm ý đang không ngừng tăng lên. Ahat, à một tiếng gào thét. Diệp thần phong trong cơ thể truyền ra một tiếng vang nhỏ, trên người của hắn bất khuất kiếm ý trở nên càng thêm nồng nặc. Thất dài bất khuất kiếm ý trong nháy mắt khóa nhập bát dài bất khuất trong kiếm ý. Bất khuất kiếm ý lại tăng lên nữa rồi. Chương 1665, 10 giai đại viên mãn kiếm ý. Long nguyên bí cảnh bên trong, tại Diệp Thần Phong trong thân thể bất khuất kiếm ý thuận lợi bước vào bát giai sau. Từ pho tượng khổng lồ thượng tản mát ra bất khuất cùng tự kiêu thật khí thế càng thêm nồng nặc. Này từng luồng từng luồng thật khí thế khi thì như thái sơn áp đỉnh, hung hăng đặt ở Diệp Thần Phong trên người, khi thì lại như phá tan đê hồng thủy, mãnh liệt hướng đánh vào Diệp Thần Phong trên người diệp thần phong trong gân mạch linh khí dòng sông lao nhanh đã đến cực hạn hắn trong thân thể bát dai bất khuất kiếm ý cũng một khắc không ngừng vận chuyển cuốn giúp vào diệp thần phong trong lồng ngực thiên kim chuột tiểu kim được diệp thần phong linh khí vững vàng bảo vệ diệp thần phong coi như mình chịu đựng lớn hơn nữa áp lực hắn cũng không thể để con vật nhỏ này có việc rồi dù sao tại long nguyên trong bí cảnh tầm bảo trả phải dựa vào thiên kim chuột tiểu kim đây diệp thần phong thân thể bên trong huyết dịch đều trở mình vọt lên hai tay nắm thật chặt cắm tại trong lòng đất thanh vân kiếm, cho dù thịt của hắn thân cường độ bây giờ đã tới luân hồi cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ, trên người hắn vẫn có một loại xé nước đau đớn. Diệp thần phong miệng bên trong từng ngụm từng ngụm hộp ra tiên huyết, ấm áp tiên huyết rất nhanh sẽ nhiễm đỏ vạt áo của hắn. Cảm thụ từ pho tượng khổng lồ trên người không ngừng tấn công tới bất khuất cùng tự kiêu thật khí thế, cảm thụ trong thân thể không ngừng vận chuyển bát dai bất khuất kiếm ý, Diệp Thần Phong đột nhiên tiến vào một loại đặc thù lĩnh ngộ trong trạng thái, hai mắt của hắn thật chặt đóng lại. Bất khuất ngông nghênh, không lạy trời, không quỳ xuống đất, không quỳ thế gian vạn vật. Trời muốn chặn ta, ta liền phá thiên. Mà yếu chặn ta, ta liền liệt địa. Bất khuất không phục, vĩnh viễn không cúi đầu, thần ma ngàn vạn, một nghiêng diệt sát. Diệp Thần Phong khí chất trên người hoàn toàn thay đổi, nguyên bản trong thân thể bát giai bất khuất kiếm ý vận chuyển, cả người hắn giống như một thanh sắc bén bảo kiếm, mà giờ khắc này bảo kiếm cở ra ánh sáng từ từ nội liếm lên, nhưng Diệp Thần Phong trong thân thể kiếm ý lại trở nên càng thêm minh mông, bất cứ lúc nào đều có thể dường như núi lửa bộc phát giống như tuôn ra đi ra. Nói cách khác, Diệp Thần Phong nội liếm tại trong thân thể kiếm ý, hoàn toàn ngưng tụ lại với nhau, một khi vung kiếm, bao sắp thành lần dâng lên. Bát dài bất khuất kiếm ý bình cảnh trong nháy mắt tùng chuyển động, cực kỳ thuận lợi khóa nhập cửu giai bất khuất trong kiếm ý. Nhưng mà, pho tượng khổng lồ thượng bất khuất cùng tự kiêu thật khí thế vẫn cứ không có đình chỉ, mà cửu giai bất khuất kiếm ý vận chuyển càng nhanh hơn rồi, này cửu giai bất khuất kiếm ý chính là đại thành kiếm ý cửu giai bất khuất kiếm ý đang nhanh chóng hấp thu từ trên pho tượng tản mát ra tất cả bất khuất cùng tự kiêu thật khí thế. Thời gian chậm rãi chảy xuôi, từ mới bắt đầu trên pho tượng bất khuất cùng tự kiêu thật khí thế chủ động công kích Diệp Thần Phong đã đến bây giờ chính là Diệp Thần Phong trong thân thể cửu dai bất khuất kiếm ý tự chủ tại rút ra pho tượng khổng lồ bên trong bất khuất cùng tự kiêu thật khí thế rồi. Giữa bầu trời mỗi hai vầng mặt trời chậm rãi rơi xuống. Buổi tối đã đi đến, hai vòng trắng bạc tĩnh nguyệt sáng treo ở trên bầu trời. Diệp Thần Phong cứ như vậy hai tay nắm cắm trên mặt đất bên trong thanh vân kiếm, hắn nhắm cặp mắt, cả người ngẩng đầu ưỡn ngực đứng đấy. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Ba ngày qua đi, Diệp Thần Phong trong thân thể là nồng nặc hóa không ra cửu dai bất khuất kiêm ý. Phò tượng khổng lồ bên cạnh cách đó không xa cái kia dung nham hình thành dòng sông, trong đó nóng bỏng màu đỏ dung nham sôi trào lên. Từ dung nham bên trong toát ra từng cái màu đỏ thắm đầu, sát theo đó, từ sông dung nham bên trong đi ra tất cả cực kỳ quái dị yêu thú ước chừng có hơn 30 đầu. Những này yêu thú bên ngoài cùng hình thể ngược lại là phi thường như hà mã, bất quá, loại này yêu thú bộ ra toàn thân là hiện ra màu đỏ, trên mặt biểu lộ so với hà mã hung hãn hơn nhiều, từ cổ của bọn nó lung bên trong không ngừng phát ra tiếng hí. Loại này yêu thú tên là huyết phiêm thú, trên đất huyền giới, huyết phiêm thú mặc dù không có tuyệt chủng nhưng ngược lại cũng không phải thường gặp. Huyết phiêm thú yêu thích sinh sống ở trong nham tương, bình thường thành niên huyết phiêm thú thực lực đều tại tạo hóa cảnh tam trọng thiên sơ kỳ. Này huyết phiêm thú trời sinh tính hung tàn, bình thường phần lớn thời gian đều đắm chìm tại dung nham bên trong ngủ, nếu có người đánh thức chúng nó như vậy chúng nó tuyệt đối sẽ biến làm táo bạo cùng làm máu tanh. Rất rõ ràng, Diệp Thần Phong đứng ở pho tượng khổng lồ trước đã có 3 ngày rồi, trong 3 ngày này, hắn thân thể bên trong bất khuất kiềm ý là càng ngày càng nồng đậm, nhất định là bất khuất kiềm ý thật khí thế đem này hơn 30 đầu huyết viêm thú đánh thức. Huyết viêm thú hình thể nhìn qua thật giống làm cồng cành, Thế nhưng tốc độ của bọn họ lại không có chút nào chậm. Hơn 30 đầu huyết viêm thú một mạch hướng về Diệp Thần Phong xung kích tới, chúng nó mở ra bồn máu của chính mình miệng lớn, từ trong miệng của bọn nó tản ra nhất cổ nồng nặc mùi hôi thối. Mà Diệp Thần Phong nhưng vẫn là nhắm mắt lại, cầm trong tay cắm tại trong lòng đất thanh vân kiếm. Từ khi Diệp Thần Phong tiến vào loại này trạng thái đặc thù sau, hắn liền không cảm giác được pho tượng mang đến cho hắn lực trùng kích rồi mắt thấy hơn 30 đầu tạo hóa cảnh tam trọng thiên sơ kỳ huyết viêm thú càng đến gần càng gần. Âm, um, âm, um, âm, um, âm, um, âm, um, tiểu, huyết viêm thú to lớn bàn chân dẫm ở trên mặt đất âm thanh, không ngừng vang vọng tại trong không khí, bốn phía trước mặt của vi vi rung động chuyển động. Diệp thần phong trong thân thể cửu dai bất khuất kiếm ý hấp thu pho tượng khổng lồ bất khuất cùng tự kiêu thật khí thế trở nên càng thêm mãnh liệt. Chỉ thấy tại pho tượng khổng lồ hai cái chân thường xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết dạn nứt những này rậm rạp chẳng chịt vết dạn nước theo pho tượng khổng lồ hai cái chân, nhanh chóng hướng về pho tượng thân thể bên trên kéo dài. Từ trên pho tượng tản mát ra bất khuất cùng tự kiêu thật khí thế trở nên càng ngày càng bạc nhược rồi. Một cái nào đó trong nháy mắt, trong pho tượng bất khuất cùng tự kiêu thật khí thế, toàn bộ được cửu dai bất khuất kiếm ý cho rút không còn chút nào. Chỉnh cái pho tượng to lớn được rậm rạp chẳng chịt vết dạn nước cho che kín. Cùng này lại lúc, hơn 30 đầu huyết viêm thú đã vào tới Diệp Thần Phong cùng liều mạng, chúng nó chưa mở cái miệng lớn như chậu máu muốn đi cắn xé như Thần Phong thân thể rồi. Mà Diệp Thần Phong trong thân thể không ngừng ngưng tụ cửu dai bất khuất kiếm ý nhanh chóng lắc lư. Oanh, một tiếng, cửu dai bất khuất kiếm ý tại Diệp Thần Phong thân thể bên trong bạo liệt ra, dường như hùng thủy thập dai bất khuất kiếm ý, từ Diệp Thần Phong trong thân thể đánh sâu vào đi ra tại đem pho tượng khổng lồ bên trong bất khuất cùng tự kiêu thật khí thế rút khô sau đó diệp thần phong trong thân thể cửu dai bất khuất kiếm ý thuận lợi khóa nhập thập giai vòng tròn lớn đầy bất khuất trong kiếm ý từ diệp thần phong thân thể bên trong không bị khống chế tản ra từng đạo cực kỳ giải rác thập giai vòng tròn lớn đầy bất khuất kiếm ý từng đạo kiếm khí khổng lồ quay chung quanh tại diệp thần phong bốn phía cái kia hơn 30 đầu tạo hóa cảnh tam trọng thiên sơ kỳ huyết viêm thú trong đó ba con xung kích tại phía trước nhất huyết viêm thú, chúng nó trong nháy mắt được giải rác to lớn kiếm khí cắn nuốt mất rồi. Chỉ là một cái chớp mắt trong giếng, ba con tạo hóa cảnh ba buông trời sơ kỳ huyết viêm thú, chúng nó liền trong nháy mắt được quấy thành thịt nát. Về phần này ba con huyết viêm thú phía sau cái khác huyết viêm thú, chúng nó bởi sông phi thường mãnh liệt, chúng nó dưới chân bước chân đã tới không kịp đình chỉ. Lần nữa lúc, từ Diệp Thần Phong trong thân thể tản mát ra giải rác to lớn kiếm khí càng ngày càng nhiều, hơn nữa bao trùm phạm vi cũng càng thêm quảng rồi. Trong không khí thịt nát bay ra, nồng nặc máu tanh vị tràn ngập mỗi một tấc không khí. Còn lại huyết viêm thú cũng trong nháy mắt được kiếm khí khổng lồ cho quấy thành huyết phụ. Trong lúc nhất thời hơn 30 đầu tạo hóa cảnh tam trọng thiên huyết viêm thú, trong nháy mắt đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong thập giai vòng tròn lớn đầy bất khuất kiếm ý bên dưới phải biết đây là Diệp Thần Phong không có ngưng tụ dưới, từ trên người hắn tản mát ra thập giai bất khuất kiếm ý đây. Nếu như ngưng tụ thi triển chân chính thập giai bất khuất kiếm ý, như vậy có thể tưởng tượng được power đem càng thêm lớn rồi. Diệp Thần Phong chậm rãi mở mắt ra, từ con mắt của hắn bên trong, tránh qua hai đạo cực kỳ kiếm sắc bén mang. Hắn đem cắm trên mặt đất bên trong thanh vân kiếm rút ra, sau đó đặt ở sau lưng mà cái kia che kín lít nha lít nhít vết dạn nứt pho tượng khổng lồ, từ phía trên từ từ rơi mất một khối lại một khối hòn đá. Diệp thần phong bóng người nhanh chóng lùi về phía sau, âm ầm một tiếng, chỉnh cái lớn vô cùng pho tượng trong nháy mắt toàn bộ than sụp xuống. Là này cái pho tượng khổng lồ bên trong bất khuất cùng tự kiêu thật khí thế, lúc này mới thành toàn diệp thần phong, trong thời gian ngắn ngủi như thế, thành công khóa nhập thập giai vòng tròn lớn đầy bất khuất trong kiếm ý, bằng không muốn bước vào vòng tròn lớn đầy trong kiếm ý e sợ còn phải tốn một đoạn thời gian đây tuy rằng diệp thần phong vừa tiến vào long nguyên trong bí cảnh hắn suýt chút nữa rơi vào núi lửa trong nham tương chả gặp quỷ dị như thế pho tượng khổng lồ thế nhưng tất cả những thứ này bây giờ nhìn lại quả thực là quá đáng giá bây giờ không chỉ có thanh viêm power có thể đốt cháy chết tạo hóa cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ cao thủ rồi Thất giai bất khuất kiếm ý cũng khóa nhập thập giai vòng tròn lớn đầy bất khuất trong kiếm ý. Chương 1666, cho ra vui cười một cái. Có ở đây không khuất kiếm ý tăng lên tới thập giai vòng tròn lớn đầy sau. Diệp Thần Phong liền rời đi mảnh này nhiệt độ cực cao khu vực. Phóng tầm mắt nhìn, này Long Nguyên Bí cảnh căn bản trông không đến phần cuối, Diệp Thần Phong một đường đi về phía nam, tiến vào mặt nam một mảnh nguyên thủy trong rừng rậm hắn không có lựa chọn bay trên trời rồi, dù sao hắn Long Nguyên trong bí cảnh có quá nhiều tính không chắc chắn rồi, phi tại trên bầu trời chẳng khác gì là bại lộ hành tung của mình. Rời đi mảnh này nhiệt độ cực cao khu vực, bóng người chui vào mặt Nam Nguyên Thủy trong rừng rậm sau, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên giảm xuống, Diệp Thần Phong nhất thời cảm giác cả người giãn ra sảng khoái. Tại Lão Bạch cùng Lão hắc dưới sự đề nghị, Diệp Thần Phong đem thiên kim chuột tiểu kim đặt ở trên mặt đất, để thiên kim chuột chính mình đi tìm Long Nguyên trong bí cảnh bảo vật. Hôm nay kim thử có thể độn thổ, hơn nữa phi thường linh hoạt, rất khó được những yêu thú khác săn giết. Lần sau, Diệp Thần Phong cùng thiên kim chuột trong lúc đó ký kết chủ tớ khí ước, hôm nay kim thử một khi tìm tới bảo vật, như vậy nó hội lại tới đến Diệp Thần Phong bên người. Như hôm nay Kim Thử cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó đã có một tia liên hệ rồi, tại đây Long Nguyên bí cảnh bên trong, Diệp Thần Phong có thể dễ như ăn cháo cảm ứng được thiên kim chuột, đương nhiên thiên kim chuột cũng tự nhiên có thể cảm ứng được Diệp Thần Phong được rồi. Tại để thiên kim chuột tiểu kim chính mình đi tìm bảo vật sau đó Diệp Thần Phong trong rừng tiếp tục tiến lên, hắn đồng tiến tốc độ phi thường nhanh, đồng thời hắn cũng thời khắc cảm ứng chung quanh gió thổi cỏ lay. Diệp Thần Phong một bên nhanh chóng hành tẩu, một bên ở trong lòng hỏi, lão bạch, lão hắc, các người nhìn suốt này long nguyên bí cảnh lai lịch sao? Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, Tiểu Gia Hỏa, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không hỏi chúng ta nữa nha. Vừa vận vị này cho ngươi bất khuất kiếm ý tăng lên tới vòng tròn lớn đầy pho tược, hẳn là Long tộc tổ tiên pho tược, nếu như ta cùng Lão Hắc không có đoán sai, như vậy này Long Nguyên bí cảnh rất có thể là viễn cổ thời đại Long tộc tổ địa. Tại viễn cổ thời đại sơ kỳ, Long tộc có thể nói là cao đẳng nhất loại tộc, mỗi một gã Long tộc thành viên đều thực lực cực kỳ cường hãn. Bọn hắn thậm chí đem mình ca tụng là thiên thần, ở trong mắt bọn họ mình chính là cường đại nhất, có thể nói viễn cổ thời đại sơ kỳ, Long tộc chính là một cái lóng lánh loại tộc. Không có bất kỳ khiến người ta nguyện ý cùng Long tộc làm đúng đấy. Bất quá, hay là ông trời không vừa mắt Long tộc hung hăng cùng cuồng vọng, này Long tộc tại đã trải qua mạnh mẽ nhất một đoạn thời kỳ sau, trong đó tộc nhân đều không giải thích được chết đi, sau đó Long tộc từ từ không rơi xuống đã đến bây giờ long tộc chả có tồn tại hay không liền ngay cả ta cùng lão hắc cũng không biết này long nguyên bí cảnh phải là long tộc lúc trước một chỗ tổ địa bình thường bất kỳ loại tộc đều sẽ không bỏ qua của mình tổ địa dù sao tại tổ địa bên trong có quá nhiều bí mật mà bây giờ chỗ này long nguyên trong bí cảnh rất rõ ràng không có bất kỳ long tộc thành viên ta nghĩ chỗ này long tộc tổ địa tại phi thường đã lâu niên đại nhất định là xảy ra biến cố gì lão hắc giang vận thiên cũng mở miệng nói tiểu tử long tộc bảo tàng từ trước đến giờ là cực kỳ phong phú trước đó xích viêm tông tĩnh tàng quang viễn bọn người nói qua phàm là có thể từ long nguyên bí cảnh sống sót người rời đi hầu như cũng có thể trở thành vì hùng bá nhất phương cường giả bây giờ nhìn lại trong này cũng không phải hàm có bất kỳ giọt xương dù sao các người địa huyền giới người chỉ cần đạt được một chút long tộc chỗ tốt trên đất huyền giới là có thể triệt để quật khởi Long Nguyên Bí cảnh chính là Long tộc một chỗ tổ địa. Diệp Thần Phong biết lão Bạch cùng lão Hắc nếu nói như vậy, như vậy trên căn bản là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi, trong lòng của hắn là càng thêm chờ mong lên, hắn hy vọng Thiên Kim chuột có thể ở nơi này tìm tới tuyệt thế bảo tàng đi. Diệp Thần Phong đang cùng lão Bạch, lão Hắc trò chuyện trong quá trình, dưới chân hắn bước chân không chút nào đình chỉ, giờ khắc này, trong lồng ngực của hắn màu xanh lam ngọc bội đột nhiên có yếu ớt phản ứng. Này màu xanh lam ngọc bội chính là thiên âm môn thiên tài du thủy giao giao cho hắn, bây giờ ngọc bội có phản ứng, điều này nói rõ tại phụ cận có trên thân người đồng dạng là đeo loại này màu xanh lam ngọc bội. Căn cứ ngọc bội phản ứng phương hướng, Diệp Thần Phong lập tức để dâng lên tốc độ, về phần thiên kim chuột tiểu kim, chính như lão bạch cùng lão hắc phân phó như vậy, hắn căn bản không cần đi bận tâm, thiên kim chuột tiểu kim tại phát hiện bảo vật sau đó tự nhiên sẽ tìm đến Diệp Thần Phong. Tại đây nơi nguyên thủy rừng cây chính giữa giữa, có một tòa hơn 100 mét núi nhỏ. Tại núi nhỏ đỉnh núi, một tên ăn mặc trang phục màu đỏ nữ nhân, người giờ phút này dáng dấp cực kỳ chật vật, trên người là đổ mồ hôi tràn trề. Nữ nhân này không phải là xích viêm tông thủ tịch đại đệ tử Lý Nghiên Nghiên Ma. Tại Lý Nghiên Nghiên trên đỉnh đầu lần quần một đầu yêu thú biết bay, yêu thú này trưởng phải vô cùng như mãng xà. Yêu thú này thân dài hơn 50 mét, thân thể dường như to lớn thùng nước tại trên người nó che kín từng khối từng khối vân hình dáng màu đen vằn ở sau lưng của nó vẫn giải ra hai con to lớn cánh màu đen yêu thú này con mắt là màu xanh lá trong miệng thỉnh thoảng phun ra đầu lưỡi yêu thú này chính là hai cánh thiên mãng thân thể bên trong có một tia dao long huyết mạch của rồng giao long tuy rằng không phải thuần tránh long thế nhưng tối thiểu cũng là cùng long dính dáng cho nên này hai cánh thiên mãng thịt thân cực kỳ cường hãn này hai cánh thiên mãng thực lực tại tạo hóa cảnh tam trọng thiên đỉnh phong thế nhưng thịt của nó thân chỉ sợ coi như là tạo hóa cảnh tứ trọng thiên hậu kỳ cao thủ đều khó mà phá vỡ. Lý nghiên nghiên nhọn lực chỉ có tạo hóa cảnh nhị trọng thiên trung kỳ. Lý nghiên nghiên khi tiến vào long nguyên bí cảnh sau, vận khí của nàng muốn so diệp thần phong tốt hơn không ít, người mới vừa gia nhập long nguyên bí cảnh liền xuất hiện tại vùng rừng tùng này bên trong, nhưng cũng không lâu lắm, nàng liền được này hai cánh thiên mãng phát hiện lý nghiên nghiên là một đường tránh né cuối cùng vẫn là được này hai cánh thiên mãng cho dồn đến ngọn núi nhỏ này bên trên thấp trên núi không có bất kỳ tránh né địa phương có thể nói lý nghiên nghiên cơ hồ là chắc chắn phải chết rồi lý nghiên nghiên trong gân mạch linh khí dòng sông không ngừng vận chuyển bàn tay của nàng liên tiếp đánh ra từng cái bàn tay khổng lồ ấn tập kích đánh vào hai cánh thiên mãng trên người nhưng lý nghiên nghiên công kích đối với hai cánh thiên mãng tới nói quả thực là không quan hệ đau khổ Lý Nhiên Nhiên cũng không dám bay trên trời. Hai cánh thiên mãng ở trên bầu trời sức chiến đấu là cường hãn nhất. Này hai cánh thiên mãng cũng không có lập tức giết Lý Nhiên Nhiên, nó chả như là đang đùa bỡn Lý Nhiên Nhiên bình thường dường như mèo vần chuột, tại đem con chuột đùa tinh bị lực tấn sau đó lại một hơi đem con chuột nuốt. Lý Nhiên Nhiên trong con người dần dần lộ ra tuyệt vọng. Người biết mình công kích không làm gì được hai cánh thiên mãng rồi, người không nghĩ tới mình mới mới vừa gia nhập Long Nguyên bí cảnh không mấy mũi tên. Người liền phải chết ở chỗ này rồi. Mà giữa bầu trời hai cánh thiên mãng cũng giống như ngoạn nị. Từ trên người nó bạo phát ra tạo hóa cảnh tam trọng thiên đỉnh phong khí thế. ầm um, một tiếng, hai cánh thiên mãng đuôi từ bầu trời bên trong quét xuống. Lý nhiên nhiên đến không kịp né tránh rồi. Người tập trung lên trong thân thể hết thảy linh khí. Nhưng nàng vẫn bị quét bay ra ngoài. Thân thể đem sau lưng tảng đá lớn là va đánh nát bấy. Quỳ một gối xuống trên mặt đất khẩu bên trong không ngừng tràn ra tiên huyết lý nghiên nghiên là đứng lên cũng không nổi rồi mắt nhìn lên bầu trời bên trong hai cánh thiên mãng phải tiếp tục phát động công kích lý nghiên nghiên là hoàn toàn buông tha cho chống đối người biết mình là chắc chắn phải chết rồi nhưng chính lúc lúc này lý nghiên nghiên bên hông màu xanh lam ngọc bội nhanh chóng lấp lánh lên sát theo đó diệp thần phong thân ảnh xuất hiện tại thấp dưới núi diệp thần phong chỉ hơi hơi sửng sốt một chút thân ảnh của hắn liền bay lên núi nhỏ đỉnh núi, đi tới Lý Nghiên Nghiên bên cạnh. Lý Nghiên Nghiên nhìn thấy Diệp Thần Phong xuất hiện, người trên mặt tái nhợt che kín không rõ, người quát lên, như Thần Phong, ngươi là kẻ đần sao. Ngươi không thấy giữa bầu trời hai cánh thiên mãng sao. Này hai cánh thiên mãng có tạo hóa cảnh tam trọng thiên đỉnh phong thực lực, thịt của nó thân coi như là tạo hóa cảnh tứ trọng thiên hậu kỳ cao thủ đều khó mà phá vỡ, ai muốn ngươi đi theo ta chịu chết rồi ai nói ta là tới chịu chết. Diệp thần phong nhìn xem sắc mặt tái nhợt Lý Nghiên Nghiên, hắn khơi gợi lên Lý Nghiên Nghiên cầm, nói ra cô nàng, cho ra vui cười một cái không nên sầu mi khổ kiểm. Diệp thần phong, ngươi, ngươi quả thực khí chết ta rồi, ngươi muốn cùng ta cùng chết sẽ chết đi. Lý Nghiên Nghiên thở phì phò nói, nhưng mà, lúc này, giữa bầu trời hai cánh thiên mãng, nó lần thứ hai quét qua của mình cự đuôi to. Lý Nghiên Nghiên thấy thế, người vẫn không khỏi quát lên, Diệp Thần Phong, mau tránh ra, tốc độ của ngươi không phải rất nhanh sao? Mà Diệp Thần Phong lại rút ra sau lưng Thanh Vân kiếm. Trong thân thể thập giai vòng tròn lớn đầy bất khuất kiếm ý vận chuyển. Trên người nhất thời kiếm ý dâng trào, dường như mãnh liệt hồng thủy. Trong tay Thanh Vân kiếm vung ra, thập giai bất khuất kiếm ý. Kiếm khí như cầu vồng, ánh kiếm lóng lánh to lớn màu nâu kiếm khí từ Thanh Vân kiếm bên trong ngưng tụ mà ra, tốc độ nhanh như chớp giật. Bạch, một tiếng, giữa bầu trời hai cánh thiên mãng thân ảnh dừng lại một chút, từ hai cánh thiên mãng phần đầu bắt đầu xuất hiện một cái vết máu, này vết máu trực tiếp kéo dài tới hai cánh thiên mãng phần sau. Giữa bầu trời hai cánh thiên mãng trong nháy mắt được chia ra làm hai, tiên huyết cùng nội tạng tung khắp giữa không trung. Chương 1667, hoàn toàn đả kích núi nhỏ trên đỉnh ngọn núi. Diệp thần phong cầm trong tay dì xét loang lổ thanh vân kiếm, trên người được kiếm khí sắc bén cho lượn lờ. Bị thương tạm thời không cách nào từ mặt đất đứng lên lý nghiên nghiên, người đôi mắt đẹp đờ đẫn nhìn lên bầu trời bên trong. Giờ khắc này, giữa bầu trời sương máu vẫn không có tản đi, trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh, thậm chí có giọt máu phiêu lạc đến lý nghiên nghiên trên khuôn mặt, nhưng nàng xong quên hết rồi lấy tay đi lau rồi ánh mắt của nàng vừa nhìn về phía thấp dưới núi chỉ thấy tại thấp dưới núi trên mặt đất cái kia to lớn hai cánh thiên mãng thân thể của nó đã bị chia ra làm hai rồi trên mặt đất đập ra một cái hố sâu đến không nhúc nhích nghiễm nhiên là ngỏm rồi đây chính là tạo hóa cảnh tam trọng thiên đỉnh phong hai cánh thiên mãng a hát trong cơ thể có một tia dao long huyết mạch của rồng nhục thân thậm chí ngay cả tạo hóa cảnh tứ trọng thiên hậu kỳ cao thủ đều không thể phá vỡ. Thế nhưng, Diệp Thần Phong vung ra một kiếm, chỉ là vung ra một kiếm, hơn nữa trong tay hắn thanh này dỉ xét loang lổ kiếm, theo lý nghiên nhiên thật sự là đủ đồng nát sắt vụn. Nhưng là hai cánh thiên mãng lại bị Diệp Thần Phong chiêu kiếm này giết chết. Chiêu kiếm này cực kỳ thẳng thắn dứt khoát, chút nào không có dây dưa dài dòng cảm giác, để hai cánh thiên mãng liền kéo dài hơi tàn cơ hội cũng không có. Diệp Thần Phong trên người kiếm khí đang chậm chậm thu hồi trong cơ thể, nhưng là Lý Nghiên Nghiên lại chậm chạp chưa có lấy lại tinh thần đến, người trong đầu không ngừng nhớ lại Diệp Thần Phong vừa nãy một kiếm kia, người biết nếu như là tự mình đối mặt Diệp Thần Phong một kiếm kia lời nói, như vậy người cũng trong nháy mắt sẽ bị kiếm khí cho chia thành hai nửa. Kiếm ý, này nhất định là kiếm ý, hơn nữa còn là cực kỳ cao thâm kiếm ý. Lý Nghiên Nghiên phục hồi tinh thần lại sau đó gò má của nàng không khỏi hơi đỏ lên bởi vì nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong đã đem thanh vân kiếm thu hồi sau lưng, chính có nhiều ý vị nhìn xem người đây. Diệp Thần Phong, người vừa vặn thi triển chính là kiếm ý. Của người kiếm ý đến mấy cấp? Bị thương lý nghiên nghiên, người cực kỳ tò mò hỏi. Diệp Thần Phong không vui nói, người này tiểu, cô nàng, ta nhưng là người lão tổ tông, người nếu như nữa đối ta không lớn không nhỏ, ta muốn đánh cái mông của người rồi. Vừa nghe đến yếu đánh đòn, lý nghiên nghiên gò má là càng thêm đỏ lên người nhìn ra được diệp thần phong cũng không phải tùy tiện nói một chút dù sao của nàng lão tổ tông tằng quang viễn cùng tiền vinh an đều phải xưng hô diệp thần phong một tiếng sư phụ hơn nữa vừa vặn diệp thần phong một kiếm kia triệt để để lý nghiên nghiên khuất phục cho nên yếu lý nghiên nghiên gọi diệp thần phong vì lão tổ tông cũng không phải là không thể đủ tiếp nhận sự tình lý nghiên nghiên điều chỉnh một hạ tâm tình nói ra lão tổ tông của ngươi kiếm ý đến mấy cấp trên đất huyền giới lĩnh ngộ kiếm ý nhiều nhất tông môn chính là Kiếm Vũ Sơn Trang rồi, có người nói Kiếm Vũ Sơn Trang tông chủ kiếm ý đã tới cấp 5, mà Kiếm Vũ Sơn Trang đệ nhất thiên tài cũng chính là trước đây không lâu đối với người quỷ xuống Giang Ngọc Đường. Hắn cũng lĩnh ngộ một loại kiếm ý, nghe đồn Giang Ngọc Đường kiếm ý đã tới cấp 3. Kiếm ý này là cực kỳ khó mà lĩnh ngộ, trên đất huyền giới lĩnh ngộ kiếm ý người, 10 ngón tay đầu cũng đếm ra. Hơn nữa đại đa số người cố gắng cả đời đều dừng lại tại cấp một kiếm ý bên trên. Bất quá, ta còn nghe nói khoảng thời gian này địa huyền giới toát ra một cái tên là công tử thần bí người, hắn không chỉ lĩnh ngộ hỏa chi kiếm ý, hơn nữa còn đem phượng hoàng áo nghĩa hòa vào trong đó, áo nghĩa nhưng là so kiếm ý càng thêm khó mà lĩnh ngộ tồn tại. Ta nghĩ ngươi hẳn là cũng đã từng nghe nói công tử thần bí a. À. Có cơ hội thật muốn gặp một lần này trong truyền thuyết công tử thần bí. Tàng quang viễn cùng tiền vinh an chưa có nói với bất cứ ai âm minh tông thượng sự tình. Cho nên này Lý Nghiên Nghiên đương nhiên không biết khí thế diệp thần phong liền là công tử thần bí được rồi. Nghe được Lý Nghiên Nghiên cũng nhắc lên công tử thần bí, diệp thần phong là mất tự nhiên sờ sờ mũi. Xem ra hắn một thân phận khác trên đất huyền giới thực sự quá có tiếng rồi. Diệp thần phong thuận miệng nói ra, ta vừa vặn thi triển đúng là một loại kiếm ý, loại này kiếm ý bây giờ tại thập giai đại viên mãn tầng thứ thập giai đại viên mãn kiếm ý lý nhiên nhiên nhất thời á khẩu không trả lời được diệp thần phong có thể lấy tạo hóa cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ thực lực xây tạo hóa cảnh tam trọng thiên đỉnh phong hai cánh thiên mãng theo lý nhiên nhiên diệp thần phong kiếm ý phải rất cao sâu hơn nhưng nàng căn bản không có hướng về thập giai đại viên mãn kiếm ý lo lắng dù sao tại toàn bộ địa huyền giới chả không ai có thể đến thập giai kiếm ý bởi hiện nay chịu đến thực lực hạn chế, Diệp Thần Phong không cách nào đem thập giai bất khuất kiếm ý huy lực thực sự phát huy ra, theo về sau thực lực của hắn không ngừng tăng lên, thi triển thập giai bất khuất kiếm ý power cũng đem càng lúc càng lớn. Lý Nghiên Nghiên đôi mắt đẹp là trong nháy mắt chừng lớn, người mục quang chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, người biết Diệp Thần Phong hẳn không có đang gạt người, thế nhưng nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong một bộ chuyện đương nhiên biểu lộ, trong lòng nàng liền một trận không phục. Nếu để cho Lý Nghiên Nghiên biết Diệp Thần Phong không chỉ lĩnh ngộ thập giai bất khuất kiếm ý, hắn trả lĩnh ngộ cấp 3 hàn băng kiếm ý cùng cấp 2 hỏa chi kiếm ý, thật không biết Lý Nghiên Nghiên sẽ là cái gì biểu lộ. O, 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 o. Chính lúc Lý Nghiên Nghiên từ khiếp sợ không gì sánh nổi bên trong tỉnh hồn lại thời điểm, từ bốn phía truyền đến từng tiếng kinh thiên như tiếng kêu. Âm âm, âm âm, âm âm, âm âm, âm âm mặt đất bắt đầu không ngừng chấn động lên, núi nhỏ chung quanh đại thụ che trời rồn dập sụp đổ. Chỉ là số dây, núi nhỏ bốn phía liền vây đầy từng con hình thể to lớn man hoang thanh nghiêu, ước chừng có 50 đầu khoảng chừng Man hoang thanh nghiêu trên đất huyền giới đã sớm diệt tuyệt, những này man hoang thanh nghiêu độ cao có tới hơn 3 thước, thân dài cũng có hơn 2 mét, da trên người hiện ra màu xanh, tại mỗi một đầu man hoang thanh niên trên bụng, còn có một cái cổ quái vân tay đồ án này 50 đầu tả hữu man hoang thanh nghiêu hẳn là bị mùi máu tanh hấp dẫn tới. chương 1668, tan giã trong không vui. Long nguyên bí cảnh bên trong, Diệp Thần Phong cùng Lý Nghiên Nghiên nhanh chóng hành tẩu tại nguyên thủy trong rừng rậm. Đi theo Diệp Thần Phong bên cạnh Lý Nghiên Nghiên, người có phần hồn vía lên mây. Vừa nãy tại núi nhỏ trên đỉnh ngọn núi, Diệp Thần Phong bắn ra tay trong lúc đó liền diệt 50 đầu tả hữu man hoang thanh nghiêu. Bây giờ nghĩ đến, ngọn lửa màu xanh không ngừng thôn vệ man hoang thanh như hình ảnh, vẫn để cho Lý Nhiên Nhiên cảm thấy không rét mà run. Lần sau, Lý Nhiên Nhiên vừa nãy cũng từ diệp thần phong khẩu bên trong xác định, loại ngọn lửa màu xanh kia đích thật là thiên địa chi hỏa, có thể đem tạo hóa cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ man hoang thanh như đều trong nháy mắt đốt cháy chết có thể tưởng tượng được ngày như vậy địa chi hỏa uy lực. Đối ở thiên địa chi hỏa, Diệp Thần Phong cũng không cần thiết che giấu, hắn nhìn ra được Lý Nghiên Nghiên là một tính cách ngay thẳng, có thể tín nhiệm người. Lý Nghiên Nghiên biết thiên địa chi hỏa là rất khó thu phục, vừa mới hơi mất tập trung, tại thu phục thiên địa chi hỏa trong quá trình, rất có thể sẽ bị thiên địa chi hỏa cho đốt cháy chết. Bây giờ Diệp Thần Phong tại Lý Nghiên Nghiên trong mắt trở nên càng ngày càng thần bí, không chỉ lĩnh ngộ thập giai vòng tròn lớn đầy kiếm ý, thân thể bên trong vẫn còn có thiên địa chi hỏa, Lý Nghiên Nghiên bắt đầu nhìn không thấu Diệp Thần Phong rồi vừa nãy rời đi núi nhỏ đỉnh núi trước đó, Diệp Thần Phong giúp Lý Nghiên Nghiên xử lý một chút thương thế, bây giờ Lý Nghiên Nghiên trong thân thể thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Diệp Thần Phong không có đi lưu ý Lý Nghiên Nghiên ý nghĩ trong lòng, hắn đã từ lão bạch cùng lão hắc khẩu chúng phải biết, chỗ này Long Nguyên bí cảnh chính là Long tộc một chỗ tổ địa. Diệp Thần Phong thật hy vọng ở nơi này tìm tới hoàn chỉnh Long tộc di thể, tại Long tộc di thể thượng khẳng định trả ẩn chứa nồng nặc Long khí tức, Diệp Thần Phong trong lòng nhưng chả không hề từ bỏ lĩnh ngộ long áo nghĩa. Dù sao sáp nhập vào phượng hoàng áo nghĩa cấp 2 hỏa chi kiếm ý, muốn so cấp 3 hàn băng kiếm ý đều mạnh hơn không ít, nếu như có thể lĩnh ngộ mộ một loại long áo nghĩa, như vậy Diệp Thần Phong long tường cửu thiên bao nhất định có thể tăng lên trên diện rộng. Còn nữa, trước đó áo nghĩa võ học được Lão Bạch cùng Lão Hắc nói thần hồ kỳ thần, tuy rằng Diệp Thần Phong bây giờ chả cũng không biết nên làm sao đem áo nghĩa diễn biến thành các loại chiêu thức, Láo bạch cùng lão hắc cũng làm cho Diệp Thần Phong trước tiên không vội đi tìm Hiểu Áo Nghĩa, thế nhưng thừa dịp bây giờ nhiều lĩnh ngộ mộ một ít áo nghĩa, đây nhất định là mới có lợi. Diệp Thần Phong xuất hiện tại ý định tìm được trước lên trời các, khi tiến vào Long Nguyên bí cảnh trước đó, Tàng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An đã nói, tại Long Nguyên trong bí cảnh có một loại tên là lên trời các kiến trúc. Từ lúc Long Nguyên bí cảnh tồn tại thời điểm, lên trời các cũng liền một mực tồn tại, căn cứ Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An từng nói, lên trời trong các được một loại sức mạnh thần bí bảo vệ. Long Nguyên trong bí cảnh các loại yêu thú thì không cách nào tiến vào lên trời trong các, mà ở lên trời các bên trong cũng không cho phép chém giết, một khi chém giết, đồng dạng sẽ bị lên trời trong các sức mạnh thủ hộ cho xóa sạch. Lấy lý Nghiên Nghiên thực lực, ở tại lên trời các phụ cận rèn luyện một cái còn có thể, vạn một chuyện phát sinh có thể lập tức trốn lên trời trong các, mà Diệp Thần Phong cũng dự định đi xem một chút. Long Nguyên trong bí cảnh lên trời các đến cùng là như thế nào. Diệp thần phong tự nhiên không biết lên trời các cụ thể vị trí, bất quá, trước đó Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An đã nói, tại Long Nguyên trong bí cảnh tổng cộng có chung quanh lên trời các đây. Nghĩ đến phải tìm được một chỗ lên trời các hẳn là cũng sẽ không có bao nhiêu khó khăn. Về phần thiên kim chuột tiểu kim đang giúp Diệp thần phong tìm kiếm Long Nguyên trong bí cảnh bảo vật, khi tìm thấy bảo vật sau, thiên kim chuột tự nhiên sẽ trở về Diệp Thần Phong bên người. Diệp Thần Phong thời khắc đều cảm ứng chung quanh nhất cử nhất động, phàm là gặp phải yêu thú, hắn liền dẫn Lý Nghiên Nghiên tránh khỏi, hắn đến đến Long Nguyên trong bí cảnh nhưng không phải là vì săn giết yêu thú. Sau ba canh giờ, Diệp Thần Phong cùng Lý Nghiên Nghiên thuận lợi rời đi nguyên thủy rừng cây, hai người bọn họ tiếp tục tiến lên, theo thời gian trôi đi, chung quanh thực vật xanh là càng ngày càng ít, tại hai người bọn họ trước mặt hiện ra một mảnh rộng lớn sa mạc. Cùng lúc đó, Diệp Thần Phong cùng Lý Nghiên Nghiên trên người màu xanh lam ngọc bội rồn dập lấp lánh lên. Tại Diệp Thần Phong cùng Lý Nghiên Nghiên bên trái phương hướng, có ba bóng người đang nhanh chóng tiếp cận. Diệp Thần Phong liếc mắt một cái liền nhận ra này ba bóng người trong, phía trước nhất chính là thiên âm môn thiên tài Du Thủy Giao. Du Thủy Giao cùng một nam một nữ khác đứng tại Diệp Thần Phong cùng Lý Nghiên Nghiên bên cạnh, trong đó một cái thanh niên hắn gọi là thiệu đực, thực lực tại tạo hóa cảnh tứ trọng thiên trung kỳ, hắn tại thiên âm cửa trong nam đệ tử xem như là thực lực cao nhất được rồi. Dù sao thiên âm môn là nữ đệ tử chiếm đa số, đồng dạng thiệu đực tại thiên âm trong môn phái cũng phi thường chịu đến nữ đệ tử hoan nghênh. Khác một người dáng dấp phổ thông nữ tử tên là Lý Nguyệt Sương, thực lực tại tạo hóa cảnh tam trọng thiên sơ kỳ, người thỉnh thoảng nhìn về phía thiệu đực trong ánh mắt mang theo điểm một chút ái mộ. xu thủy giao, Thiệu Đực cùng Lý Nguyệt Sương ba người này, bọn hắn khi tiến vào Long Nguyên bí cảnh sau, bọn hắn xuất hiện tại cùng một mảnh khu vực, dựa vào trên người màu xanh lam ngọc bội trợ giúp, bọn hắn ba người này tại trong vòng một ngày liền sẽ hợp lại cùng nhau. Dù Thủy Giao, Thiệu Đực cùng Lý Nguyệt Sương đã tại mảnh này trong sa mạc đi lại ba ngày rồi, dù Thủy Giao cũng không nghĩ tới, đã vậy còn quá nhanh là có thể gặp phải Diệp Thần Phong. Mà Thiệu Đực nhưng là trong ánh mắt hiện lên sát ý, phải biết thiên âm môn tông chủ Tô Băng Vân, có thể nói là từng cái nam đệ tử hâm mộ tuyệt thế nữ tử, nhưng trước đó Tô Băng Vân bởi vì đổ ước, dĩ nhiên chủ động hôn Diệp Thần Phong một cái, hơn nữa còn là môi đối với môi. Tuy rằng thiệu được biết hắn vĩnh viễn cũng không khả năng đạt được Tô Băng Vân, thế nhưng Tô Băng Vân cùng Diệp Thần Phong ở giữa hôn trong lòng của hắn hay là hận không được lập tức đem Diệp Thần Phong giết chết. Thiệu được trong lòng mục tiêu chính là Du Thủy Giao, này du thủy giao dáng dấp cùng thiên phú cũng không so với tô băng vân kém tại thiệu được xem ra cả thiên âm môn cũng chỉ có hắn xứng với du thủy giao rồi. Diệp thần phong, nhanh như vậy cùng ngươi gặp phải thật sự là quá tốt. Du thủy giao trên mặt lộ ra sự thật chí nụ cười, tuy rằng diệp thần phong cướp đi sư phụ nàng tô băng vân nụ hôn đầu, nhưng diệp thần phong dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của nàng. Một bên thiệu được thấy du thủy giao cùng diệp thần phong như thế thân cận, bình thường du thủy giao đối nam nhân khác đều là lạnh như băng, cho nên du thủy giao chủ động đối diệp thần phong lộ ra nụ cười, này tại thiệu đực trong mắt đã coi như là thân cận. Thiệu đực ánh mắt khinh thường nhìn chầm chầm diệp thần phong, nói ra tiểu tử, tuy rằng ngươi cứu thủy giao tính mạng, thế nhưng ngươi lại khinh bạc tông chủ của chúng ta, lập tức cút cho ta đi. Bằng không ta thật sự sẽ đem ngươi bóp nát. Du thủy giao sắc mặt lập tức trở nên khó coi, người tức giận trừng lên thiệu đực, người chất vấn, thiệu đực, người đây là ý gì? Sư phụ để cho chúng ta cùng Diệp Thần Phong kết làm minh hiếu, lẽ nào ngươi muốn cãi lời ta mệnh lệnh của sư phụ sao? Còn có mời ngươi về sau không nên gọi ta thủy giao, mời gọi tên đầy đủ của ta. Thiệu đực trên mặt cũng hiện lên lửa giận, ánh mắt của hắn hung ác nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, dưới cái nhìn của hắn tất cả những thứ này đều là Diệp Thần Phong gây ra đó. Mà một bên ái mộ thiệu đực thiên âm môn nữ đệ tử Lý Nguyệt Sương, người cũng mở miệng nói, thủy giao sư tỷ thiệu sư huynh kỳ thực nói không sai, hắn chính là khinh bạc chúng ta tông chủ, chúng ta tông chủ nhưng là băng tiên tử, hắn liền cho chúng ta tông chủ làm tùy tùng cũng không đủ tư cách, hắn chỉ có vẻn vẹn tạo hóa cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ thực lực. Lý Nguyệt Sương cùng Du Thủy Giao bình thường quan hệ vô cùng tốt, nhưng thời khắc này, Du Thủy Giao bắt đầu phản cảm Lý Nguyệt Sương rồi, mà đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh Lý Nghiên Nghiên, trong lòng nàng thật đáng giận được không nhẹ, không biết tại sao người khác chửi bới Diệp Thần Phong, trong lòng nàng chính là không thoải mái, người quát lên, các ngươi thiên âm môn liền không dậy nổi sao. Đừng lấy vì thực lực của các ngươi mạnh mẽ đi nơi nào. Dù thủy giao cũng đúng thiệu được cùng Lý Nguyệt Sương, quát lên, hai người các ngươi đều cho ta ngậm miệng, Diệp Thần Phong cùng sư phụ ở giữa đổ ước, đây là sư phụ chính mình hứa hẹn xuống, sư phụ là một cái nói một không hai người, chuyện của sư phụ ta còn chưa tới phiên các ngươi đến sen mồm. Dù thủy giao tiếp lấy nói với Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong, ta ở nơi này xin lỗi người rồi, vừa vặn là hai người bọn họ không đúng, các người vẫn là cùng chúng ta đồng thời đi, như vậy cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Thần Phong đối với Dù Thủy Giao vẫn còn có chút thật là cảm động, về phần thiệu được cùng Lý Nguyệt Sương nhưng là khiến hắn cảm thấy buồn nôn, nếu không phải bây giờ còn chưa có tìm tới tả phi bạch, Diệp Thần Phong không muốn cùng thiên âm môn làm căng, bằng không hắn đã sớm động thủ xóa bỏ thiệu được rồi. Diệp thần phong khoát tay áo một cái, nói ra, dù thủy giao, đa tạ ý tốt của ngươi rồi, chúng ta vẫn là tách ra hành động đi. Nếu như ngươi tại Nguyên Long trong bí cảnh gặp phải của ta còn có một cái bằng hiếu, như vậy hy vọng ngươi giúp ta chiếu cố một chút, ngươi không cần giữ lại rồi, ta Diệp Thần Phong chuyện quyết định không sẽ cải biến. Nói xong, Diệp Thần Phong liền kéo Lý Nghiên Nghiên hướng mặt trước tiếp tục chạy đi rồi, nếu như cùng du thủy giao bọn người ở tại đồng thời như vậy diệp thần phong sẽ không tốt hành động du thủy giao còn muốn giữ lại diệp thần phong một bên thiệu được âm dương quái khí nói ra du thủy giao sư muội tiểu tử này không cảm kích coi như xong bằng hắn chỉ là tạo hóa cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ thực lực hắn sớm muộn cũng sẽ chết ở long nguyên trong bí cảnh đúng đấy chính là hắn cho rằng hắn là ai hắn còn đắc tội mặt khác ba đại tông môn người đâu bất quá chỉ là một cái biết một chút giải độc thủ đoạn người mà thôi. Lý Nguyệt Sương cũng diễu cợt nói, dù thủy giao trong lòng là lửa giận dâng lên, được hiệu được cùng Lý Nguyệt Sương quấy rối, Diệp Thần Phong cùng Lý Nhiên Nhiên thân ảnh đã biến mất ở tầm mắt của nàng bên trong. Mà bị Diệp Thần Phong lôi kéo tay rời đi Lý Nhiên Nhiên, trong lòng nàng cũng là không ngừng cười gần. Người trước đó cũng là cho rằng Diệp Thần Phong chỉ bất quá tốc độ nhanh một ít, giải độc thủ đoạn so sánh kiểu như châu bò mà thôi nhưng tại núi nhỏ trên đỉnh núi chuyện đã xảy ra, này triệt để để Lý Nhiên Nhiên đổi cái nhìn. Lĩnh ngộ thập giai vòng tròn lớn đầy kiếm ý, nắm giữ có thể đốt cháy chết tạo hóa cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ cường giả thiên địa chi hỏa. Diệp thần phong đến cùng còn có bao nhiêu ẩn núp lá bài tẩy. Theo Lý Nghiên Nhiên nếu có người dám khinh thị Diệp thần phong lời nói, như vậy cuối cùng tuyệt đối sẽ chết phi thường thảm. Trường 1669, lĩnh ngộ, đột phá, Long nguyên bí cảnh, mênh mông trong sa mạc, đỉnh đầu hai vầng mặt trời thiêu nướng đại địa, trong sa mạc nhiệt độ là càng ngày càng cao rồi. Diệp thần phong lôi kéo lý nghiên nghiên thủ một đường tiến lên, tại hoàn toàn thoát ly màu xanh lam ngọc bội phạm vi cảm ứng sau. Diệp thần phong từ từ giảm tốc độ rồi, bởi trong sa mạc nhiệt độ cực cao, diệp thần phong cùng lý nghiên nghiên nắm thủ đều giật suốt mồ hôi rồi. Thân mang trang phục màu đỏ lý nghiên nghiên, gương mặt của nàng hồng phác phác, được Diệp Thần Phong như thế một mực lôi kéo tay, tim đập của nàng liền không hăng hái tăng nhanh nhảy lên. Diệp Thần Phong buông lỏng ra Lý Nghiên Nghiên thủ, này làm cho Lý Nghiên Nghiên không khỏi có chút mất mát. Người hỏi, Diệp Thần Phong, người vừa vặn tại sao không ra tay giáo huấn cái kia hai cái thiên âm môn người. Ta biết lấy thực lực của ngươi khẳng định có thể làm được. Diệp thần phong gẩy một cái lý nghiên nghiên cái chán, nói ra, đều nói để cho ngươi kêu ta lão tổ tông, không nên cả ngày đều không lớn không nhỏ, nếu như ta động thủ giết thiên âm môn tên ngu ngốc kia, tuy rằng du thủy giao là giúp đỡ chúng ta, nhưng dù sao người cũng là thiên âm môn đệ tử, một khi ta hạ sát thủ, như vậy chúng ta liền triệt để cùng thiên âm môn làm căng rồi. Ta cũng không sợ cùng thiên âm môn làm căng, chỉ là phi bạch vẫn không có cùng chúng ta hội hợp, bây giờ còn không thích hợp cùng thiên âm môn cũng triệt để làm căng. Lý nghiên nghiên nhu nhu chán của mình trên mặt nàng là thở phì phò biểu lộ, người biết Diệp Thần Phong nói không sai, dù sao bọn hắn hiện tại đã cùng mặt khác ba đại tông môn không chết không thôi rồi, hơn nữa còn có hai tên vệ hồn tông đệ tử cũng tiến vào Long Nguyên Bí Cảnh. Này Long Nguyên Bí Cảnh đến cùng nhiều đến bao nhiêu, cũng không ai biết, hai ngày qua đi, Diệp Thần Phong cùng Lý Nhiên Nhiên nhưng vẫn là hành tẩu ở trong sa mạc, tại đây trong sa mạc. Bọn hắn đúng là không có gặp phải thực lực cường hãn yêu thú, Hai ngày nay vẫn tương đối thuận lợi. Diệp Thần Phong nhìn qua bên phải phương hướng, tại thoáng xa xa có thể nhìn thấy một chỗ kiến trúc. Diệp Thần Phong vẻ mặt chấn động, hắn đối với Lý Nghiên Nghiên nói ra, đuổi theo sát. Sau 10 phút, Diệp Thần Phong cùng Lý Nghiên Nghiên thuận lợi đi tới bên phải chỗ kia kiến trúc trước. Diệp Thần Phong nhìn xem chỗ này kiến trúc ngay phía trên mang theo một khối bảng hiệu, mặt trên rồng bay phượng múa viết lên trời các. Này ba chữ lớn Diệp Thần Phong vừa vặn suy đoán không sai, chỗ này kiến trúc quả nhiên là lên trời các. Căn cứ trước đó Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An từng nói, tại Long Nguyên trong bí cảnh tổng cộng có chung quanh lên trời các. Diệp Thần Phong cùng Lý Nghiên Nghiên phát hiện nơi này lên trời các, hẳn là nằm ở sa mạc chính giữa giữa, hơn nữa hai người bọn họ hẳn là là cái thứ nhất phát hiện chỗ này lên trời các. Dù sao này sa mạc cực kỳ rộng lớn, trước đó dù thủy giao, thẩm cùng Lý Nguyệt Sương ba người này, Bọn hắn trong sa mạc đi lại ba ngày, bọn hắn vận khí cực kỳ không tốt chính dễ bỏ qua chỗ này lên trời các. Này lên trời các tổng cộng có tầng 3, toàn bộ lên trời các nhìn qua cực kỳ cổ điển. Lên trời các là dùng chất gỗ tài liệu xây dựng mà thành. Theo lý tới nói, đã trải qua nhiều tuổi như vậy Nguyệt, này chất gỗ tài liệu đã sớm yếu mục nát, nhưng lên trời các thượng chất gỗ tài liệu. Ngoại trừ so sánh cổ xưa ở ngoài, liền một tia mục nát vết tích cũng không tìm được nơi này chính là long nguyên bí cảnh lên trời các lý nghiên nghiên vô cùng háo kỳ nói diệp thần phong cũng không trả lời lý nghiên nghiên vấn đề ánh mắt của hắn như ngừng lại lên trời bên ngoài các mặt bên trái một mặt trên vách tường này bên trái trên vách tường có khắc tang thương mạnh mẽ kiểu chữ từng chữ trong cơ thể phảng phất đều ẩn chứa một loại sức mạnh diệp thần phong trong lòng nói thầm trên vách tường có khắc chữ thử hỏi trời cao bao nhiêu một bước lên trời có thể hay không phá thương khung. Diệp Thần Phong mục quang chăm chú nhìn chằm chằm này ba tiểu câu nói, hắn phảng phất nhìn thấy trên vách tường kiểu chữ đang ngọ mượi đi lên. Nhất cổ tang thương sức mạnh phả vào mặt, vù. Một tiếng, Diệp Thần Phong trong đầu trong nháy mắt tiến vào một loại hiểu ra trạng thái, cả người hắn trên mặt biểu lộ biến mất không còn chút nào, phảng phất là nhấc không lên bất kỳ một tia gợn sóng mặt hồ. Mà đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh Lý nhiên nhiên người chút nào không có cảm giác đến bất kỳ địa phương kỳ quái, người thấy Diệp Thần Phong chậm chạp không trả lời. Người ánh mắt không khỏi nhìn hướng Diệp Thần Phong, làm nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong mặt không hề cảm xúc. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác dáng dấp sau, người biết Diệp Thần Phong là tiến vào một loại hiểu ra trạng thái. Hiểu ra trạng thái là có thể gặp mà không thể cầu, Lý Nhiên Nhiên không nghĩ tới Diệp Thần Phong đứng ở lên trời các trước mặt liền hiểu rõ. Lý nghiên nghiên ánh mắt cũng chăm chú nhìn trên vách tường có khắc chữ, nhưng cho dù người đem con người trợn lên làm sao to lớn, người cũng cảm giác không ra bất kỳ một tia hiểu ra đến. Chính lúc Lý nghiên nghiên trong lòng phiền muộn vạn phần thời điểm. Kẹt kẹt, một tiếng, nằm ở hiểu ra trạng thái diệp thần phong, hắn đẩy ra lên trời các cửa gỗ, đi vào lên trời các bên trong. Lý nghiên nghiên biết hiểu ra trạng thái là không thể đủ bị quấy dày, người chỉ có thể lẳng lặng đi theo Diệp Thần Phong phía sau đi vào lên trời các sau, nhất cổ phảng phất như mốc meo mùi vị sông vào mũi. Lý nghiên nghiên mũi hơi nhíu nhăn, mà mặt không thay đổi diệp thần phong, hắn hoàn toàn không để ý đến trong không khí mùi vị, hắn đi tới đi về lầu hai cửa thang lầu. Chỉ thấy đi về lầu hai cửa thang lầu, bên cạnh trên vách tường có khắc năm chữ. Lên trời, phá gông xiềng, này năm chữ thể phảng phất trong nháy mắt sông vào diệp thần phong trong đầu. Phá gông xiềng, phá tan gông xiềng, Diệp Thần Phong trên người đột nhiên nhẹ đi, trong không khí đột nhiên nhiều hơn một cỗ cuồng bạo linh khí. Những linh khí này nhanh chóng trào vào Diệp Thần Phong trong cơ thể, tạo hóa cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ bình cảnh trong nháy mắt được giải khai, Diệp Thần Phong thực lực thuận lợi khóa nhập nhị trọng thiên trung kỳ. Cùng sau lưng Diệp Thần Phong lý nghiên nghiên là hít một hơi hơi lạnh, Diệp Thần Phong liền nhẹ nhàng như vậy đột phá một cái tiểu tầng thứ. Két kẹt, két kẹt, két kẹt. Diệp Thần Phong đi lên thang lầu, từ chất gỗ trên thang lầu không ngừng phát ra nhẹ vang lên âm thanh. Diệp Thần Phong đi cực kỳ chậm chậm, tại đi tới lầu 2 đi về lầu 3 cửa thang lầu lúc, Diệp Thần Phong lại ngừng lại. Tại lầu 2 đi về lầu 3 cửa thang lầu, bên cạnh trên vách tường đồng dạng có khắc năm chữ. Lên trời, Câu Tần Địa, theo này năm chữ nhảy vào Diệp Thần Phong trong đầu, con mắt của hắn trong nháy mắt trở nên sáng sủa cực kỳ cả người vẻ mặt trở nên càng thêm bình tĩnh. Cuồng bạo linh khí lần thứ hai sản sinh, tạo hóa cảnh nhị trọng thiên trung kỳ bình cảnh cũng trong nháy mắt được xông ra, Diệp Thần Phong lại khóa nhập tạo hóa cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ. Diệp Thần Phong tiếp tục đi tới lầu 3, này lên trời các chỉ có tầng 3, cũng không hề đi về lầu 4 thang lầu. Bất quá, tại lên trời các lầu 3 bên ngoài có một cái bình đài, tại trên bình đài thụ lập một tấm bia đá, tại trên tấm bia đá đồng dạng có khắc năm cái cổ lão kiểu chữ. Lên trời, chống đỡ sống mãi, kèm theo này năm chữ nhảy vào diệp thần phong trong đầu, đầu của hắn sắp trong nháy mắt được lực lượng nào đó cho lấp đầy. Oanh! Một tiếng, diệp thần phong trong đầu một đoàn loạn, đồng thời, cuồng bạo linh khí lần thứ hai bỗng dưng sản sinh, một mạch trào vào diệp thần phong trong cơ thể. Không nghi ngờ chút nào, tạo hóa cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ bình cảnh cũng bị giải khai, diệp thần phong thuận lợi khóa nhập tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong mà lý nghiên nghiên nhưng là đứng ở lên trời các lầu ba bên trong người thật giống được một tầng sức mạnh vô hình cho ngăn trở rồi người dù như thế nào cũng đi không tới lầu ba bên ngoài trên bình đài người chỉ có thể đứng xa xa nhìn diệp thần phong lý nghiên nghiên trong lòng là lật lên sóng biển ngập trời chỉ chỉ là đi một lượt lên trời các cầu thang diệp thần phong liền từ tạo hóa cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ một lần đột phá đến tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong. Bực này tăng cao thực lực tốc độ không khỏi quá nhanh, cũng quá ung dung đi nha. Đứng ở lên trời các lầu ba bình đài bên ngoài diệp thần phong. Trong đầu hắn hỗn loạn một mảnh, trên mặt hắn không có chút rung động nào biến mất rồi. Khi thì phong điên cười to, khi thì thống khổ gào khóc, khi thì lại ngửa mặt lên trời thét dài. Tại tâm tình không ngừng biến hóa sau 5 phút, Diệp thần phong trên mặt trả lại khôi phục yên tĩnh, hai con mắt của hắn ác liệt cực kỳ, hắn nhìn lên bầu trời bên trong, ánh mắt của hắn dường như muốn đem bầu trời đều đâm xuyên qua bình thường. Diệp thần phong đột nhiên nâng lên cánh tay phải, ngón tay chỉ vào trên bầu trời, hắn quát thiên địa bất nhân, vạn vật đều có tuổi thọ. Vì sao vạn vật tuổi thọ yếu do trời đến trưởng khống? Hôm nay không cho ta, ta liền đem thiên cho phá tan, đến sống mãi, cùng trời tề thọ thần cản giết thần, ma chặn giết ma. Diệp thần phong trên mặt biểu lộ trở nên dữ tợn lên. Hắn này một loạt động tác phản phất được một loại nào đó tâm tình cho ảnh hưởng tới. Hẳn là, lên trời, chống đỡ sống mãi, tấm bia đá này thượng năm chữ, triệt để đem Diệp thần phong đưa vào một loại kỳ quái trong trạng thái, cho tới Diệp thần phong liền tâm tình của chính mình cũng không cách nào nắm trong tay. Hắn làm hết thảy đều là bị tâm tình của chính mình cho nắm đi chương 1670, vệ hồn khôi lỗi thuật. Cuồng phong hô khiếu, thiên địa biến sắc, diệp thần phong ngón tay thương khung, cuồng phong đem tóc của hắn thổi có phần lăng loạt, nhưng hắn xem hướng lên bầu trời ánh mắt trở nên càng sắc bén hơn rồi, dường như muốn dò xét suốt một tia thiên cơ đến. Giữa bầu trời hai vầng mặt trời trong nháy mắt lại bị dày nắng mây đen cho che lại, mơ hồ có ánh chấp tại trong tầng mây tốc biến. Giữa bầu trời mây đen càng ép càng thấp, càng ép càng thấp từ trong mây đen chậm rãi thả ra nhất cổ hủy thiên diệt địa khí thế. Mà Diệp Thần Phong lại phảng phất hồn nhiên không có phát hiện, hai chân thật giống mọc dễ đồng dạng, đứng ở lầu ba bên ngoài trên bình đài không nhúc nhích. Tại lên trời các lầu ba bên trong lý nghiên nghiên, người rõ ràng cảm thấy bên ngoài trong tầng mây sức mạnh hủy diệt, người hoảng sợ sắc mặt trong nháy mắt trắng xanh một mảnh, người muốn đi tới trên bình đài đem Diệp Thần Phong kéo xuống, nhưng nàng căn bản vô pháp tránh thoát lực lượng vô hình cách trở, người chỉ có thể hầu lung bên trong hô, Diệp Thần Phong, người mau trở lại, người nhanh trở lại cho ta. ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nhưng mà, tất cả đã quá muộn, dày nặng trong mây đen hào quang màu đỏ tăng mạnh, một đạo hồng sắc dữ tợn lôi điện, từ trong tầng mây bổ xuống, trong nháy mắt đem Diệp Thần Phong cho thôn vệ ở trong đó. Bùm bùm, trên bình đài trong nháy mắt hỗn loạn tương bừng, tấm bia đá kia trực tiếp biến thành bột phấn, màu đỏ lôi điện xung kích vật thể thanh âm không ngừng vang vọng tại trong không khí này đạo hồng sắc lôi điện nồng nặc căn bản hóa không ra tại lầu ba bên trong lý nghiên nghiên người đờ đẫn nhìn xem màu đỏ lôi điện người căn bản không nhìn thấy trong sấm xét cảnh tượng bất quá đạo lôi điện này power quá lớn chỉ sợ coi như là niết bàn cảnh cường giả cũng không thể chịu đựng a à. lý nghiên nghiên khuôn mặt bi thương viên mắt không khỏi trở nên đỏ rực người biết Diệp Thần Phong vô cùng có khả năng được này đạo hồng sắc lôi điện chém thành cho hư. Mà ở vừa vặn Diệp Thần Phong được màu đỏ lôi điện thôn vệ mỗi trong nháy mắt. Diệp Thần Phong quần áo trên người trong nháy mắt biến thành cho. Hư, tại màu đỏ lôi điện phải đem hắn thân thể cũng hóa thành cho hư thời điểm, hắn mi tâm hai mảnh thức hải lập tức chờ mình vọt lên, phải biết Diệp Thần Phong thức hải nhưng là có thể tồn chữ thiên lôi. Tại Diệp Thần Phong trong óc sinh ra nhất cổ sức hút, cỗ lực hút này tại đem màu đỏ lôi điện từ từ kéo vào trong óc. Giữa bầu trời mỗi mây đen dần dần tản đi rồi, Lý Nghiên Nghiên ngây người như phóng nhìn xem trên bình đài, đôi mắt đẹp của nàng trong nháy mắt trừng lớn lớn vô cùng, chỉ thấy màu đỏ lôi điện chậm rãi tản đi rồi, người dĩ nhiên nhìn thấy Diệp Thần Phong không có hóa thành cho. Hừ, hơn nữa người còn rõ ràng cảm thấy Diệp Thần Phong khí tức, này, điều này sao có thể? Y phục trên người hóa thành cho hừ Diệp Thần Phong, Hắn cảm thụ nghi tâm hai mảnh thức hải thượng một đạo hồng sắc lôi điện, trong lòng của hắn là một trận mồ hôi lạnh. Diệp Thần Phong đã từ loại kia kỳ quái trạng thái trong chạy ra, hồi tưởng vừa nãy tâm tình đều không cách nào khống chế, trong lòng của hắn liền một trận nghĩ mà sợ. Cũng còn tốt không có xuất vấn đề quá lớn, thực lực trái lại trả tăng lên tới tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm vang lên, "Tiểu gia hỏa, mạng của ngươi vẫn đúng là lớn." lên trời trong các lưu lại những chữ kia, nhất định là long tộc tổ tiên khác xa. Viễn cổ thời đại sơ kỳ, long tộc từ trước đến giờ là một cái cao ngạo loại tộc, bất quá, tại viễn cổ thời đại cũng không ai có thể đến sống mãi, bao quát ngung cuồng tự đại long tộc. Xem ra năm đó long tộc cũng là bức thiết muốn đến sống mãi, mà ngươi tên tiểu tử này cũng muốn đến sống mãi, tâm tình của ngươi cùng những chữ kia bên trong ý cảnh tạo thành cộng hưởng, cuối cùng ngươi thậm chí được trong chữ ý cảnh cho ảnh hưởng tới, chả nỗ lực muốn đi dò xét thiên cơ. Ngươi cũng không ngấm lại, dùng ngươi thực lực hôm nay, ngươi có dò xét thiên cơ tư cách sao? Ông trời tự nhiên là muốn đem người bực này ngông cuồng chi đồ bôi giết, vừa vặn cái kia một đạo cửu thiên huyền lôi, chính là thiên lôi bên trong tương đối cường hãn một loại, lấy vừa vặn cái kia một đạo cửu thiên huyền lôi power, đầy đủ cho ngươi chết đến 10 lần rồi. Bất quá, liền ông trời cũng không nghĩ tới người thức hải đã sớm sản sinh biến dị, có thể tồn chữ thiên lôi chi lực, thậm chí đối với thiên lôi có tác dụng khắc chế, này mới khiến người bình an vượt qua tai nạn này. Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng mở miệng nói, hiện tại ta biết long tộc vì sao lại xa sút thậm chí là lui ra võ đài của thế giới rồi, này long tộc nỗ lực muốn cùng thiên đối nghịch, muốn đến sống mãi, muốn cùng trời tề thọ, xem ra này so với lên trời yếu khó hơn mấy trăm lần. Diệp thần phong không có bị lão hắc đả kích, hắn kiên định nói ra, cho dù long tộc không có đến sống mãi, lẽ nào ta diệp thần phong liền không làm được sao? Chỉ cần có thể đến sống mãi, có thể làm cho người bên cạnh ta đều đến sống mãi, như vậy ta diệp thần phong cùng này ông trời đấu một lần thì lại làm sao? Đang hấp thu lên trời trong các những chữ kia bên trong ý cảnh sau, diệp thần phong tâm tính cũng bất chi bất giác xảy ra một ít thay đổi. Diệp Thần Phong cảm ứng hai mảnh thức hải phía trên đạo kia Cửu Thiên Huyền Lôi, theo lý tới nói, như trước đó vậy lời nói, hắn có thể đủ khống chế trong óc Thiên Lôi, có thể bất cứ lúc nào đem Thiên Lôi thả ra. Nhưng lúc này, Diệp Thần Phong phát hiện mình dĩ nhiên không cách nào khống chế đạo này Cửu Thiên Huyền Lôi rồi. Diệp Thần Phong nghi tâm thần niệm là không ngừng phiên hải, đang thử các loại phương pháp sau đó hắn xác định mình là không cách nào đem đạo này Cửu Thiên Huyền Lôi thả ra ngoài rồi. Bất quá Diệp Thần Phong phát hiện mình mặc dù không cách nào đem Cửu Thiên Huyền Lôi thả ra ngoài, thế nhưng hắn có thể đủ lấy ra Cửu Thiên Huyền Lôi lôi điện chi lực. Boom boom, Nghi Tâm Thần niệm hơi động Diệp Thần Phong bàn tay phải trong nháy mắt được màu đỏ Cửu Thiên Huyền Lôi cho bao trùm rồi, tuy rằng mỗi một lần lấy ra Cửu Thiên Huyền Lôi lôi điện chi lực không thể quá nhiều, nhưng power cũng thực không yếu. Diệp Thần Phong phát hiện mỗi lấy ra một cái Cửu Thiên Huyền Lôi lôi điện chi lực hắn thức hải phía trên cửu thiên huyền lôi liền sẽ thay đổi yếu hơn một ít. Nếu như đem cửu thiên huyền lôi lôi điện chi lực dung nhập vào các loại chiêu thức trong, như vậy đây không thể nghi ngờ là có thể tăng lên sức chiến đấu một loại phương pháp. Diệp thần phong hai tay vung lên, hai bàn tay đều bị màu đỏ lôi điện cho bao trùm rồi. Bùm bùm, thanh âm, tại diệp thần mưu trên bàn tay vang buổi trưa liên tục. Đồng thời, diệp thần phong cũng hướng lão trắng cùng lão hắc xác định một lần, Tuy rằng trong óc đạo này cử thiên huyền lôi không thể thả ra ngoài, thế nhưng Lão Bạch cùng Lão Hắc cũng không có phát hiện bất kỳ nguy hại, này làm cho Diệp Thần Phong là hoàn toàn yên tâm xuống. A hát, làm Diệp Thần Phong từ bình đài binh trở về lầu ba bên trong thời điểm, ngây người lý nhiên nhiên, người hầu lung bên trong phát ra tiếng thét chói tai. Diệp Thần Phong lúc này mới phát hiện hắn quần áo trên người đã bị cử thiên huyền lôi cho hóa thành cho. Hư! hắn lập tức từ trong túi càn khôn một lần nữa lấy ra một cái quần áo mặc vào được rồi lý nghiên nghiên ngươi liền lưu lại nơi này nơi lên trời trong các đi ngươi cũng có thể tải lên trời các phụ cận rèn luyện một cái dù sao ngươi lần này tiến vào long nguyên bí cảnh là muốn chính mình thu được cơ duyên ta không thể một mực bảo vệ ngươi diệp thần phong lạnh nhạt nói lý nghiên nghiên sắc mặt thượng đỏ ửng vẫn không có rút đi người xoay người ánh mắt nhìn diệp thần phong Hỏi, ngươi thật sự không có chuyện gì? Đang xác định Diệp Thần Phong không có chuyện gì, sau đó Lý Nghiên Nghiên không phục nói ra, ai muốn ngươi bảo vệ, chính ta có thể làm. Diệp Thần Phong là bất đắc dĩ cười cười, nói ra, vậy chính ngươi cẩn thận, tại đây lên trời trong các, ngươi là tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Diệp Thần Phong tại dặn dò một câu sau đó hắn liền rời đi lên trời các. Dù sau này Long Nguyên Bí cảnh nhưng là Long tộc một chỗ tổ địa chả có rất nhiều bí mật chờ đợi Diệp Thần Phong đi phát hiện đây. Rời đi lên trời các sau, Diệp Thần Phong một đường đi về phía nam, hắn đem tốc độ phát vung tới cực hạn. Sau một ngày, Diệp Thần Phong liền từ từ rời đi xa mạc khu vực. Mà Diệp Thần Phong trong ngực màu xanh lam ngọc bội lần thứ hai lấp lánh lên. Diệp Thần Phong lập tức thả chậm bước chân, hắn cẩn thận nhìn qua bốn phía, hắn nhìn thấy bên trái xa xa trong bụi cỏ, thật giống nằm một người. Tại Diệp Thần Phong chậm rãi tới gần sau đó hắn phát hiện đối phương dĩ nhiên là Tả Phi Bạch. Chỉ thấy giờ phút này Tả Phi Bạch cả người quần áo rách nát, sắc mặt tái nhợt lợi hại, thân thể còn có chút lạnh run phát run, lâm vào một loại hôn mê trong. Diệp Thần Phong đem linh khí truyền vào Tả Phi Bạch trong thân thể, Tả Phi Bạch này mới chậm rãi tỉnh lại, làm hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong ở bên cạnh hắn, sau đó hắn hơi sững sờ, trên mặt hắn lập tức lộ ra thần sắc kích động ngữ khí chiến chiến nguy nguy nói ra lão lão tổ tông ta cuối cùng tính nhìn thấy ngươi ngươi nhanh giết ta đi ta không chịu nổi ta chúng rồi phệ hồn tông phệ hồn khôi lỗi thuật còn có tứ đại tông môn cũng có người chúng rồi phệ hồn khôi lỗi thuật ta thật khó chịu ta thật khó chịu lão tổ tông người mau giết ta người nhanh giết ta đi tả phi bạch thống khổ gào thét hai tay của hắn thật chặt ôm đầu thân thể tại trong bụi cỏ lăn lộn Phệ hồn khôi lỗi thuật, không nghĩ tới trên đất huyền giới còn có người hiểu được loại chiêu thức này. Lão Hắc Giang vận thiên thanh âm tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên. chương 1671, khắp nơi hội hợp. Tại Lão Hắc Giang vận thiên giải thích một lần phệ hồn khôi lỗi thuật sau đó Diệp Thần Phong bước đầu hiểu được loại chiêu thức này. Phệ hồn khôi lỗi thuật chính là là một loại cực kỳ ác độc ma môn chiêu thức. Muốn thi triển phệ hồn khôi lỗi thuật, nhất định muốn ở bên trong thân thể nuôi phệ hồn bò cạp ấu trùng dùng máu tươi của mình đến nuôi nấng phệ hồn bò cạp ấu trùng này phệ hồn bò cạp là một loại phi thường đặc biệt yêu thú kỳ lớn nhỏ so với hạt vừng còn nhỏ hơn tới rất nhiều lần dùng mắt thường hầu như không cách nào nhìn thấy phệ hồn bò cạp phệ hồn bò cạp yêu thích nuốt vào người tu luyện thần nghiệp, dùng máu tươi từ tiểu nuôi lớn phệ hồn bò cạp chúng nó cùng nuôi nấng người trong lúc đó có một loại liên hệ nuôi nấng người có thể thông qua thủ đoạn nào đó đến khống chế phệ hồn bò cạp, do đó đến thi triển phệ hồn khôi lỗi thuật. Một khi phệ hồn khôi lỗi thuật triển khai ra, cái kia hình thể cực kỳ nhỏ bé phệ hồn bò cạp, hội dùng một loại cực kỳ nhanh tốc độ xuyên vào địch nhân trong óc, bắt đầu chậm rãi nuốt vào kẻ địch trong óc thần niệm, thẳng đến cuối cùng địch nhân thức hải toàn bộ tán loạn, như vậy liền hội hoàn toàn biến thành một bộ khôi lỗi rồi. Ở chính giữa phệ hồn khôi lỗi thuật sau đó từ một người sống biến thành hoàn toàn con rối, trong này ước chừng chỉ cần chừng 10 ngày thời gian. Phiền toái hơn chính là phệ hồn bò cạp một khi chui vào trong óc, chúng nó liền sẽ cùng thức hải chặt chẽ nối liền cùng một chỗ, những người khác căn bản vô pháp từ trong óc đem phệ hồn bò cạp lấy ra, nếu như mạnh mẽ hơn lấy ra phệ hồn bò cạp, như vậy cuối cùng đưa đến kết quả, rất có thể sẽ biến thành kẻ ngu si. Đương nhiên phệ hồn bò cạp cũng có phân mạnh yếu. Thực lực càng mạnh người bồi dưỡng được vệ hồn bò cạp, tự nhiên cũng là càng thêm cường hãn. Tỷ như một tên tạo hóa cảnh cường giả bồi dưỡng ra được vệ hồn bò cạp, đương nhiên là không đối phó được luân hồi cảnh cường giả. Nói như vậy tạo hóa cảnh cường giả bồi dưỡng ra được vệ hồn bò cạp chỉ có thể đối phó tạo hóa cảnh kẻ địch. căn cứ lão Hắc Giang Vận Thiên từng nói, muốn đem trong ốc vệ hồn bò cạp xóa bỏ, chỉ có thể đem nuôi nấng người giết chết, hoặc là lợi dụng nuôi nấng người tiên huyết đem trong óc phệ hồn bò cạp dẫn ra, dù sao phệ hồn bò cạp là nuôi nấng người tiên huyết này nuôi lớn, cho nên nuôi nấng người tiên huyết đối phệ hồn bò cạp có tuyệt đối sức hấp dẫn. Theo lý tới nói, một khi chúng rồi phệ hồn khôi lỗi thuật sau đó tuy rằng sẽ không lập tức biến thành trăm phần trăm con rối, nhưng cũng sẽ lập tức trở nên tinh thần thắc loạn, nhưng tả phi bạch lại vẫn nhận ra diệp thần phong. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói ra, tiểu tử, bên hông hắn một khối màu xanh lá ngọc, Hẳn là chính là tính tâm ngọc, khó trách hắn có thể tạm thời duy trì thanh tỉnh, này tính tâm ngọc chính là phệ hồn bò cạp không thích nhất vật phẩm rồi. Có thể nói tính tâm ngọc đối phệ hồn bò cạp có nhất định tác dụng khắc chế. Bất quá, này một khối nho nhỏ tính tâm ngọc cũng chỉ có thể đủ tạm thời để thần trí của hắn duy trì tỉnh táo, không cách nào giảm bớt trong biển ý thức của hắn xót ruột đau đớn. Lão tổ tông, ta thật sự không chịu nổi, ngươi, ngươi nhanh giúp ta một chút. Tả phi bạch trong cổ họng tê tâm liệt phế hô. Diệp thần phong ở trong lòng hỏi lão hắc, người có biện pháp gì sao? Lão hắc giang vận thiên nói ra, người vận chuyển trong cơ thể ma thiên quyết lấy ma thiên quyết đến niêm phong lại hắn mấy đại tử việt căn cứ sự chỉ huy của ta khiến hắn cảm giác đau thần kinh tạm thời mất đi tác dụng như vậy hắn liền không cảm giác được đau đớn. Diệp thần phong đem trong cơ thể ma thiên quyết vận chuyển lại, linh khí lập tức tập trung đến trên ngón tay trong nháy mắt đem tả phi bạch trên người nhiều chỗ sinh tử chi huyệt cho phong bế. Như vậy tuy rằng có thể làm cho cảm giác đau thần kinh tạm thời mất đi tác dụng, nhưng đối với tả phi bạch tới nói cũng là vô cùng nguy hiểm, nhiều lắm chỉ có thể niêm phong lại khoảng 3 ngày thời gian. Nếu như trong vòng 3 ngày không giải khai lời nói, như vậy tả phi bạch đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng rồi. Lần sau, tả phi bạch trong óc vệ hồn bò cạp cũng sẽ không đình chỉ nuốt vào hắn thần niệm tả phi bạch chỉ là tạm thời không cảm giác được xót ruột đau đớn mà thôi. Nhìn xem yên tĩnh lại tả phi bạch, diệp thần phong trong đầu lại vang lên lão hắc giang vận thiên thanh âm, tiểu tử, người bây giờ nhất định muốn mau chóng đem trong biển ý thức của hắn phệ hồn bò cạp cho xóa bỏ, hoặc là dẫn ra, bằng không tiểu tử này nhất định sẽ được luyện chế thành một bộ khôi lỗi. Vù vù, vù vù, vù vù. Tả phi bạch trong miệng miệng lớn thở hồn hền, cảm giác đau thần kinh tạm thời mất đi tác dụng, đây đối với tả phi bạch tới nói là một loại giải thoát hắn quần áo trên người sớm đã bị mồ hôi cho thấm ướt cả người cũng có vẻ hơi bẩn thỉu diệp thần phong hỏi phi bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra tả phi bạch trong đầu đau đớn chậm rãi biến mất sau hắn nói ra lão tổ tông nguyên bản ta khi tiến vào đến long nguyên bí cảnh sau ta không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào nhưng lại tại một ngày trước ta gặp tứ đại tông môn bên trong người Kiếm Vũ Sơn Trang, Phong Lôi Tông cùng Tinh Vân Tông người yếu động thủ với ta. Thiên Âm Môn Du Thủy Giao là ra sức bảo vệ ta. Vừa ý bên ngoài rồi lại xảy ra. Phệ Hồn Tông một tên tạo hóa cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong đệ tử, hắn đột nhiên xuất hiện, thi triển một loại phệ hồn khôi lỗi thuật, phàm là chúng rồi phệ hồn khôi lỗi thuật người hội lập tức phát dồ phát điên. Mà ta không biết tại sao thần trí vẫn có thể duy trì bình thường. Thừa dịp tình cảnh hỗn loạn thời khắc, ta là trong đó thực lực yếu nhất ở đây những người khác cũng không có thời gian để ý tới ta, ta thừa cơ hội này một đường trốn trốn ra. Sau đó ta liền không biết đã xảy ra chuyện gì. Nghe tả phi bạch đem sự tình tự thuật xong, Diệp thần phong lặng lẽ gật gật đầu, thiên âm môn du thủy giao ngược lại là làm coi trọng chữ tín. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới tên kia thi triển vệ hồn khôi lỗi thuật vệ hồn tông đệ tử. Nắm giữ tạo hóa cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong vệ hồn tông đệ tử, hẳn là gọi là quỷ hổ phi người kia, một người khác gọi là quỷ phàm ngày đệ tử nhưng là có tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ thực lực. Phi bạch, người nên còn biết ngươi khi đó gặp phải phệ hồn tông đệ tử địa phương đây này chứ. Người bây giờ lập tức dẫn đường cho ta. Diệp thần phong nói ra, tả phi bạch không có hỏi nhiều cái gì, hắn biết lão tổ tông là muốn giúp hắn rồi, hắn dựa vào trong đầu mơ hồ hồi ức, mang theo diệp thần phong một đường nhanh chóng đi tới. Mà cùng lúc đó, long nguyên bí cảnh một chỗ đen như mực rừng rậm lối vào nơi thiên âm môn thiên tài du thủy giao tại trước người của nàng để đó một cái đàn cổ ngón tay của nàng không ngừng kích thích dây đàn du thủy giao trong gân mạch linh khí dòng sông nhanh chóng vận chuyển kích thích dây đàn ngón tay dường như khiêu vũ tinh linh từ cầm trong tiếng truyền ra nhất cổ nhất cổ sóng năng lượng tiếng đàn tuyệt vời cũng trở về đáng ở trong không khí loại thanh âm này thêm vào sóng năng lượng phảng phất có thể làm cho tâm linh người ta yên tĩnh lại. Dù thủy giao biểu diễn chính là thanh tâm chú, đây là thiên âm môn một loại bí pháp, có thể làm cho tẩu hỏa nhập ma người khôi phục thần trí. Ở đây ngoại trừ du thủy giao ở ngoài, kiếm vũ sơn trang thiên tài Giang Ngọc Đường cùng tinh vân tông thiên tài Thạch Thiên Ninh cũng đều tại. Kiếm vũ sơn trang, tinh vân tông, phong lôi tông cùng thiên âm môn này tứ đại tông môn, phân biệt có trong một người vệ hồn khôi lỗi thuật. Mà thiên âm môn chúng rồi phệ hồn khôi lỗi thuật chính là trước đây không lâu trào phúng Diệp Thần Phong, thậm chí đối với Diệp Thần Phong lộ ra sát ý thiệu được. Giờ khắc này, chúng rồi phệ hồn khôi lỗi thuật người đều được đặc thù dây thường trói lại. Dù thủy giao thanh tâm chú đã biểu diễn một ngày rồi, sắc mặt của nàng có một chút trắng bệch, bất quá, những kia chúng rồi phệ hồn khôi lỗi thuật người đang chậm chậm khôi phục thần trí rồi. Này thanh tâm chú cũng chỉ là tạm thời có thể áp chế phệ hồn khôi lỗi thuật, căn bản vô pháp giết chết trong óc vệ hồn bò cạp. Mà thi triển vệ hồn khôi lỗi thuật vệ hồn tông đệ tử quỷ hổ phi, hắn cuối cùng nhất là trốn vào trước mặt chỗ này đen như mực bên trong vùng rừng rậm. Dù thủy giao kích thích dây đàn tốc độ càng lúc càng nhanh, mà chúng rồi vệ hồn khôi lỗi thuật bị trói chặt người, thần của bọn hắn chí cũng hoàn toàn khôi phục lại. Làm cái cuối cùng âm tiết hạ xuống xong, phốc, một tiếng, thiên âm môn du thủy giao, trong miệng của nàng không khỏi phun ra tiên huyết đến. Diệp thần phong để tả phi bạch cảm giác đau thần kinh tạm thời mất đi tác dụng thủ đoạn, nhất định muốn phối hợp ma thiên quyết, bằng không khả năng mới vừa bị phong bế mấy đại tử huyệt, liền sẽ lập tức đi gặp Diêm Vương ra rồi. Dù thủy giao trà sát một cái vết máu ở khóe miệng, người liếc mắt nhìn khôi phục thần trí thiệu đực, trong trong mắt của nàng tràn đầy lửa giận, nếu không phải xem ở thiệu đực chính là thiên âm môn đệ tử, người đã sớm một trưởng đem thiệu được cho đập chết rồi. Trước đó, xu thủy giao đám người gặp phải tả phi bạch, ba đại tông môn người muốn giết tả phi bạch, người đứng ra ra sức bảo vệ, nhưng thiệu được lại cùng người hát lên tương phản. xu thủy giao âm thanh lạnh lẽo nói ra, thanh tâm chú chỉ là tạm thời chế trụ phệ hồn khôi lỗi thuật, nếu như muốn mở ra phệ hồn khôi lỗi thuật, như vậy liền nhất định phải tìm tới tên kia phệ hồn tông đệ tử mà đang ở du thủy giao biểu diễn xong thanh tâm chú thời điểm. Tả phi bạch mang theo diệp thần phong cũng đang nhanh chóng tới gần nơi này nơi đen như mực rừng rậm, xem ra khắp nơi đều phải hội hợp rồi. chương 1672, thực lực bày ra. Chính mình muốn chết. Du thủy giao. Ta khuyên ngươi về sau vẫn là không muốn giữ gìn cái kia gọi là diệp thần phong người rồi, hắn là cứu tính mạng của ngươi, nhưng nếu như ngươi muốn bảo vệ hắn, cái kia ngươi chính là cùng chúng ta ba đại tông môn đối nghịch. Kiếm Vũ Sơn Trang Thiên Tài Giang Ngọc Đường nói ra. Giang Ngọc Đường cũng không hề bên trong vệ hồn khôi lỗi thuật, chúng rồi vệ hồn khôi lỗi thuật chính là bên cạnh hắn một người khác kiếm Vũ Sơn Trang đệ tử, tên của hắn gọi là Cổ Trí Quảng, thực lực tại tạo hóa cảnh tứ trọng thiên trung kỳ. Tinh Vân Tông Thiên Tài Thạch Thiên Ninh, hắn cũng mở miệng nói, du thủy giao, cái kia gọi Diệp Thần Phong nhưng là nhẹ. Mỏng sư phụ của ngươi, người cần gì phải thanh ngay lúc đó hứa hẹn có thật không đây? Không bằng liên thủ với chúng ta đồng thời giết tiểu tử kia đi. Thạch thiên thà làm nhưng cũng không có bên trong phệ hồn khôi lỗi thuật. Này phệ hồn khôi lỗi thuật mặc dù có chút vướng tay chân, thế nhưng thạch thiên ninh bực này thiên tài thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp. Tinh vân trong tông phệ hồn khôi lỗi thuật, đồng dạng là đứng ở thạch thiên ninh bên cạnh một người thanh niên, tên của hắn gọi là Lưu Nguyên Thạch một thân thực lực nằm ở tạo hóa cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ. Kiếm Vũ Sơn Trang hội hợp lại cùng nhau hiện nay cũng chỉ có Giang Ngọc Đường cùng Cổ Trí Quảng, mà Tinh Vân Tông hội hợp lại cùng nhau cũng chỉ có Thạch Thiên An Hòa Lưu Nguyên Thạch. Về phần phong lôi tông hiện nay tại đây nơi đen thùi rừng rậm cửa vào, cũng chỉ có một tên là Đinh Lương sinh đệ tử, thực lực tại tạo hóa cảnh tam trọng thiên trung kỳ, phong lôi tông thiên tài Trần Nguyên Hàn cũng không ở chỗ này. Ở đây thiên âm môn đệ tử là nhiều nhất, ngoại trừ du thủy giao cùng thiệu được ở ngoài còn có một tên là làm lý nguyệt sương nữ đệ tử mấy ngày trước du thủy giao thiệu được cùng lý nguyệt sương trong sa mạc cùng diệp thần phong lý nhiên nhiên gặp gỡ lúc trước thiệu được đối diệp thần phong lộ ra nồng nặc địch ý thậm chí trong miệng ngôn ngữ cũng tràn đầy không tán về phần lý nguyệt sương nhưng là thiệu được người ái mộ người đương nhiên cũng là giúp đỡ thiệu được được rồi Lý Nguyệt Sương cùng Du Thủy giao quan hệ nguyên bản tình như tỉ muội. Nếu không có Lý Nguyệt Sương bảo vệ, e sợ thực lực chỉ có vẻn vẹn tạo hóa cảnh tam trọng thiên sơ kỳ Lý Nguyệt Sương, người cũng sẽ trúng vệ hồn khôi lỗi thuật. Ở giữa sân phệ hồn khôi lỗi thuật người, tại thần trí khôi phục sau đó cột bọn hắn dây thường được buông lỏng ra, tạo hóa cảnh tứ trọng thiên trung kỳ thiệu được, hắn hoàn toàn là được rồi vết sẹo đã quên đau nhức. Hắn đối với Du Thủy Giao nói ra, Du Thủy Giao sư muội Bọn hắn nói không sai, chúng ta cần gì tuân thủ lúc trước ước định. Cái kia gọi Diệp Thần Phong chính là một cái đồ vô sỉ. Lý Nguyệt Sương cũng phụ họa nói, Thủy Giao sư tỷ, Thiệu sư huynh nói không sai, tại Long Nguyên trong bí cảnh chúng ta tứ đại tông môn mới hẳn là liên thủ. Ngồi trên mặt đất thượng, hai con bàn tay trắng nõn đặt tại đàn cổ thượng du thủy giao. Sắc mặt của nàng là càng ngày càng lạnh như băng, nếu không phải Thiệu được chúng rồi phệ hồn khôi lỗi thuật người tuyệt đối sẽ không ở nơi này biểu diễn thanh tâm chú, này ngược lại là giúp mặt khác ba đại tông môn đệ tử, tạm thời đem vệ hồn khôi lỗi thuật áp chế. Dù thủy giao sắc mặt là càng ngày càng khó coi rồi, xem ở thiệu được chính là thiên âm môn đệ tử, người không cách nào làm được thấy chết mà không cứu, nhưng xuất hiện trong lòng nàng có phần hối hận rồi, người hẳn là để thiệu được tự sinh tự diệt. Nhưng bây giờ dù thủy giao trong cơ thể linh khí tiêu hao lợi hại, người tạm thời là không cách nào chiến đấu. Dù thủy giao âm thanh lạnh lùng tới cực điểm, nàng nói nói, thiệu đực, Lý Nguyệt Sương, hai người các ngươi là thiên âm môn đệ tử sao? Lập tức cùng đi với ta tìm cái kia gọi tả phi bạch người, ta nhưng là đáp ứng rồi diệp thần phong, nhìn thấy tả phi bạch yếu bảo vệ hắn chu toàn, nhưng hắn hiện tại chúng rồi phệ hồn khôi lỗi thuật, cũng không biết người khác đi nơi nào. Dù thủy giao sư muội tiểu tử kia chúng rồi phệ hồn khôi lỗi thuật, vừa không có người thanh tâm chú áp chế, e sợ hắn đã chết, chúng ta đây không phải đi lãng phí thời gian ma. Thiệu đực khó chịu nói ra. Kiếm vũ sơn trang thiên tài giang ngọc đường, hắn lần nữa mở miệng nói, du thủy giao, mặc kệ ngươi sau này có còn nên giữ gìn diệp thần phong cái nhỏ tạp. Loại, hiện tại chúng ta hẳn là cần phải làm là nắm lấy phệ hồn tông tên đệ tử kia. Trước tiên phá giải môn hạ đệ tử bị chúng phệ hồn khôi lỗi thuật. Dù thủy giao lạnh lùng nói ra, Phệ hồn tông tên đệ tử kia ở này nơi bên trong vùng rừng rậm, các ngươi làm sao không vào được tìm? Lẽ nào các ngươi sợ sệt chúng rồi phệ hồn khôi lỗi thuật sao? Được du thủy giao vừa nói như thế, kiếm vũ sơn trang thiên tài giang ngọc đường cùng tinh vân tông thiên tài thạch thiên ninh, bọn hắn sắc mặt khẽ thay đổi, tâm tư của bọn họ vẫn đúng là được du thủy giao nói chúng. Dù sao phệ hồn tông tên đệ tử kia cũng có tạo hóa cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong thực lực chả nắm giữ phệ hồn khôi lỗi thuật, Giang Ngọc Đường cùng Thạch Thiên Ninh không có tự tin trăm phần trăm bắt đối phương. Thạch Thiên Ninh lôi kéo cổ hỏng quát, chúng ta không cần vì một cái đã bị chết tiểu tử ẩm ý, chúng ta nên đoàn kết nhất trí bắt tên kia phệ hồn tông đệ tử. Nhưng mà, tại Thạch Thiên Ninh vừa dứt lời dưới, liền có một thanh âm truyền tới, người cháu trai này chết rồi, ra ra ta cũng còn sẽ không chết đây chỉ thấy tả phi bạch thân ảnh do xa tới gần xuất hiện tại rừng rậm cửa vào, mà Diệp Thần Phong là theo sát cũng đã tới rừng rậm cửa vào. Dù thủy giao đám người nhìn thấy Diệp Thần Phong cùng tả phi bạch, bọn hắn đều hơi sững sờ, đặc biệt là bọn hắn biết tả phi bạch là chúng rồi phệ hồn khôi lỗi thuật. Bọn hắn trong lúc nhất thời đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, bọn hắn suy đoán nhất định là Diệp Thần Phong giúp tả phi bạch chế trụ phệ hồn khôi lỗi thuật. Tiểu tạp, loại, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông tới, nói đi, ngươi là như thế nào đem phệ hồn khôi lỗi thuật áp chế lại. Ngươi có hay không biện pháp phá giải phệ hồn khôi lỗi thuật? Nếu như đáp án của ngươi có thể làm cho ta thỏa mãn, hay là ta còn có thể đủ cho ngươi một cái sảng khoái? Kiếm Vũ Sơn trang thiên tài Giang Ngọc Đường, hắn tại phục hồi tinh thần lại sau đó hắn tức giận chán nổi gân xanh lên, hắn ánh mắt không lành nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Thạch Thiên Ninh trên mặt lửa giận hiện lên, hắn vặn vẹo cánh tay, nói ra, trước đó ngươi dĩ nhiên để cho chúng ta cho ngươi quỷ xuống, ngươi là cái thá gì? Ngồi trên mặt đất thượng, bàn tay ấn lại đàn cổ du thủy giao, lấy tình huống nàng bây giờ, người căn bản không giúp được Diệp Thần Phong, người lập tức đối với bên cạnh thiệu được cùng Lý Nguyệt Sương, nói ra, hai người các ngươi cho ta lập tức đi chợ giúp Diệp Thần Phong. Thiệu được ra vẻ khó khăn nói, không phải ta không muốn giúp, Giang Ngọc Đường cùng Thạch Thiên Ninh đều có tạo hóa cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong thực lực, ta đi tới thuần túy chỉ là chịu chết, lẽ nào Du Thủy Giao sư muội người muốn ta đi chịu chết sao? Nghe Thiệu Đực Đường Hoàng lời nói, Du Thủy Giao khí sắc mặt đỏ lên, mà một bên Lý Nguyệt Sương cũng nói, Thủy Giao sư tỷ, Thiệu sư huynh nói không sai, Người bây giờ căn bản không cách nào gia nhập chiến đấu, ta cùng Thiệu sư huynh thuần túy chỉ có thể đi chịu chết. Sau lưng treo thanh vân kiếm Diệp Thần Phong, hắn đối Giang Ngọc Đường cùng Thạch Thiên Ninh lời nói phỏng theo như không nghe thấy, lấy hắn thực lực hôm nay, hắn ngược lại là có cùng Giang Ngọc Đường, Thạch Thiên Ninh một trận chiến thực lực, cho nên, Diệp Thần Phong chỉ là hướng du thủy giao hỏi tên kia phệ hồn tông đệ tử phải hay không tiến vào chỗ này rừng rậm. Được Diệp Thần Phong như thế không giải thích được vừa hỏi, du thủy giao là theo bản năng gật gật đầu. Mà Giang Ngọc Đường cùng Thạch Thiên Ninh hai vị này thiên tài, bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong dĩ nhiên bỏ qua chính mình, trong lòng bọn họ lửa giận là càng thêm thịnh vượng. Thạch Thiên Ninh cực kỳ khinh thường nhìn xem Diệp Thần Phong, quát lên, người ngay cả để cho ta động thủ tư cách cũng không có. Lưu Nguyên Thạch, người giúp ta động thủ phế bỏ tiểu tử này tứ chi, khiến hắn quỳ trên mặt đất. Thạch Thiên Ninh nhìn hướng bên cạnh một người khác tạo hóa cảnh tứ trọng thiên trung kỳ kiếm Vũ Sơn Trang đệ tử Lưu Nguyên Thạch, ở đây duy nhất lẻ loi một người phong lôi tông đệ tử Đinh Lương Sinh, hắn cười đứng dậy, nói ra tiểu tử này để để ta giải quyết đi. Ta sẽ để tiểu tử này ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất. Hiện tại Đinh Lương Sinh thế đơn lực bạc, tại không có gặp phải tông môn những đệ tử khác trước, hắn nhất định muốn ôm chặt ra ngọc đường cùng Thạch Thiên Ninh bắp đùi rồi, dù sao Đinh Lương Sinh cũng chỉ có tạo hóa cảnh tam trọng thiên trung kỳ thực lực. Thấy Đinh Lương Sinh yếu đứng ra động thủ, Thạch Thiên Ninh cũng không có phản đối, hắn nhìn xem Diệp Thần Phong cười nói tiểu tạp. Loại, không tệ lắm, tiến vào Long Nguyên bí cảnh trước đó, mới chỉ là tạo hóa cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ, bây giờ thực lực của ngươi lại tăng lên tới tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong. Đinh Lương Sinh, nếu như ngươi muốn động thủ, như vậy ngươi không cần cho ta lãng phí thời gian rồi. Nghe vậy, Đinh Lương Sinh trong cơ thể linh khí phun trào, thân ảnh của hắn trong nháy mắt hướng về Diệp Thần Phong lao đi rồi, hắn khí thế trên người mãnh liệt cực kỳ. Thạch Thiên An hòa ra ngọc đường hai người này, bọn hắn đều gương mặt trào phúng, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong chỉ là giải độc thủ đoạn lợi hại một ít, thực lực tuy rằng tăng lên tới tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, nhưng căn bản sẽ không là tạo hóa cảnh tam trọng thiên trung kỳ đinh lương sinh đối thủ. Dù thủy giao lập tức quát lên, thiệu đực, người cho ta lập tức ngăn cản, người cho ta lập tức đi ngăn cản. Thiệu được cố ý chỉ hoãn thời gian, đang nhìn đến Đinh Lương Sinh đã vào tới Diệp Thần Phong trước mặt sau, hắn giả mù sa mưa nói, e sợ hiện tại ta động thủ cũng không kịp rồi. Tại Thiệu được xem ra Diệp Thần Phong chết rồi cũng tự chết rồi, chỉ cần hắn có thể đủ an toàn đi ra Long Nguyên bí cảnh, lẽ nào thiên âm môn tông chủ Tô Băng Vân còn có thể tìm hắn tính sổ sao? Dù thủy giao khuôn mặt lộ ra một vệt vẻ áy náy, người có phần không đành lòng hơi nheo mắt lại, dù sao Diệp Thần Phong cùng Đinh Lương sinh trong lúc đó cách biệt mấy cái tiểu tầng thứ đây. Mà Diệp Thần Phong nhưng Thủy Trung Phong đạm vân khinh, đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh tả phi bạch, sắc mặt của hắn cũng không có biến hóa quá lớn, bởi vì hắn tin tưởng chính mình lão tổ tông Diệp Thần Phong. Mắt thấy Đinh Lương sinh xuất hiện Diệp Thần Phong trước mặt, bàn tay phải dò ra, cực kỳ bén nhọn một trưởng hướng về Diệp Thần Phong vỗ tới một trưởng này dường như muốn đem Diệp Thần Phong ngực cho đập cái đối xuyên. Diệp Thần Phong cũng trong nháy mắt dò ra tay phải của mình bàn tay, đón nhận đinh lương sinh bàn tay, đinh lương sinh thấy thế, hắn cười lạnh nói, không biết sống chết. Ầm, um, một tiếng. Hai trưởng đụng vào. Đinh lương sinh sắc mặt kịch biến, hắn nhất thời cảm thấy nhất cổ bài sơn đảo hải sức mạnh kéo tới. Tại đinh lương sinh thân thể yếu bay ngược ra ngoài trong nháy mắt, Diệp thần phong thủ trưởng nhanh chóng trói lại mà đến đinh lương sinh cổ, trong óc thần niệm hơi động, trong nháy mắt rút lấy một ít cửu thiên huyền lôi sức mạnh. Bùm bùm, diệp thần phong trói lại đinh lương sinh cổ thủ trưởng trong nháy mắt được màu đỏ lôi điện cho bao trùm rồi, mà đinh lương sinh chỉnh cái đầu cũng bao vây ở màu đỏ trong sấm sét. Phù phù, một tiếng. Trải qua cửu thiên huyền lôi tẩy lễ sau đó đinh lương sinh đầu trong nháy mắt biến thành cho tàn, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, Đinh Lương Sinh thiếu mất đầu thân thể là an tĩnh nằm ở trên mặt đất. Diệp Thần Phong bàn tay nắm chặt, Cửu Thiên Huyền Lôi biến mất, hắn lãnh đạm nói, trên thế giới này chính là có quá nhiều người yêu thích muốn chết. Diệp Thần Phong ánh mắt lần lượt đảo qua ở đây những người còn lại. Chương 1673, đến bao nhiêu, giết bao nhiêu. Long Nguyên bí cảnh, đen như mực rừng rậm lối vào phong lôi tông đinh lương sinh thiếu mất đầu thân thể không nhúc nhích nằm ở trên mặt đất ngoại trừ sớm liền chuẩn bị tâm lý thật tốt tả phi bạch ở ngoài thiên âm môn thiên tài du thủy giao kiếm vũ sơn trang thiên tài giang ngọc đường cùng tinh vân tông thiên tài thạch thiên ninh đám người bọn hắn đều kinh nghi bất định nháy mắt nguyên bản ở trong mắt bọn họ diệp thần phong nhiều lắm là giải độc thủ đoạn không được một ít lần sau bọn hắn đồng dạng cho rằng diệp thần phong đi một chút số chó ngáp phải ruồi khi tiến vào Long Nguyên bí cảnh mới không bao lâu, thực lực liền từ tạo hóa cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ tăng lên tới tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong. Nhưng, phong lôi tông đinh lương sinh nhưng là có tạo hóa cảnh tam trọng thiên trung kỳ thực lực, diệp thần phong có thể vượt cấp chiến thắng đinh lương sinh, hơn nữa còn là thẳng thắn dứt khoát miểu sát, này đủ để chứng minh diệp thần phong sức chiến đấu không yếu. Đặc biệt là vừa vặn bao vây lấy diệp thần phong bàn tay màu đỏ lôi điện, này làm cho Giang Ngọc Đường mấy người cũng có một loại tim đập nhanh cảm giác, ở trong mắt bọn họ loại này màu đỏ lôi điện ngược lại là cùng Cửu Thiên Huyền Lôi có phần tương tự. Thế nhưng, Giang Ngọc Đường đám người nhưng sẽ không cho là loại này màu đỏ lôi điện chính là Cửu Thiên Huyền Lôi, phải biết Cửu Thiên Huyền Lôi chính là tại hết Thải Thiên Lôi bên trong thứ năm tồn tại, trên đất huyền giới đã có mấy trăm năm chưa từng xuất hiện Cửu Thiên Huyền Lôi rồi. Diệp Thần Phong trên mặt biểu lộ nhưng vẫn là lạnh lùng cực kỳ nếu như hắn có thể đủ đem trong óc cửu thiên huyền lôi hoàn chỉnh thả ra ngoài, như vậy hắn đã sớm đưa ra ngọc đường đám người quy thiên rồi, hắn biết mình thức hải phía trên, đạo kia hoàn chỉnh cửu thiên huyền lôi bổ vào ra ngọc đường bọn người trên thân, đủ khiến những này cái gọi là thiên tài trong nháy mắt bị mất mạng. Vấn đề là bây giờ Diệp Thần Phong mỗi lần chỉ có thể lấy ra một ít cửu thiên huyền lôi sức mạnh, mà kiếm vũ sơn trang ra ngọc đường cùng tinh vân tông thạch thiên ninh, thực lực của hai người này đều tại tạo hóa cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, bọn hắn lấy tư cách hai đại tông môn thiên tài, trong tay khẳng định cũng là có lá bài tẩy. Hiện tại Diệp Thần Phong một lòng muốn giúp tả phi bạch mau chóng hóa giải phệ hồn khôi lỗi thuật. Cho nên hắn không muốn cùng Giang Ngọc Đường đám người làm thêm dây dưa. Về phần thiên âm môn đệ tử thiệu đực, hắn thấy Diệp Thần Phong lông tóc không tổn hại, trái lại là đinh lương sinh được giải quyết, hắn tim đập nhanh đồng thời, Hắn nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt càng thêm âm trầm. Kiếm Vũ Sơn trang thiên tài Giang Ngọc Đường, trong lòng của hắn lên cơn giận dữ, tuy rằng Đinh Lương Sinh cũng không phải Kiếm Vũ Sơn trang đệ tử, nhưng hắn cũng nhịn không được nữa, nguyên bản hắn chỉ coi Diệp Thần Phong là một cái khiêu lương tiểu sử, nhưng này cái khiêu lương tiểu sử trước đó không chỉ có khiến hắn quỷ xuống, hơn nữa bây giờ trả ở trước mặt hắn giết người. Giang Ngọc Đường trong gân mạch linh khí dòng sông trong nháy mắt chạy vọt lên, tay phải của hắn hướng về bên hông càn khôn đại với tới rồi, từ trong túi càn khôn bắt được một cái màu trắng bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này hàn khí bức người, vô cùng sắc bén. Thuộc về thượng phẩm linh khí rồi, có thể giúp người nắm giữ tăng lên không ít sức chiến đấu. Giang Ngọc Đường các loại tứ đại tông môn đệ nhất thiên tài, trong tay bọn họ đều là nắm giữ thượng phẩm linh khí. Về phần bảo khí chính là thượng phẩm trong tông môn tông môn chi bảo rồi, chỉ có gặp phải tông môn đại nạn thời điểm, tông môn mới sẽ vận dụng bảo khí. Tiểu tạp, loại, không nghĩ tới người trả nắm giữ khống lôi chi lực. Cho dù như thế, người hôm nay vẫn là nhất định phải chết, hơn nữa ta sẽ cho người tâm cam tình nguyện dập đầu dập đầu đến chết. Kiếm Vũ Sơn trang kiếm thuật không phải là ai đều có thể lĩnh giáo, hôm nay người cái này tiểu tạp. Loại may mắn. Giang Ngọc Đường phải tay cầm trường kiếm màu trắng chuôi kiếm. Từ trên thân kiếm không ngừng để lộ ra uy nghiêm đáng sợ hàn khí, này làm cho một bên ngồi ở trên mặt đất thiên âm môn du thủy giao biến sắc mặt. Nguyên bản Diệp Thần Phong giải quyết xong đinh lương sinh, du thủy giao trong lòng là thở phào nhẹ nhõm, bây giờ thấy Giang Ngọc Đường muốn động thủ, người cũng không nhận ra Diệp Thần Phong sẽ là Giang Ngọc Đường đối thủ, dù sao Giang Ngọc Đường chính là kiếm vũ sơn trang thiên tài, hơn nữa thực lực còn tại tạo hóa cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong. Dù thủy giao bàn tay chống đàn cổ cầm mặt, thân thể của nàng chật vật từ trên mặt đất đứng lên, trong cơ thể nàng linh khí tại từng điểm từng điểm khôi phục, cần phải người hiện tại lập tức chiến đấu, người cũng vẫn là không làm được. Tinh vân tông thiên tài thạch thiên ninh, hắn không ngừng vặn vẹo cánh tay, thân thể của hắn nhìn qua yếu to lớn cường tráng hơn nhiều, này thạch thiên ninh đáng tự hào nhất liền là cơ thể của mình cường độ rồi bây giờ thực lực của hắn tuy chỉ có tạo hóa cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, nhưng cơ thể hắn cường độ đã đến luân hồi cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ tầng thứ. Giang Ngọc Đường, tiểu tử này nếu yêu thích nhảy nhảy, như vậy liền để để ta giải quyết đi. Vừa vặn ta còn tưởng rằng hắn căn bản không đủ tư cách để cho ta động thủ, bất quá, bây giờ nhìn lại hắn ngược lại là miễn cưỡng có thể làm cho ta chơi lên một hồi. Thạch thiên ninh bắp thịt trên mặt không ngừng vi vi nhúc nhích, khóe miệng hiện lên một vệt tàn nhẫn nụ cười. Thiên âm môn thiệu được thấy Giang Ngọc Đường cùng Thạch Thiên Ninh Yếu tự mình ra tay rồi, trên mặt hắn cuối cùng là hiện lên một vệt nụ cười thỏa mãn. Mà chính lúc tình thế động một cái liền bùng nổ thời điểm. Từ đen như mực rừng rậm nơi sâu xa, tốc biến một vệt bóng đen, bóng đen này trên mặt che kín khủng bố vết sẹo, trên mặt hiện lên cực kỳ hí hành hạ nụ cười, âm thanh âm trầm nói chính đạo tông môn người chính là trắng. Si, đến lúc này các ngươi lại vẫn tại nội đấu. Những kia chúng rồi ta phệ hồn khôi lỗi thuật người, chuẩn bị toàn bộ biến thành khôi lỗi của ta đi. Đạo này từ rừng rậm nơi sâu xa nhanh chóng đi ra ngoài bóng đen chính là phệ hồn tông một tên trong đó đệ tử quỷ hổ phi. Mà giờ khắc này, chúng rồi phệ hồn khôi lỗi thuật tả phi bạch, thiên âm môn thiệu đực, kiếm vũ sơn trang cổ trí quảng cùng tinh vân tông lưu nguyên thạch, mi tâm của bọn họ xuất hiện một cái vòng tròn màu đỏ, đây cũng là phệ hồn khôi lỗi thuật đưa đến. Thiệu được đám người nhìn thấy quỷ hổ phi xuất hiện, bọn hắn không khỏi sắc mặt kịch biến. Mà kiếm vũ sơn trang thiên tài Giang Ngọc Đường cùng tinh vân tông thiên tài Thạch Thiên Ninh, bọn hắn cũng tạm thời quên được Diệp Thần Phong, dưới cái nhìn của bọn họ giúp môn hạ của chính mình đệ tử mở ra phệ hồn khôi lỗi thuật mới là chủ yếu sự tình. Nhưng mà, làm Giang Ngọc Đường cùng Thạch Thiên Ninh chuẩn bị liên thủ công kích thời điểm, quỷ hổ phi thân ảnh lần thứ hai nhanh chóng lách vào đen như mực bên trong vùng rừng rậm, trong miệng khinh thường nói có lá gan liền đi vào cùng ta phân cao thấp đi. Giang Ngọc Đường cùng Thạch Thiên Ninh dưới chân bước chân không khỏi hơi dừng lại một chút, hắn cũng không biết quỷ hổ phi có hay không tại rừng rậm bố trí cảm bẫy. Nếu như cứ như vậy vọt vào lời nói, như vậy tình thế đối với bọn họ tới nói tuyệt đối là bất lợi. Mà Diệp Thần Phong nhưng là quản không được nhiều như vậy, trong rừng rậm nếu chỉ có quỷ hổ phi một người. Như vậy Diệp Thần Phong vẫn có chiến thắng đối phương nắm chắc, đồng thời hắn cũng muốn mau chóng giúp Tả Phi Bạch giải trừ phệ hồn khôi lỗi thuật. Diệp Thần Phong lôi kéo Tả Phi Bạch nhanh chóng lách vào bên trong vùng rừng rậm, hướng về quỷ hổ phi phương hướng ly khai đuổi theo rồi. Bởi quỷ hổ phi đột nhiên xuất hiện, chú ý của mọi người đều bị quỷ hổ phi hấp dẫn, Diệp Thần Phong đột nhiên lôi kéo Tả Phi Bạch chui vào bên trong vùng rừng rậm này làm cho ở đây những người khác là sửng sốt mấy giây, đợi được bọn hắn phản ứng đến đây thời điểm, Diệp Thần Phong cùng Tả Phi Bạch cũng biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ. thân thể lung la lung lay dù thủy giao, người không khỏi khẽ kêu nói, Diệp Thần Phong, các ngươi trở về. Kiếm Vũ Sơn Trang Thiên Tài Giang Ngọc Đường, hắn do dự mấy giây, hắn quyết định không truy đuổi rồi, hắn nói ra, này rất rõ ràng là phệ hồn tông đệ tử muốn đem chúng ta dẫn vào bên trong vùng rừng rậm sau đó đem chúng ta từng cái đánh tan, để cái nhỏ tạp. Loại biến thành con rối ngược lại cũng đúng là một cái lựa chọn tốt. Tinh vân tông thiên tài thạch thiên ninh, hắn cũng nói cái nhỏ rác rưởi cho là mình là ai. Lẽ nào hắn trả cho là mình sẽ là phệ hồn tông đệ tử đối thủ sao? Ngay cả ta đều không có tự tin trăm phần trăm chiến thắng tên kia phệ hồn tông đệ tử. Liền để cái nhỏ rác rưởi cho chúng ta đi dò thám đường đi muốn đem tên kia phệ hồn tông đệ tử lùng bắt ở chúng ta nhất định muốn muốn một cái vẹn toàn phương pháp xử lý tại giang ngọc đường đám người cho rằng diệp thần phong cách làm cực kỳ ngu xuẩn thời điểm đen như mực bên trong vùng rừng rậm diệp thần phong một bên cảm ứng chung quanh gió thổi cỏ lay hắn một bên dẫn tả phi bạch nhanh chóng đi tới ước chừng tại đi tới giữa rừng rậm dài đất thời điểm quỷ hổ phi thân ảnh lần thứ hai vọt ra hắn che kín vết tích trên mặt tràn ngập khinh thường, nói ra, không nghĩ tới vẫn đúng là đưa tới hai cái trắng. Si, xem ra các người chính đạo tông môn người, thông minh cũng không có cao chạy đi đâu ma. Quỷ hổ phi con người băng lãnh nhìn xem Diệp Thần Phong, tiếp tục nói, ngươi là muốn giúp ngươi bên cạnh tiểu tử kia mở ra phệ hồn khôi lỗi thuật. Đáng tiếc thực lực của ngươi quá yếu, chỉ là tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, ngươi cũng dám cùng đi theo đi vào xem ra ta trước đó bố trí kỹ càng cạm bẫy cũng chưa dùng tới rồi theo quỷ hổ phi nụ cười trên mặt càng ngày càng dồi dào che kín hắn cả khuôn mặt vết tích dường như con run bình thường nhuyễn chuyển động nhìn qua buồn nôn cực kỳ quỷ hổ phi ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm diệp thần phong cánh tay vung lên cực kỳ tự tin nói ngươi cũng chuẩn bị trở thành khôi lỗi của ta đi nơi cánh tay vung lên đồng thời quỷ hổ phi trong cơ thể linh khí nhấp nhô có hơn 10 cái thật nhỏ điểm sáng màu đỏ hướng về Diệp Thần Phong đánh tới rồi, này hơn 10 cái mảnh điểm sáng nhỏ dùng mắt thường hầu như không cách nào nhìn ra, hơn nữa tốc độ nhanh đến mức cực hạn, để Diệp Thần Phong căn bản phản ứng không kịp nữa. Mà một bên Tả Phi Bạch, hắn lập tức quát lên, "Lão tổ tông, mau tránh ra, đây chính là Phệ Hồn Khôi Lỗi thuật." Đáng tiếc hết thảy đều đã quá muộn. Hơn 10 cái điểm sáng màu đỏ lấy cực kỳ tốc độ chui vào Diệp Thần Phong giữa chân mày rất nhanh sẽ thẩm thấu tiến vào diệp thần phong trong thức hải. Quỷ hổ phi lạnh nhạt nói, yên tâm đi, lần này các người chính đạo tông môn đệ tử, hội từng cái thành vì chúng ta phệ hồn tông khôi lỗi. Tả phi bạch là một mặt tuyệt vọng nhìn chằm chằm diệp thần phong, hắn nguyên bản trả cho là mình lão tổ tông có biện pháp phá giải phệ hồn khôi lỗi thuật đây này. Diệp thần phong trên mặt biểu lộ không thay đổi, hắn nội thị trong óc, chỉ thấy trong biển ý thức của hắn nhiều hơn 12 con nhỏ bé phệ hồn bò cạp. Khi này chút vệ hồn bò cạp yếu nuốt vào diệp thần phong trong óc thần niệm lúc, diệp thần phong thần niệm hơi động, hắn thức hải phía trên cửu thiên huyền lôi tản ra màu đỏ ánh chấp. Từng đạo màu đỏ lôi điện bừa bãi tàn phá tại trong óc. 12 con vệ hồn bò cạp trong nháy mắt được cửu thiên huyền lôi cho phai mở rồi. Diệp thần phong trước đó đã sớm từ lão bạch cùng lão hắc khẩu bên trong hiểu được, trong biển ý thức của hắn nắm giữ Cửu Thiên Huyền Lôi, như vậy hắn liền căn bản không dùng tới e ngại phệ hồn khôi lỗi thuật rồi. Này phệ hồn bò cạp là quỷ hổ phi từ nhỏ dùng máu tươi của mình nuôi lớn, hắn và phệ hồn bò cạp trong lúc đó có một tia liên hệ, phệ hồn bò cạp một khi chết rồi, chuyện này đối với quỷ hổ phi cũng là có một điểm ảnh hưởng. Chỉ thấy quỷ hổ phi sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt rất nhiều, bên trong thân thể là một trận huyết khí dâng lên hắn không dám tin trợn to hai mắt, quát lên, ngươi, ngươi lại đem của ta phệ hồn bò cạp toàn bộ giết chết. Sau lưng treo thanh vân kiếm diệp thần phong, hắn lãnh đạm nói, ngươi có thể tiếp tục thi triển phệ hồn khôi lỗi thuật, ngươi những kia dùng chính mình tiên huyết nuôi lớn phệ hồn bò cạp, ta bảo đảm đến bao nhiêu, liền giết bao nhiêu. Một bên tả phi bạch nghe được quỷ hổ phi cùng Diệp Thần Phong đối thoại sau đó hắn khuôn mặt lộ ra vẻ vui thích, Hắn hiện tại biết mình lão tổ tông không sao rồi, của mình lão tổ tông thật sự phá giải phệ hồn khôi lỗi thuật. Chương 1674, luân hồi cảnh cường giả một kích. Đen như mực bên trong vùng rừng rậm, Diệp Thần Phong cùng Quỷ Hổ Phi mặt đối mặt đứng thẳng, giữa hai người ước chừng cách nhau cách xa 5 mét khoảng cách. Về phần Tả Phi Bạch nhưng là đứng ở một bên, lấy hắn thực lực hôm nay, hắn căn bản không giúp được Diệp Thần Phong. 12 con phệ hồn bò cạp toàn bộ bị giết chết, quỷ hổ phi cũng không biết Diệp Thần Phong trong óc chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn hiện tại trong lòng mặt là nổi giận, này phệ hồn bò cạp chính là quỷ hổ phi dùng máu tươi của mình cho một chút xíu nuôi lớn, những này phệ hồn bò cạp giống như là con cái của hắn bình thường. Quỷ hổ phi áp chế bên trong thân thể huyết khí dâng lên, che kín vết tích mặt trở nên càng thêm dữ tợn cùng kinh khủng, hắn hai bàn tay bỗng nhiên nắm thành quyền đầu trên mờ bàn tay là tráng kiện nổi gân xanh. Trên người quần áo màu đen vi vi nhấp nhô, quỷ hổ phi trong cơ thể tạo hóa cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong khí thế lăn chuyển động, khóe miệng hắn nứt ra một đạo nụ cười, một đạo cực kỳ làm người ta sợ hãi nụ cười, thanh âm hắn không mang theo bất kỳ tình cảm quát lên, nguyên bản ta chỉ muốn cho người biến thành khôi lỗi của ta. Nhưng bây giờ ngươi ngay cả biến thành ta khôi lỗi tư cách cũng không có, ngươi chọc giận ta rồi, ngươi hoàn toàn chọc giận ta rồi chỉ là tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong thực lực, người thức hải lại có thể cắn giết của ta phệ hồn bò cạp, các loại cho ngươi đi tới hoàng tuyền lộ sau, ta sẽ từ từ đem ngươi thức hải nghiên cứu triệt đề. Quỷ hổ phi thân thể bốn phía đều lượn lờ linh khí, linh khí nồng nặc từ dưới chân của hắn dâng lên, cả người tựa như tia chấp hướng về diệp thần phong lao đi rồi. Mà diệp thần phong thấy thế, hắn miệng quát phi bạch, ngươi cho ta trốn xa một chút. Tại Diệp Thần Phong dứt tiếng thời khắc, quỷ hổ phi thân ảnh đã xuất hiện, song trưởng của hắn hướng về Diệp Thần Phong liên tục đánh ra, trong không khí trong nháy mắt tạo thành vô số trưởng ấn. Quỷ hổ phi liền một tia hạ thủ lưu tình cũng không có. Hắn mỗi một trưởng đều dùng hết toàn lực, vô số dấu bàn tay trong nháy mắt đem Diệp Thần Phong cho hoàn toàn vây quanh ở. Bốn phía không khí được quỷ hổ phi song trưởng lấy được một trận hỗn loạn. Diệp Thần Phong hồn nhiên không sợ đứng tại chỗ, hắn cũng muốn nhìn một chút nếu như mình cùng quỷ hổ phi cứng đối cứng, hắn đến cùng có thể chống đỡ tới trình độ nào. Diệp thần phong trong gân mạch linh khí dòng sông cũng trong nháy mắt chạy vọt lên, hai bàn tay nhanh chóng ngăn cản trong không khí từng đạo dấu bàn tay. Âm, 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 vang trầm âm thanh không dứt bên tai. Diệp thần phong dưới chân bước chân phải không đoạn lui về phía sau. Hắn chỉ là cực kỳ miễn cưỡng có thể tiếp được từng đạo trưởng ấn, sức mạnh của hắn hay là muốn so với quỷ hổ phi thua kém một bậc, dù sao quỷ hổ phi có tạo hóa cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong thực lực, mà diệp thần phong chỉ có tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong thực lực. Mà quỷ hổ phi trong lòng là càng ngày càng hoảng sợ rồi, cho dù tại diệp thần phong giết hắn 12 con phệ hồn bò cặp sau, hắn nhưng vẫn là chưa hề đem diệp thần phong để ở trong mắt. Dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong nhiều lắm là thức hải so sánh đặc thù nhưng hôm nay loại ý nghĩ này sớm đã bị quỷ hổ phi ném ra đến lên chín tầng mây đi rồi đổi lại là hắn vận mệnh của hắn cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong người căn bản là không chống đỡ được tại quỷ hổ phi này dày đặc dấu bàn tay e sợ sẽ trực tiếp được quỷ hổ phi dấu bàn tay đập chết nhưng diệp thần phong lại mạnh mẽ chịu đựng xuống hơn nữa chỉ là dưới chân bước chân không ngừng lùi lại trên người nhưng không có bị thương tại quỷ hổ phi hoảng sợ thời điểm diệp thần phong trong óc thần niệm hơi động bùm bùm. Diệp thần phong hai bàn tay trong nháy mắt được cửu thiên huyền lôi thiên lôi chi lực cho bao trùm rồi, màu đỏ lôi điện lượn lở khi hắn hai bàn tay bên trên, quát lên, chúng ta trở lại. Diệp thần phong hai bàn tay tiếp tục nghênh đón quỷ hổ phi thủ trưởng, đang bị cửu thiên huyền lôi thiên lôi chi lực lượn lở sau. Diệp thần phong thủ trưởng mỗi một lần cùng quỷ hổ phi đụng vào. Quỷ hổ phi sắc mặt của hắn liền khó coi một phần, nguyên bản hắn về mặt sức mạnh trả hơn một chút, mà bây giờ cùng Diệp Thần Phong ẩn chứa thiên lôi chi lực thủ trưởng đụng vào, hắn cảm giác lực lượng của mình không phát huy ra được rồi. Hơn nữa bàn tay từng trận tê dại, còn tiếp tục như vậy hắn hai bàn tay yếu hoàn toàn mất đi chi giác rồi. Quỷ hổ phi hai bàn tay được thiên lôi chi lực tẩy lễ trở nên cháy đen một mảnh, từ trên bàn tay của hắn trả liều lĩnh từng tia một khói đen. Hắn biết tiếp tục như vậy bàn tay của chính mình liền muốn phế bỏ, dưới chân hắn bước chân vội vã nhanh chóng lùi về phía sau, bằng tốc độ nhanh nhất cách xa diệp thần phong mà diệp thần phong nhưng là nhanh chóng rút ra sau lưng dỉ xét loang lổ thanh vân kiếm trong cơ thể cấp ba hàn băng kiếm ý hơi động thanh vân kiếm trong nháy mắt được sương mù màu trắng bị đi vòng long tường cử thiên ba tiếng rồng gầm vang lên ba cái màu trắng cự long từ thanh vân kiếm bên trong ngưng tụ mà thành mãnh liệt hướng về quỷ hổ phi xung kích tới quỷ hổ phi thấy thế hắn không khỏi thay đổi sắc mặt trong miệng nói ra kiếm ý ngươi lại vẫn lĩnh ngộ kiếm ý quỷ hổ phi hai con cháy đen thủ trưởng nhanh chóng ở trong không khí phát họa trong cơ thể linh khí cũng không ngừng phun trào hai tay kết ấn linh khí ma vách tường tại quỷ hổ phi trước mặt màu đen khí thể lập tức lan tràn cùng ngưng tụ chỉ là trong nháy mắt màu đen khí thể liền ngưng tụ thành một bức tường thật dày vách tường oanh một tiếng ba cái màu trắng cự long trong nháy mắt hướng đánh vào quỷ hổ phi ngưng tụ mà thành dày nặng trên vách tường. Sang rác, sang rác, sang rác, ầm, uhm. màu đen dày nặng vách tường vỡ vụn, mà ba cái màu trắng cự long cũng đã biến mất, xem ra song phương sức mạnh vừa vặn triệt tiêu. Tại màu đen dày nặng vách tường vỡ vụn trong nháy mắt, quỷ hổ phi cũng không có nhiều lời nữa, hắn nắm tay phải nhanh chóng vung ra, hắn toàn bộ nắm tay phải lập tức được nồng nặc hắc khí cho bao phủ lại rồi từ nắm đấm phải của hắn bên trên tản ra nhất cổ kinh người sức mạnh kinh khủng, địa ngục long quyền. Một cái màu đen giữ tợn cự long ở trong không khí ngưng tụ, tấn mãnh hướng về phía Diệp Thần Phong đánh tới. Bao ơ muốn so long tường cửu thiên còn mạnh hơn thượng rất nhiều. Giữ tợn màu đen cự long xẹt qua mặt đất, trên mặt đất thực vật là trong nháy mắt hóa thành hư không, mặt đất cũng từng tấc từng tấc nứt toác. Quỷ hổ phi cười lạnh nói, tự coi như người lĩnh ngộ kiếm ý thì lại làm sao? Nếu như ta không đoán sai, của ngươi kiếm ý đã tới cấp 3, bất quá, ngươi nhất định chỉ có thể trở thành bại tướng dưới tay ta." Diệp Thần Phong khóe miệng hơi nhếch lên, trong miệng lãnh đạm nói, "Vậy cũng không hẳn." Diệp Thần Phong trong cơ thể thập giai bất khuất kiếm ý vận chuyển, thi triển thập giai bất khuất kiếm ý muốn so thi triển cấp 3 hàn băng kiếm ý chậm vỗ một cái, cho nên vừa nãy Diệp Thần Phong mới thi triển có thể rất nhanh nhanh ngưng tụ hàn băng kiếm ý. Diệp Thần Phong trong tròng mắt ánh kiếm lấp lánh, cả người giống như một thanh có thể phách khai thiên địa lợi kiếm, trong tay Thanh Vân kiếm cũng vi vi bắt đầu run rẩy, Thanh Vân kiếm vung ra, thập dài bất khuất kiếm ý. Thanh Vân kiếm lưới kiếm bên trên kiếm ý trong nháy mắt tăng mạnh, không khí bốn phía phảng phất đều tại được kiếm ý không ngừng phân cách. Tông sắc hào quang lóe lên, kiếm khí như cầu vồng, thế không thể đỡ. Bạch, một tiếng to lớn màu nâu kiếm khí trong nháy mắt đem giữ tợn màu đen cự long bổ làm hai, giữ tợn màu đen cự long lập tức biến mất tại trong không khí. Nhưng to lớn màu nâu kiếm khí vẫn không có biến mất. Vốn cho là Diệp Thần Phong nhất định không đón được hắn một chiêu này quỷ hổ phi, hắn trong con ngươi trong nháy mắt lấp đầy không thể tin tưởng, trong miệng nói lầm bầm mười, thập sai đại viên mãn kiếm ý. Không, không thể. Chính là như vậy một cái ngây người thời điểm, để quỷ hổ phi bỏ lỡ tránh thoát thời gian tốt nhất thân thể hắn chỉ có thể tận lực hướng về bên cạnh một bên bạch lại là một tiếng quỷ hổ phi tuy rằng tránh thoát một đòn chí mạng nhưng là của hắn toàn bộ cánh tay trái trong nháy mắt được kiếm khí cho bổ xuống tiên huyết nhất thời từ hắn chỗ gãy chân phun đi ra ah đau nhức để quỷ hổ phi trong cổ họng phát ra một tiếng hét thảm mà nơi xa nhìn xem chiến đấu tả phi bạch hắn kích động là cả người run rẩy. Hắn không nghĩ tới hắn lão tổ tông Diệp Thần Phong, càng nhưng đã lĩnh ngộ Đại Viên Mãn Kiếm Ý. Đây chính là Đại Viên Mãn Kiếm Ý a hát tại bây giờ địa huyền giới không có một người là lĩnh ngộ Đại Viên Mãn Kiếm Ý. Nhưng chính lúc Diệp Thần Phong chuẩn bị thừa thắng xông lên thời điểm, mất đi một cái cánh tay trái quỷ hổ phi, hắn ngửa mặt lên trời hét to một tiếng, hắn điên cuồng quát, người đáng chết, người tội đáng muôn chết, ta quỷ hổ phi phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Quỷ hổ phi phát điên giết gào, hai con mắt huyết hồng một mảnh, hắn từ bên hông kéo xuống một khối ngọc bài. Âm, um, một tiếng, quỷ hổ phi trong nháy mắt đem ngọc bài cho bóp nát rồi, miệng quát người đi chết đi cho ta. Tại ngọc bài được bóp nát trong nháy mắt, từ ngọc bài bên trong chảy ra một cổ lực lượng cường đại, một đạo cực lớn kiếm ảnh bóng dưng sản sinh, thật cao treo treo ở giữa không trung bên trong, mãnh liệt hướng về diệp thần phong bổ tới. Biến cố này phát sinh quá đột nhiên, cho tới Diệp Thần Phong vi vi sững sờ một chút, hắn rõ ràng cảm thấy được cái này một đạo cực lớn kiếm ảnh, căn bản không phải tạo hóa cảnh người có thể thi triển ra, cái này một đạo kiếm ảnh tối thiểu chẳng khác gì là luân hồi cảnh tam trọng thiên cường giả một đòn. Giữa không trung cực lớn kiếm ảnh đem Diệp Thần Phong cho hoàn toàn bao phủ lại rồi, bây giờ Diệp Thần Phong căn bản là muốn tránh cũng không được, không thể lui được nữa. Chương 1675, tình thế nguy cấp. Tái sinh biến cố. Được quỷ hổ phi bóp nát ngọc bài. Hắn trên ngọc bài được khắc họa ba loại điệp hợp trận pháp, này chính là phệ hồn tông lão tổ Ngũ Hồn Đông khắc họa đi lên. Ngũ Hồn Đông là ma đạo tông môn đệ nhất trận pháp đại sư, hắn lợi dụng trận pháp tại ngọc bài bên trong tổn trữ nhất cổ sức mạnh của hắn, đương nhiên Ngũ Hồn Đông là niết bàn cảnh cường giả đây. Hắn khắc họa trận pháp nhiều nhất chỉ có thể tồn chữ đến luân hồi cảnh tam trọng thiên sức mạnh, nếu như sức mạnh vượt qua lời nói, trận pháp cùng ngọc bài nhất định sẽ nổ tung. Này lợi dụng trận pháp tại ngọc bài bên trong tồn chữ sức mạnh phương thức, trong tình huống bình thường là phi thường khó mà làm được, đặc biệt là tồn chữ sức mạnh càng lớn, toàn bộ quá trình chỉ có thể do một người hoàn thành, từ khắc họa trận pháp đến truyền vào sức mạnh tại toàn bộ địa huyền giới trận pháp trình độ có thể cùng ngũ hồn đông so sánh người là hầu như không có. Cho dù như thế, ngũ hồn đông cũng chỉ chế tác thành công hai viên như vậy ngọc bài, phân biệt giao cho quỷ hổ phi cùng một gã khác vệ hồn tông đệ tử quỷ phàm thiên. Diệp thần phong do lão bạch cùng lão hắc chỉ điểm, hắn trận pháp trình độ đương nhiên là không cần hoài nghi, chỉ là loại này tại ngọc bài bên trong tổn chữ sức mạnh sự tình nhất định muốn do một người hoàn thành sức mạnh của hắn chứa đựng đến ngọc bài bên trong căn bản vô dụng, hắn lại không thể đủ đem tàng quang viễn cùng tiền vinh an sức mạnh tồn chữ đến ngọc bài bên trong. Chỉ thấy giữa không trung to lớn kiếm ảnh càng hàng càng thấp, mất đi một cái cánh tay trái quỷ hổ phi, tiên huyết liên tục từ hắn chỗ gãy chân chảy xuôi mà ra, nụ cười trên mặt hắn càng phát dữ tận rồi, có thể là tức giận trong lòng tâm tình đạt tới cực điểm, bộ mặt hắn cơ bắp phi vi, vi co quắp. Kèm theo to lớn kiếm ảnh hạ xuống, chung quanh đại thụ che trời trong nháy mắt được xoắn thành mảnh vỡ. Nhất cổ khổng lồ áp lực từ giữa không trung đột nhiên hạ xuống. Mặt đất lập tức trở nên chia năm xẻ bảy. Cầm trong tay thanh vân kiếm diệp thần phong, hắn trao mày. Hắn đã không có suy tính thời gian, trong cơ thể thập dài bất khuất kiếm ý lần thứ hai vung ra, kiếm khí như cầu vồng. Hướng về giữa không trung hạ xuống to lớn kiếm ảnh đánh tới nhưng này to lớn kiếm ảnh dù sao chẳng khác gì là luân hồi cảnh tam trọng thiên cường giả một đòn diệp thần phong thực lực chỉ có tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong hắn căn bản vô pháp đem thập giai bất khuất kiếm ý huy lực thực sự thúc phát ra màu nâu to lớn kiếm khí chỉ là để giữa không trung kiếm ảnh vi vi dừng lại một chút sau đó cái kia to lớn kiếm ảnh rơi xuống tốc độ trở nên càng tăng nhanh hơn rồi to lớn kiếm ảnh đem diệp thần phong trước sau trái phải đều bao phủ lại rồi Diệp Thần Phong trong gân mạch không ngừng khởi động linh khí dòng sông, tại xung quanh thân thể của hắn tạo thành một tầng linh khí bảo vệ. Đồng thời thân ảnh của hắn cũng không ngừng lùi về sau. Nhưng cho dù như thế, Diệp Thần Phong vẫn không có có thể lui ra to lớn kiếm ảnh bao phủ. Xoạt! Một tiếng! To lớn kiếm ảnh rơi xuống Diệp Thần Phong nơi ngực, linh khí bảo vệ trong nháy mắt tán loạn. Tiên huyết bão táp! Mắt thấy chính mình thân thể cũng bị chém thành hai khúc rồi, diệp thần phong đi phía trái chật vật một bên to lớn kiếm ảnh đưa hắn nửa bên trái thân thể hoàn toàn phá vỡ mà diệp thần phong cũng tránh thoát được chém thành hai khúc vận mệnh cực lớn kiếm ảnh biến mất diệp thần phong thân té lăn quay trên mặt đất diệp thần phong ngực vết thương khổng lồ cực kỳ khủng bố nửa bên trái thân thể cũng biến thành máu thịt be bét bộ ngực hắn xương toàn bộ đứt gãy thậm chí có thể nhìn thấy hắn nhúc nhích trái tim rồi Vận ra tả phi bạch thấy thế, sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng xanh một mảnh, thân ảnh của hắn hướng về Diệp Thần Phong lướt tới. Bất quá, mất đi một cái cánh tay trái quỷ hổ phi, hắn gión mũi chân, bóng người tốc biến, một trường trực tiếp đem tả phi bạch đánh bay ra ngoài. Làm cho tả phi bạch căn bản vô pháp từ dưới đất đứng lên rồi, chỉ có thể tại trong cổ họng khàn cả giọng hô, lão tổ tông. Quỷ hổ phi đơn giản giúp mình chỗ gãy chân cầm máu rồi. Hắn nhìn trên mặt đất thoi thóp một hơi diệp thần phong, nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng tàn nhẫn, hắn cắn răng giữ tợn quát lên, "Ta, ta muốn ăn ngươi trái tim, ta muốn ăn ngươi tỷ phổi." Thân thể nằm ở trên mặt đất diệp thần phong, trong cổ họng hắn khô giáo cực kỳ, trong đầu ý thức tại từng điểm từng điểm biến mất, trong cơ thể hắn trong nháy mắt đã vận hành lên thần huyết quyết, bây giờ hắn chỉ có thi triển thần huyết quyết bên trong là bất tử kim thân lúc trước Diệp Thần Phong thi triển bất tử kim thân tiêu hao thần huyết đã hoàn toàn khôi phục. Này bất tử kim thân là thông qua tiêu hao trong cơ thể thần huyết, đến khôi phục nhanh chóng thương thế một loại pháp môn, chỉ cần có một hơi tại, thông qua bất tử kim thân là có thể triệt để khép lại thương thế, đương nhiên tiêu hao thần huyết tại trong thời gian nhất định cũng sẽ khôi phục như cũ. Nếu như huyết dịch toàn thân đều biến thành thần máu, như vậy liền có thể liên tục thi triển 30 lần là bất tử kim thân. Mà bây giờ Diệp Thần Phong chỉ có thể liên tục thi triển 3 lần không chết kim thân. Diệp Thần Phong ở trong người không ngừng vận chuyển thần huyết quyết, đem trong cơ thể thần huyết hướng về toàn thân vết thương hội tụ, bất tử kim thân. Một tầng hào quang màu vàng óng trong nháy mắt đem Diệp Thần Phong cho bao phủ lại rồi, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới da thịt cũng hiện ra kim sắc quang mang nhàn nhạt, nhạt. Mà chính lúc lúc này, quỷ hổ phi cũng chậm bước đi tới Diệp Thần Phong trước mặt hắn nguyên bản cho rằng Diệp Thần Phong tại là kéo dài hơi tàn rồi, hắn dự định đem Diệp Thần Phong chậm rãi dằn vặt đến chết. Trước mắt nhìn thấy Diệp Thần Phong trên người được một tầng hào quang màu vàng cho bao phủ, hơn nữa vết thương trên người tại dùng một loại cực kỳ tốc độ khép lại, này làm cho quỷ hổ phi khiếp sợ trợn to hai mắt, hắn từ đến vẫn chưa từng nghe nói địa huyền giới có như vậy mạnh mẽ pháp môn đây. Chính lúc quỷ hổ phi ngây người thời khắc, hơi chút khôi phục có một ít thương thế Diệp Thần Phong, hắn tuy rằng chả không cách nào thi triển kiếm ý thế nhưng tối thiểu hắn có thể đủ vung động trong tay thanh vân kiếm rồi trong cơ thể hắn linh khí hướng về thanh vân kiếm tập trung tại quỷ hổ phi khiếp sợ thời khắc thanh vân kiếm hướng về quỷ hổ phi hai cái chân lao đi rồi tình hồn lại quỷ hổ phi vội vàng lùi về sau đáng tiếc đùi phải của hắn vẫn là đã chậm một bước bạch một tiếng đùi phải của hắn trong nháy mắt được thanh vân kiếm cho bổ xuống phù phù một tiếng, lại mất đi một cái chân phải quỷ hổ phi cũng trực tiếp té lăn quay trên mặt đất. Tại quỷ hổ phi chân phải được bổ xuống sau, diệp thần phong trên người hào quang màu vàng cũng chậm chậm biến mất rồi, hắn trên người vết thương toàn bộ khép lại, thậm chí ngay cả một đạo vết tích cũng không có để lại. Nơi xa ngã trên mặt đất tả phi bạch, trong lòng của hắn thở phào nhẹ nhóm, hắn này mới nhớ tới ban đầu ở âm minh tông thượng, Hắn lão tổ tông cũng từng dùng tới một chiêu này khôi phục thương thế kiểu như châu bò pháp môn. Cầm trong tay thanh Vân kiếm Diệp thần phong, hắn từ trên mặt đất đứng lên, hắn nhìn xem mất đi một cái cánh tay trái cùng một cái chân phải quỷ hổ phi, hắn nói ra, xem ra ngươi ăn không được trái tim của ta cùng tỳ phổi rồi. Ngã trên mặt đất quỷ hổ phi, trên mặt hắn che kín vết sẹo toàn bộ nhíu lại, mất đi cánh tay trái cùng chân phải đau đớn, cơ hồ khiến hắn muốn nổi điên hắn không thể nào tiếp thu được chính mình trở thành một phế nhân. Hắn trong con ngươi lộ ra một vệt do dự, tiếp lấy do dự lập tức biến thành kiên định. Hắn quát lên ta quỷ hổ phi không thể nào chết được tại ngươi loại tiểu nhân vật này trong tay. Quỷ hổ phi tay phải từ trong lòng lấy ra một chỉ to bằng bàn tay màu đỏ hạt tử, này chính là phệ hồn bò cạp mẫu. Trung, hình thể muốn so phổ thông phệ hồn bò cạp lớn hơn vô số lần, này mẫu trùng là dùng để sinh sôi nảy nở phổ thông phệ hồn bò cạp. Phệ hồn bò cạp mẫu, trùng bồi dưỡng muốn so phổ thông phệ hồn bò cạp khó hơn vài chục lần, này phệ hồn bò cạp mẫu. Trùng thân thể có thể lớn có thể nhỏ, có thể thu nhỏ lại thành to bằng móng tay, khả năng lớn lên đến thân thể của con người một kích cỡ tương đương. Quỷ hổ phi trong tay phệ hồn bò cạp mẫu, trùng, trong nháy mắt thu nhỏ lại đã đến to bằng móng tay, hắn trực tiếp đem phệ hồn bò cạp mẫu. Trùng nuốt vào trong bụng, cả người hắn thân thể bắt đầu không ngừng co quắp, mũi cùng trong miệng hô hấp cũng biến thành gấp gáp cực kỳ. Hóa thú Diệp thần phong mắt thấy tình huống có phần quỷ dị, chính lúc hắn muốn kết được quỷ hổ phi tính mạng lúc. Giang giác, giang giác, giang giác, quỷ hổ phi trên thân thể ra thịt bắt đầu từng tấc từng tấc băng liệt, bị hắn nuốt vào trong người phệ hồn bò cạp mẫu trùng đang không ngừng lớn lên. Từ quỷ hổ phi nước toát trong da đâm ra từng khối từng khối màu đỏ hạt tử xác. Rất nhanh, quỷ hổ phi thân thể toàn bộ được màu đỏ hạt tử xác bao trùm lại rồi, đồng thời đầu của hắn cũng bị hạt tử xác bao trùm rồi, chỉ lộ ra hai con mắt. Mà quỷ hổ phi còn sót lại một chân cùng một cánh tay cũng chính mình bóc ra rồi, tiên huyết không ngừng phun, sát theo đó từ tứ chi của hắn bên trong thoát ra phệ hồn bò cạp màu đỏ cái kìm cùng bàn chân nhỏ này quỷ hổ phi trong nháy mắt trở nên người không người, thú không thú được rồi, dáng dấp cực kỳ buồn nôn khủng bố. Từ trên người quỷ hổ phi tản ra nhất cổ sức mạnh cực kỳ khủng bố, hắn hai con lộ tại hạt tử xác phía ngoài con mắt hung ác nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Này làm cho Diệp Thần Phong tâm tình trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Chương 1676, ngàn cân treo sợi tóc. Long Nguyên bí cảnh, đen thùi rừng rậm chính giữa khu vực. Cc si si. Một tiếng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới được màu đỏ hạt tử sắc bao trùm lên quỷ hổ phi, hắn hai cái cánh tay địa phương biến thành hai con màu đỏ bò cặp kìm rồi, về phần hắn hai cái chân địa phương, phân biệt từ đó xông tới ba con hạt tử bàn chân nhỏ. Người không giống người, thú không giống thú quỷ hổ phi, hắn cứ như vậy thân thể hướng xuống nằm trên mặt đất, hắn dám. Cỗ thượng vị trí cũng đột nhiên tuôn ra một đoàn huyết hoa, một cái dài hơn một mét đuôi bò cạp, từ hắn dám. Cố thượng đâm xuyên ra ngoài, tại đuôi đỉnh chóp còn có một cái hàn khí bức người đuôi châm, này đuôi châm là nhưng là có bôi kịch độc. Hóa thú chính là phệ hồn tông một loại âm u bí thuật, thông qua cùng chính mình từ nhỏ bồi dưỡng phệ hồn bò cạp mẫu. Trùng dung hợp, biến thành một loại toàn bộ cơ thể sống mới, đây là phệ hồn tông độc hữu một loại pháp môn. Một khi thi triển hóa thú sau đó người sử dụng sẽ vĩnh viễn duy trì người như thế không người, thú không thú bộ dáng ý thức khả năng còn có thể không bị khống chế của mình, vĩnh viễn đắm chìm tại giết chóc cùng máu tanh bên trong. Coi như là phệ hồn tông đệ tử, bọn hắn không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, bọn hắn cũng sẽ không thi triển hóa thú, bất luận ai cũng sẽ không thích loại này buồn nôn hình thái. Chẳng trách vừa nãy quỷ hổ phi trong con người sẽ có vẻ do dự sinh ra, nằm trên mặt đất dùng hạt tử bàn chân nhỏ bò sát quỷ hổ phi, miệng của hắn vị trí cũng được màu đỏ bò cạp sắc bao trùm lại rồi, Bất quá, trong miệng của hắn vẫn có thể phát ra âm thanh, chỉ là âm thanh hiện ra phải vô cùng buồn bực, ta muốn đem ngươi từng khối từng khối xé nát, sau đó đem ngươi nuốt vào bụng bên trong. Quỷ hổ phi lộ ở bên ngoài trong đôi mắt che kín tơ máu, hắn cái kia hạt tử bàn chân nhỏ uốn lượn đạp đất. Thân thể của hắn trong nháy mắt lăng không bay lên, hai con màu đỏ cái kìm hướng về Diệp Thần Phong thân thể cắt bỏ đi, bóng người nhanh chóng đến gần Diệp Thần Phong. Hóa thú về sau Quỷ Hổ Phi, tốc độ của hắn trở nên càng tăng nhanh hơn rồi, chỉ thấy một tia ánh sáng đỏ ở trong không khí cực nhanh tránh qua. Giờ khắc này, Quỷ Hổ Phi bày ra tốc độ dĩ nhiên để Diệp Thần Phong có phần phản ứng không kịp, thân thể của hắn vi vi một bên, trong cơ thể thập dài bất khuất kiếm ý vận chuyển, trong tay Thanh Vân kiếm lần thứ hai vung ra. Kiếm ý tại Thanh Vân kiếm trên lưới kiếm tăng vọt, to lớn màu nâu kiếm khí ngưng tụ mà thành, bạch một tiếng to lớn màu nâu kiếm khí bổ vào quỷ hổ phi phía sau lưng bò cạp xác bên trên. Thân thể nơi giữa trời quỷ hổ phi, thân ảnh của hắn hơi dừng lại một chút. Âm. Um, một tiếng, tại thừa nhận lấy thập giai bất khuất kiếm ý sau đó quỷ hổ phi thân thể nặng nề té lăn quay trên mặt đất. Chỉ thấy quỷ hổ phi được thập giai bất khuất kiếm ý đánh trúng trên lưng. Tại màu đỏ bò cạp xác thượng chỉ xuất hiện một cái tỉ mỉ vết dạn nứt căn bản không có thương tổn được quỷ hổ phi thân thể. Này hóa thú về sau quỷ hổ phi, bao trùm lên toàn thân hắn màu đỏ bò cạp xác dĩ nhiên đã tới cứng rắn như thế trình độ. Điều này không khỏi làm Diệp Thần Phong chân mày nhíu càng gia tăng hơn rồi. Này thập giai bất khuất kiếm ý hiện nay xem như là Diệp Thần Phong lợi hại nhất chiêu thức. Thân thể ngã xuống đất thượng quỷ hổ phi, hắn hai bên hạt tử bàn chân nhỏ lần thứ hai uốn lượn đạp đất, hào quang màu đỏ chợt lóe lên, tốc độ của hắn trở nên nhanh hơn từ trên người quỷ hổ phi không ngừng tản ra nồng nặc lệ khí hắn cái kia trong hai con mắt là hoàn toàn che kín tơ máu từng cái từng cái tơ máu là dày đặc cực kỳ chợt nhìn qua phảng phất là hắn hai con ngươi tử yếu nổ tung bình thường hai con màu máu đỏ bò cặp kìm đột nhiên mà tới mắt thấy màu đỏ bò cặp kìm hướng về diệp thần phong hông của giữa cắt bỏ đi qua diệp thần phong dưới bàn chân linh khí nồng nặc hiện lên bóng người hướng về một bên tránh né mà đi. Nhưng cái hông của hắn vẫn bị màu đỏ bò cạp kìm cho lau đi rồi. Này màu đỏ bò cạp kìm cũng vô cùng sắc bén, Diệp Thần Phong bên hông quần áo trong nháy mắt được cắt ra. Bên hông hắn huyết nhục cũng bị rạch ra một lỗ hồng khổng lồ. Tiên huyết hô hố, từ Diệp Thần Phong bên hông trong vết thương chảy ra đến. Nhưng mà, quỷ hổ phi công kích trả không có đình chỉ, hắn cái kia đầu dài hơn một mét đuôi, đột nhiên hướng về Diệp Thần Phong vung đi qua, tốc độ là càng thêm sắp rồi. Diệp Thần Phong mới vừa vặn tránh thoát màu đỏ bò cạp kìm công kích, mắt thấy màu đỏ đuôi bò cạp cũng đã tới, hắn căn bản đến không kịp né tránh rồi, xem ra hắn vẫn là quá nhỏ xem ma đạo tông môn đệ tử thiên tài rồi, những thiên tài này đệ tử quả nhiên là có một ít thủ đoạn đặc thù. E sợ lấy bây giờ quỷ hổ phi tốc độ, tối thiểu có thể cùng tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cường giả so sánh rồi. CC. Si si. Một tiếng, màu đỏ đuôi bò cạp phá tan rồi Diệp Thần Phong linh khí bảo vệ, trong nháy mắt đâm vào Diệp Thần Phong phải dưới trách thân thể trong cơ thể, Diệp Thần Phong cả người được treo ở màu đỏ đuôi bò cạp bên trên. Này đuôi bò cạp đuôi châm bên trên là có chứa kịch độc, tại đuôi châm tiến vào Diệp Thần Phong trong cơ thể trong nháy mắt, mãnh liệt độc tố trong nháy mắt tại trong thân thể của hắn lan tràn ra. Cũng may, Diệp Thần Phong trong cơ thể thần huyết có thể bách độc bất xâm tại bên trong thân thể của hắn lan tràn ra độc tố chả không cách nào muốn tính mạng của hắn. Diệp thần phong đột nhiên đem hạt tử đuôi từ trong thân thể của mình rút ra, từ trên thân thể của hắn lập tức xuất hiện một cái chảy tiên huyết lỗ máu, hắn hiện tại hoàn mỹ đi kiêng kỵ đau đớn trên người rồi, cả người hắn nhảy tới quỷ hổ phi trên lưng. Nằm trên mặt đất quỷ hổ phi, hắn cảm giác được Diệp thần phong đứng ở hắn trên lưng sau đó cái đuôi của hắn không ngừng vung vẩy, nỗ lực muốn lần nữa đâm vào Diệp Thần Phong bên trong thân thể. Trong tay nắm chặt thanh vân kiếm Diệp Thần Phong, hắn đột nhiên tại quỷ hổ phi sau lưng thượng đứng vững, hắn không lại đi để ý tới đuôi bò cạp rồi. Xì xì, một tiếng, mặc cho đuôi bò cạp đâm vào phía sau lưng của hắn bên trong. Mà cùng lúc đó, Diệp Thần Phong trong cơ thể thập giai bất khuất kiếm ý lần thứ hai vận chuyển, lúc này hắn không có đem thập giai bất khuất kiếm ý thả ra ngoài, mà là không ngừng ở trong tay Thanh Vân Kiếm Thượng tập trung, chỉnh Thanh Thanh Vân Kiếm trong nháy mắt kiếm ý dâng trào, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát hồng thủy. Quỷ hổ phi phảng phất là cảm thấy nguy hiểm, hắn đâm vào Diệp Thần Phong phía sau lưng bên trong đuôi, muốn đem Diệp Thần Phong kéo cách trên thân thể của hắn. Nguyên bản Diệp Thần Phong là muốn đem Thanh Vân Kiếm hướng về quỷ hổ phi đầu đâm xuống, nhưng được màu đỏ đuôi bò cạp khẽ kéo độc, Diệp Thần Phong căn bản đâm không tới quỷ hổ phi đầu, hắn chỉ có thể đem Thanh Vân kiếm hướng về quỷ hổ phi sau lưng thượng đâm xuống. Diệp Thần Phong trong con ngươi là ánh kiếm lấp lánh, ngưng tụ tại Thanh Vân kiếm thượng thập dài bất khuất kiếm ý, muốn so thả ra cường hãn hơn một ít. Chi, Thanh Vân kiếm đâm vào quỷ hổ phi phía sau lưng bò cạp xác bên trên. Phát ra một trận thanh âm chói tai, có một chút hỏa quang từ mặt trên bắn ra. Diệp Thần Phong phảng phất cảm giác mình đâm vào một khối bền chắc không thể phá được bàn trên đá. Diệp thần phong kiên chỉ không bị màu đỏ đuôi bò cạp vẩy đi ra, trong cơ thể hắn thập dài bất khuất kiếm ý vận chuyển càng nhanh hơn nhanh rồi. Hai tay bỗng nhiên lần thứ hai dùng sức, trong cổ họng quát lên, phá. Phá cho ta, phá ra cho ta. Thanh vân kiếm trên mũi kiếm kiếm ý trở nên càng thêm sắc bén. Két, két, két. Một cái khe từ quỷ hổ phi phía sau lưng màu đỏ bò cạp sắc thượng hiện ra. Xì xì. Một tiếng, sát theo đó, chỉnh thanh thanh vân kiếm triệt để mà đâm vào quỷ hổ phi sau lưng bên trong chính lúc diệp thần phong muốn kéo động thanh vân kiếm triệt để đem quỷ hổ phi thân thể một phần vì hai thời điểm quỷ hổ phi thân thể bỗng nhiên uốn éo chuyển động cái đuôi của hắn vung vẩy cũng càng thêm lợi hại rồi bên trong thân thể thật khí thế bạo phát đã đến cực hạn ầm um, một tiếng diệp thần phong thân thể được tấn mãnh vang ra ngoài đụng vào một gốc đại thụ che trời bên trên trình khỏa đại thụ che trời lập tức gãy vỡ ngã xuống đất. Mà phía sau lưng thượng bị đâm vào thanh vân kiếm quỷ hổ phi, hắn đang bị diệp thần phong gây thương tích sau đó bên trong thân thể của hắn lệ khí nhảy lên tới đỉnh phong. Hắn hoàn toàn quên được đau đớn trên thân thể, bóng người nhanh chóng hướng về ngã trên mặt đất diệp thần phong lao đi, đem tốc độ của mình là phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Tại diệp thần vừa vặn muốn từ mặt đất thượng đứng lúc thức dậy, quỷ hổ phi đã đến trước người của hắn rồi bên trái một con bò cạp kìm trong nháy mắt đâm vào Diệp Thần Phong bên phải trong ngực. Hắn đem Diệp Thần Phong đột nhiên nhấc lên, trong cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết không chỗ chôn địa. Được bò cạp kìm đâm vào bên phải ngực, nhấc lên Diệp Thần Phong, hắn cũng vẫn có thể thi triển hai lần là bất tử kim thân, nhưng đối mặt này hóa thú đâu quỷ hổ phi, thập giai bất khuất kiếm ý cũng không cách nào đưa hắn xóa bỏ chính lúc Diệp Thần Phong yếu thi triển lần thứ hai bất tử kim thân thời điểm, quỷ hổ phi đâm vào Diệp Thần Phong bên phải ngực bò cạp kim. Hắn bò cạp kim chạm vào Diệp Thần Phong bên phải ngực tinh không chi thạch. Tinh không chi thạch chính là bầu trời trái tim. Tinh không chi thạch tại cảm giác được bị ngoại vật chạm vào sau đó nó nhanh chóng chính mình vận chuyển. Một đạo hào quang bảy màu từ Diệp Thần Phong bên phải ngực thấu đi ra. Tại hào quang bảy màu bên trong trả ẩn chứa một cỗ năng lượng ba động khủng bố. Đâm vào diệp thần phong bên phải ngực bò cạp kìm được hào quang bảy màu bao phủ sau. Âm, um, âm, um, âm. Um. Toàn bộ bò cạp kìm trong nháy mắt bạo liệt ra, chỉ là một cái chớp mắt thời gian, bò cạp kìm liền ở trong không khí biến thành huyết vụ. Hào quang bảy màu cũng không có đình chỉ, trong nháy mắt đem quỷ hổ phi cho bao phủ lại rồi, được hào quang bảy màu bao phủ quỷ hổ phi. Hào quang bảy màu trong nháy mắt thẩm thấu tiến vào hắn màu đỏ bò cạp sắc bên trong. A hát quỷ hổ phi đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, trong cổ họng hắn quát khàn cả giọng, không, 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 ngươi không thể làm như vậy, ta hóa thú sau như nào đây sẽ chết trong tay ngươi thường. Âm, uhm, âm, uhm, âm, uhm. từ quỷ hổ phi màu đỏ bò cạp xác bên trong cũng truyền ra từng tiếng nổ tung, quỷ hổ phi bò cạp xác bên dưới huyết nhục trong nháy mắt biến thành một vũng máu. Tại trước khi chết, quỷ hổ phi mới nhận thức được Diệp Thần Phong đáng sợ, Hắn vốn cho là dựa vào phệ hồn bò cạp có thể làm cho Diệp Thần Phong biến thành khôi lỗi của hắn, nhưng là Diệp Thần Phong lại thần bí giết chết hắn phệ hồn bò cạp. Tiếp lấy hắn lại dùng vì không dựa vào phệ hồn bò cạp, lấy chính hắn thực lực có thể chiến thắng Diệp Thần Phong, nhưng Diệp Thần Phong lại thi triển ra thập giai bất khuất kiếm ý, đưa hắn một cánh tay trong nháy mắt bổ xuống. Sau đó quỷ hổ phi lại bóp nát lão tổ tông chuẩn bị cho hắn ngọc bài, lấy ngọc bài bên trong luân hồi cảnh cường giả một đòn hắn cho rằng lần này Diệp Thần Phong là chắc chắn phải chết rồi, nhưng Diệp Thần Phong lần nữa như kỳ tích thi triển một loại khôi phục thương thế pháp môn, còn đem một cái chân của hắn cho bổ xuống. Tại không có lựa chọn nào khác dưới, quỷ hổ Phi dứt khoát quyết định thi triển Phệ hồn tông bí thuật hóa thú, tại hóa thú sau đó hắn cho là mình có thể nhẹ nhõm đem Diệp Thần Phong giải quyết, liền ở vừa vặn hắn đem bò cặp kìm đâm vào Diệp Thần Phong bên phải ngực thời điểm, hắn trả thì cho là như vậy. Nhưng một giây sau Tình huống lại xảy ra biến hóa nghiêng trời, từ Diệp Thần Phong ngược tản ra một đạo hào quang bảy màu, cuối cùng hắn không giải thích được đã bị chết ở tại đạo này hào quang bảy màu dưới, này làm cho quỷ hổ phi là hoàn toàn chết không nhắm mắt. Mà Diệp Thần Phong chẳng khác gì là ngàn cân treo sợi tóc rồi. Diệp Thần Phong hiện tại biết chính đạo tông môn cùng ma đạo tông môn đệ tử thiên tài, bọn hắn sức chiến đấu yếu rất xa vượt qua bọn hắn ở bề ngoài cấp độ thực lực quan trọng nhất là những thiên tài này đệ tử khẳng định đều nắm giữ một ít bí thuật. chương 1677, liên tiếp không ngừng khiếp sợ. Xa xa tả phi bạch đã sớm là nhìn trợn mắt hốc mồm rồi, thậm chí hắn căn bản không kịp từ trong khiếp sợ phản ứng lại. Diệp thần phong cùng quỷ hổ phi hai người này đều là lá bài tẩy tầng tầng lớp lớp. Cuộc chiến đấu này thực sự quá kinh tâm động phách rồi, cho tới bây giờ tả phi bạch nhịp tim vẫn còn ra tốc trạng thái ngã trên mặt đất tả phi bạch trong lòng của hắn là nặng nề thở ra một hơi đang uống đan dược chữa thương sau thương thế trên người hắn khôi phục một ít tối thiểu có thể đứng thẳng lên đi lại mà diệp thần phong trên người đã sớm vết thương chồng chất được rồi dùng phổ thông chữa thương đan dược căn bản vô pháp trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thương thế rồi hắn chỉ có thể lại triển khai một lần bất tử kim thân khụ khụ diệp thần phong hầu lung bên trong ho khan hai tiếng máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra ngoài, trong tay hắn một lần nữa nắm lên thanh vân kiếm, lợi dụng thanh vân kiếm chống đỡ lấy chính mình ngồi dậy. Một bên quỷ hổ phi cái kia màu đỏ hạt tử sắc an tĩnh nằm trên mặt đất thượng. Tại quỷ hổ phi sau khi chết, tả phi bạch trên người phệ hồn khôi lỗi thuật trong nháy mắt được phá giải. Hắn đi tới diệp thần phong bên cạnh, hỏi lão tổ tông, ngài không có sao chứ? Ừm, um, người đứng ở một bên đi thôi, ta trước tiên chữa thương. Diệp Thần Phong trong thân thể bắt đầu từ từ đã vận hành lên thần huyết quyết. Chính lúc thần huyết quyết vận chuyển lên thời điểm, một trận trại lung dẫn dẫn thanh âm từ phía trước trong bụi rậm truyền tới. Rất nhanh, kiếm vũ sơn trang giang ngọc đường cùng cổ trí quảng, tinh vân tông thạch thiên an hòa lưu nguyên thạch, thiên âm môn thiệu được liền xuất hiện, về phần thiên âm môn du thủy giao cùng Lý Nguyệt Sương trả ở phía sau đây. Du thủy giao trong thân thể linh khí vẫn không có hoàn toàn khôi phục, cho nên tốc độ của nàng muốn so Giang Ngọc Đường đám người chậm hơn một ít. Trải qua một phen do dự sau đó Giang Ngọc Đường các loại người vẫn là có ý định tiến vào bên trong vùng rừng rậm cùng quỷ hổ phi một trận chiến cao thấp. Liên ở vừa nãy thiệu được đám người cũng cảm giác được trên người mình phệ hồn khôi lỗi thuật mở ra, nguyên bản bọn hắn cho rằng Diệp Thần Phong hoặc là đã bị chết, hoặc là cũng chúng phệ hồn khôi lỗi thuật, nhưng hôm nay bọn hắn biến hóa trên người, này không liền nói rõ Diệp Thần Phong chiến thắng quỷ hổ phi sao? Điều này sao có thể? Quỷ hổ phi nhưng là ma đạo tông môn thiên tài, một thân thực lực lại tại tạo hóa cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, này làm cho Giang Ngọc Đường đám người càng phải đến tìm tòi hư thực rồi. Làm Giang Ngọc Đường cùng Thạch Thiên Ninh đám người từ trong bụi rậm đi ra, bọn hắn nhìn thấy vết thương chẳng chịt Diệp Thần Phong sau bọn hắn không khỏi hơi sướng sờ, mà trên mặt đất một cái hạt tử xác bọn hắn cũng sẽ không liên tưởng đến này chính là quỷ hổ phi thi thể tại hơi sững sờ sau đó giang ngọc đường cùng thạch thiên ninh bọn người tỉnh táo lại bọn hắn có thể khẳng định nơi này vừa vặn xảy ra một trận chiến đấu nhưng là bọn hắn tuyệt đối không tin diệp thần phong có thể chiến thắng quỷ hổ phi trong này nhất định là chuyện gì xảy ra bất ngờ dù sao diệp thần phong mới chỉ là tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong thực lực giang ngọc đường thấy diệp thần phong nửa chết nửa sống dáng dấp hắn đã mất đi động thủ hứng thú hắn đối với kiếm vũ sơn trang đệ tử cổ trí quảng, nói ra, người đem tiểu tạp chủng kia thủ chân chặt đi xuống, ta không thể để hắn chết thoải mái như vậy rồi. Thạch Thiên Ninh cũng đúng tinh vân tông đệ tử Lưu Nguyên Thạch, nói ra, người cũng cùng một chỗ động thủ, ta muốn để này tiểu giác rưởi từ từ cho chúng ta dập đầu, muốn cho hắn một mực dập đầu đến chết đến. Tạo hóa cảnh tứ trọng thiên trung kỳ cổ trí quảng cùng tạo hóa cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ lưu nguyên thạch, hai người bọn họ trong tay nhất thời nhiều hơn một thanh trường kiếm lưu nguyên thạch so với cổ trí quảng động thủ trước. Thân ảnh của hắn hướng về Diệp Thần Phong lao đi rồi, cổ trí quảng sau đó đi sát lưu nguyên thạch phía sau, xem ra bọn hắn căn bản không có thanh tả phi bạch để ở trong mắt. Về phần một bên thiên âm môn thiệu đực, khóe miệng hắn tàn nhẫn cười nói, cũng tính ta một người tiểu tử này lại dám nhẹ, mỏng tông chủ của chúng ta ta cũng yếu chém đứt hắn một cánh tay đã tới đã nghiền. Trong khi nói chuyện, thiệu đực cũng hướng về Diệp Thần Phong lao đi rồi. Tả Phi Bạch là kiên quyết không rời đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh, mà khi Lưu Nguyên Thạch, cổ trí quảng cùng thiệu đực dồn dập động thủ thời điểm, thiên âm môn du thủy giao cùng Lý Nguyệt Sương mới thoáng đến chậm một ít. Thiên âm môn thiên tài du thủy giao. Người đang nhìn đến trước mắt tình cảnh này sau người lập tức khẽ kêu nói các người đang làm gì. Lập tức dừng tay cho ta. Giang Ngọc Đường nỡ nụ cười nói ra, yên tâm, bọn hắn sẽ không giết tiểu tạp chủng kia, bọn hắn chỉ biết thanh tiểu tạp chủng kia thủ chân cho chặt đi xuống, này không phải là các ngươi thiên âm môn người cũng tham gia ma. Dù thủy giao có chút sắc mặt tái nhợt là càng ngày càng khó coi rồi, người đã tới không kịp chạy tới ngăn ở diệp thần phong thân liều mạc, người hướng về phía thiệu đực quát lên, thiệu đực, người lập tức ngăn bọn hắn lại cho ta hai cái người hay là chúng ta thiên âm môn đệ tử sao trong tay đồng dạng nắm lấy một thanh kiếm thiệu được dưới chân hắn bước chân cũng không có dừng lại đến, hắn hồi đáp, du thủy giao sư muội tiểu tử này nhẹ, mỏng tông chủ của chúng ta, ta chỉ là chặt bỏ hắn một cánh tay, ta nghĩ đây không quá mức chứ. Thiên âm môn tông chủ Tô Băng Vân chính là đông đảo nam đệ tử trong lòng ái mộ đối tượng, này thiệu được trong lòng đối diệp thần phong hận ý chính là như vậy không hiểu ra sao, khả năng này xuất phát từ một loại đố kỵ đi. Còn nữa, nếu như thiệu đực có thể từ long nguyên bí cảnh rời đi, như vậy hắn sắp trở thành tiềm lực vô hạn người, đến lúc đó thiên âm môn có ai sẽ vì diệp thần phong người ngoài này theo đuổi cứu trách nhiệm của hắn. Nghĩ đến chỗ này, thiệu đực trên mặt biểu lộ là càng thêm không chút kiêng kỵ. Dù thủy giao nghe được thiệu đực lời nói sau, nàng chọc tức ngược là kịch liệt phập phồng, đứng ở người bên cạnh Lý Nguyệt Sương, người cũng nói, thủy giao sư tỷ thiệu sư huynh nói không sai, tiểu tử này là hẳn là muốn chiếm được một chút giáo huấn. Này Lý Nguyệt Sương là yêu mộ thiệu đực, chém đứt Diệp Thần Phong một cánh tay, cái này gọi là giáo huấn. Đây rõ ràng là muốn đem Diệp Thần Phong hướng về tử lộ thượng bức, nhất là bây giờ thiệu đực lại vẫn cùng mặt khác hai đại tông môn người liên thủ. Mà một bên Giang Ngọc Đường cùng Thạch Thiên Ninh, trên mặt bọn họ hiện lên như có như không ý cười, bọn hắn ung dung tự tại nhìn xem phía trước mặt trận này trò hay tạo hóa cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ lưu nguyên thạch, hắn người đầu tiên động thủ, cho nên hắn trước tiên tới gần Diệp Thần Phong. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh tả phi bạch, hắn mặc dù biết chính mình lão tổ tông tuyệt đối có biện pháp ứng phó, nhưng hắn vẫn là không muốn rời đi nửa bước, hắn chuẩn bị bất cứ lúc nào nghênh địch. Lưu Nguyên Thạch trên mặt hiện lên khinh thường, dưới cái nhìn của hắn bây giờ Diệp Thần Phong, hắn chuyển tay ngón tay là có thể nắm chết rồi, mà lúc này, xa xa du thủy dao cũng rơi vào áy náy cùng tự trách bên trong, xem ra người hầu như có thể khẳng định Diệp Thần Phong thủ chân toàn bộ cũng bị chặt đi xuống kết quả. Mà Diệp Thần Phong trên người lại đột nhiên bao phủ một tầng hào quang màu vàng óng, theo hào quang màu vàng bao phủ, Diệp Thần Phong vết thương trên người đang nhanh chóng khép lại, hắn thi triển lần thứ hai là bất tử kim thân. Biến cố bất thình lình để sông lên đầu tiên cái lưu nguyên thạch hơi sững sờ. Về phần xa xa du thủy giao, giang ngọc đường cùng thạch thiên ninh đám người bọn hắn trong con người thoáng hiện bất khả tư nghị ánh sáng điều này sao có thể đây là cái gì bí thuật lại có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế tại toàn bộ địa huyền giới đều giống như không có bực này cường hãn bí thuật a à. ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất diệp thần phong hắn phải cầm trong tay thanh vân kiếm hắn trong nháy mắt từ trên mặt đất đứng lên khóe miệng đối với lưu nguyên thạch nứt ra một đạo nụ cười Giờ khắc này, thương thế trên người hắn là hoàn toàn khôi phục. Lưu Nguyên Thạch cũng hơi chút lăng thần một cái, hắn biết hiện tại không phải là dừng lại thời điểm, trên người Thật Khí Thế thôi phát đã đến cực hạn, khẩu bên trong quát lên, cho dù thương thế của ngươi khôi phục thì đã có sao. Nhưng mà, tại Lưu Nguyên Thạch vừa dứt lời thời khắc, Diệp Thần Phong thân ảnh liền chuyển động, Lưu Nguyên Thạch thậm chí căn bản phản ứng không kịp nữa, trong con mắt hắn Diệp Thần Phong mặt trong nháy mắt phóng to chỉ thấy Diệp Thần Phong đã tới gần Lưu Nguyên Thạch, bàn tay phải vỗ vào Lưu Nguyên Thạch ngực. Một trường này cũng không hề dùng sức, cho tới Lưu Nguyên Thạch cho rằng Diệp Thần Phong chỉ có ngần ấy sức mạnh. Hắn khinh thường nói, lẽ nào đây chính là của ngươi thực lực sao? Ngươi chính là một cái rác rưởi mà thôi, đi chết đi. Lưu Nguyên Thạch kiếm trong tay hướng về Diệp Thần Phong cánh tay trái bổ xuống. Mà Diệp Thần Phong lại lãnh đạm nói, ồ, thật sao, Diệp thần phong chống đỡ tại lưu nguyên thạch ngực trong bàn tay trong nháy mắt xuất hiện một đóa ngọn lửa màu xanh sấm, ngọn lửa màu xanh sấm chui vào lưu nguyên thạch trong thân thể. Bây giờ thanh viêm có thể đốt cháy chết tạo hóa cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ cao thủ rồi. Tại thanh viêm bừa bãi tàn phá dưới, lưu nguyên thạch trong thân thể ngũ tạng lục phủ chậm rãi toàn bộ được đốt cháy sạch sẽ, hắn thật cá nhân động tác hoàn toàn cứng ngắc ở. Đợi đến diệp thần phong thủ trưởng thu hồi, thanh viêm cũng đã trở về bên trong đan điền của hắn rồi ở đây ai cũng không có thấy thanh viêm tồn tại ầm um, một tiếng tại diệp thần phong thu hồi thủ trưởng trong nháy mắt lưu nguyên thạch thân thể trong nháy mắt ở trong không khí biến thành một trận huyết vụ. trong chấp nhoáng này để xa xa du thủy giao cùng giang ngọc đường đám người trợn to hai mắt nhưng là diệp thần phong công kích trả không có đình chỉ hắn ánh mắt nhìn về phía sông vào cái thứ hai cổ trí quảng trong thân thể cấp ba hàn băng kiếm ý hơi động thanh vân kiếm vung ra, long tường cửu thiên. Cổ trí quảng cả người run lên một cái, ba cái màu trắng cự long ngưng tụ mà thành, đột nhiên hướng về cổ trí quảng xung kích tới. Xa xa kiếm vũ sơn trang giang ngọc đường, hắn cực kỳ khiếp sợ bật thốt lên cấp ba kiếm ý. Này, cái này không thể nào. Diệp thần phong cho người ở chỗ này mang tới xung kích là từng cơn sóng liên tiếp. Trường 1678, không chút nào nương tay lần thứ hai khiếp sợ. Tại Giang ngọc đường khiếp sợ bật thốt lên thời điểm, ba cái màu trắng cự long đã xung kích đã đến cổ trí quảng trước người, này cổ trí rộng đích thực lực tải tạo hóa cảnh tứ trọng thiên trung kỳ. Đối mặt với mãnh liệt mà tới ba cái màu trắng cự long, lại tăng thêm vừa vặn lưu nguyên thạch quỷ dị biến thành huyết vụ, trong lòng của hắn đã là sợ hãi cùng sợ hãi, trong đầu hắn là dừng lại hai giây đồng hồ khoảng chừng Chính là cái này hai giây đồng hồ, đợi được cổ trí quảng lần thứ hai tỉnh hồn lại thời điểm hắn đã tới không kịp thi triển chiến kỹ ngăn cản hắn chỉ có thể tại quanh thân tạo thành một tầng linh khí bảo vệ oanh một tiếng ba cái màu trắng cự long một mạch hướng đánh vào cổ trí quảng trên người quanh người hắn linh khí bảo vệ bị xung kích lập tức tán loạn rồi ba cái trắng xác cự long không ngừng tứ ngược cổ trí rộng đích thân thể hắn căn bản vô lực đi ngăn cản dù sao cổ trí quảng không phải là đứng đầu thiên tài hắn hẳn là sẽ không bất kỳ bí thuật màu trắng cự long bên trong hàn băng kiếm ý bao quanh cổ trí quảng trong cổ họng hắn phát ra từng tiếng thống khổ kêu thảm thiết trên người hắn không ngừng có vết thương sâu tới xương sản sinh đợi đến màu trắng cự long biến mất cổ trí quảng đã ngã xuống trên mặt đất hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới da thịt không có một tấc là hoàn hảo rồi tuy rằng chả hắn không có hoàn toàn chết nhưng trong lỗ mũi của hắn chỉ còn dư lại như có như không hít thở diệp thần phong đi tới cổ trí rộng đích bên cạnh một cước hướng về cổ trí rộng đích đầu đạp một cái nơi xa kiếm vũ sơn trang giang ngọc đường hắn nhìn thấy môn hạ đệ tử yếu bị giết chết rồi hắn cũng không kịp động thủ hắn chỉ có thể quát lên thằng con hoang ngươi dám diệp thần phong hoàn toàn không để ý đến giang ngọc đường ý tứ dĩ nhiên muốn đem tứ chi của hắn chặt đi xuống như vậy liền tất cần phải trả giá chết một cái giá lớn theo diệp thần phong chân càng đến gần càng gần, nằm trên đất không cách nào nhúc nhích cổ trí quảng ánh mắt là càng chừng càng lớn, hắn hiện tại trong lòng mặt hối hận a hát. Hắn hối hận không nên nhẹ như vậy địch, nếu như hắn đã làm xong tử chiến chuẩn bị. Hắn cũng sẽ không bị diệp thần phong cho một chiêu miểu sát. ầm um, một tiếng, cuối cùng cổ trí rộng đích đầu vẫn là dường như dưa hấu bình thường nổ tung rồi. Tại đem cổ trí quảng giải quyết xong, sau đó Diệp Thần Phong ánh mắt vừa nhìn về phía sông vào cái thứ ba Thiệu được. Giờ phút này Thiệu đực đã sớm là đứng ngây ra ngay tại chỗ, hắn trong con người thoáng hiện sợ hãi, tuy rằng hắn đoán được quỷ hổ phi chết đi, hẳn là cùng Diệp Thần Phong có phần liên quan, nhưng hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Thần Phong sức chiến đấu thật không ngờ cường hãn. Hơn nữa nguyên bản thoi thóp một hơi Diệp Thần Phong, lại có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế trên người từ trên người Diệp Thần Phong để lộ ra các loại thần bí. Thiệu được một lần lại một lần chọc Diệp Thần Phong, này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng là cực kỳ không sảng khoái, trong cơ thể hắn cấp ba hàn băng kiếm ý lần thứ hai ngưng tụ. Thanh vân kiếm vung ra, long tường cửu thiên. Ba cái màu trắng cự long hướng về thiệu đực xung kích tới. Thiệu đực thực lực cũng đang tạo hóa cảnh tứ trọng thiên trung kỳ, hắn ngược lại là có chuẩn bị qua, trong cơ thể hắn linh khí cuồng dâng lên, nắm tay phải bỗng nhiên vung ra quyền phá sơn hà. Một đạo cự đại quyền ảnh bỗng dưng ngưng tụ, kèm theo ba cái màu trắng cự long xung kích, to lớn quyền ảnh biến mất rồi. Ba cái màu trắng cự long sức mạnh cũng giảm bớt không ít, tại thừa nhận lấy yếu bớt sau ba cái màu trắng cự long, thiệu đực trên người tuy rằng cũng che kín từng đạo vết thương, nhưng hắn tối thiểu vẫn không có ngã xuống đất, còn có một chút sức phản kháng đây. Chính là bỏ đá xuống giếng. Đang sử dụng suốt long tường cửu thiên thời điểm, Diệp Thần Phong thân ảnh đã hướng về thiệu đực lao đi rồi. Tại ba cái màu trắng cự long biến mất trong nháy mắt, còn không có đợi thiệu đực tới kịp thở một hơi. Diệp Thần Phong thân ảnh đột nhiên mà tới, trong biển ý thức của hắn thần niệm hơi động, bùm bùm. Hai bàn tay trong nháy mắt được màu đỏ cửu thiên huyền lôi cho bao trùm rồi, tại thiệu đực trả chưa kịp phản ứng thời khắc. Hắn hai bàn tay mãnh liệt vô cùng vỗ vào thiệu đực trên ngực, răng rác, rác, rác. Tiếng xương gãy nhất thời vang lên, thiệu đực ngực trở nên cháy đen một mảnh. Sau đó, Diệp Thần Phong lại đè xuống thiệu đực đầu, hắn đem thiệu đực chỉnh cái thân thể của con người đặt tại trên mặt đất. Thiệu đực trên đầu tóc toàn bộ được thiên lôi cho biến thành hư ảo, chỉnh cái đầu cũng hiện ra cháy đen sắc. Diệp Thần Phong một cước giẫm tại thiệu đực phía bên trên đầu, không có đem thiệu đực đầu lập tức giẫm nát tan, miệng quát, ngươi không phải là gặp ta không sảng khoái sao? Ngươi không phải là nói ta nhẹ, mỏng tông chủ của các ngươi sao? Ngươi bây giờ cho ta kêu nữa dầm dĩ một cái thử xem. Ngươi thực sự là đủ phạm, tiện, ta và các ngươi tông chủ ở giữa đổ ước ăn thua gì tới ngươi? Đầu được Diệp Thần Phong đạp lên thiệu đực, hắn biết mình hơi có phản kháng. Đầu của hắn cũng sẽ bị Diệp Thần Phong cho dẫm nát tan. Cảm thụ ngực cùng đầu kịch liệt đau đớn, Thiệu đực là thật sự sợ hãi, thật sự sợ hãi, hắn hiện tại hối hận tại sao phải chọc Diệp Thần Phong như vậy sát tinh. Vì trong lòng một điểm đố kỵ, cái này thật sự là quá uổng phí rồi. Thiệu đực trong miệng hàm hàm hồ hồ cầu xin tha thứ, thật vất vả mới tiến vào Long Nguyên bí cảnh, hắn đương nhiên vẫn là muốn từ Long Nguyên trong bí cảnh đi ra, cho dù thả xuống tự tôn cầu xin tha thứ thì lại làm sao. Hiểu lầm, tất cả những thứ này đều là hiểu lầm A-Hát chúng ta thiên âm môn cùng ngươi là minh hiếu, lẽ nào ngươi đã quên sao? Diệp thần phong cười lạnh nói, hiện tại biết chúng ta là đồng minh. Hiện tại biết cầu tha. Xa xa du thủy giao người cũng không hề mở miệng, dù sao cũng là thiệu yu chi thẳng nhầm vào diệp thần phong, nhưng thiệu được dù sao cũng là thiên âm môn đệ tử, người vẫn là không muốn thiệu được chết. Về phần người bên cạnh Lý Nguyệt Sương, người chả hoàn toàn không nhìn ra tình thế, người quát lên lập tức thả ra thiệu sư huynh ngươi lẽ nào muốn cùng chúng ta thiên âm môn đối nghịch sao diệp thần phong trên mặt cười gần càng phát nồng nặc lấy tâm tính của hắn hắn thì lại làm sao sẽ bỏ qua cho thiệu đực hắn lãnh đạm nói được rồi xem ở ngươi như con chó như thế cầu xin tha thứ phân thượng như vậy ta liền tha cho ngươi một mạng thiệu đực trong con ngươi tránh qua một vệt vẻ âm tàn bất quá bị hắn che giấu vô cùng tốt hắn biết chỉ yếu có thể sống sót, hắn nhất định có thể trả thù, hắn hiện tại trong lòng mặt thậm chí cho rằng Diệp Thần Phong chính là một kẻ ngu ngốc. Nhưng mà, chính lúc thiệu được còn tại tính toán thời điểm, Diệp Thần Phong trong tay Thanh Vân Kiếm lần thứ hai vung ra. Xì xì, xì xì, xì xì, Bốn tiếng, thiệu được cánh tay cùng bắp đùi trong nháy mắt cùng thân thể của mình chia lìa. Diệp Thần Phong bình thản nói ra, Người đã muốn chặt bỏ tứ chi của ta như vậy ta chặt bỏ tứ chi của ngươi, đây làm công bằng chứ. Hiện tại ngươi có thể tiếp tục sống tiếp rồi. A à hát, thiệu đực trong cổ họng phát ra khàn cả giọng thống khổ tiếng hô, hai tay cùng hai chân mất đi. Này cùng chết rồi khác nhau ở chỗ nào, này thậm chí so với chết càng thêm thống khổ, mất đi hai tay cùng hai chân, thiệu đực khẳng định không cách nào rời đi long nguyên bí cảnh rồi. Dù thủy giao lông mày chỉ hơi hơi vừa nhíu, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, mà Lý Nguyệt Sương nhưng là triệt để phẫn nộ rồi, người quát lên, ngươi, ngươi dĩ nhiên chặt bỏ thiệu sư huynh tứ chi. Ngươi, ngươi xong đời, ngươi nhất định phải chết. Này Lý Nguyệt Sương ăn khớp vẫn đúng là đủ kỳ hoa. Lẽ nào chỉ cho phép thiệu được chặt bỏ diệp thần phong tứ chi? Không cho phép diệp thần phong chặt bỏ thiệu được tứ chi. Diệp thần phong liên tiếp giải quyết xong lưu nguyên thạch cùng cổ trí quảng, càng làm thiệu được biến thành hoàn toàn phế nhân, này đủ để chứng minh Diệp Thần Phong sức chiến đấu rồi. Dù thủy giao bọn người trong nội tâm đều nổi lên ngập trời sóng lớn. Dù sao Diệp Thần Phong mới tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, sức chiến đấu cỡ này thật sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc, đặc biệt là Diệp Thần Phong trả lĩnh ngộ cấp 3 kiếm ý. Kiếm Vũ Sơn trang giang ngọc đường, hắn khuôn mặt âm trầm. Hắn quát lên, cấp 3 kiếm ý, hơn nữa còn dung hợp chiến kỹ. Thiên phú của ngươi thật là không tệ, tại toàn bộ địa huyền giới, như người ta cũng như thế tuổi tác, e sợ lĩnh ngộ cấp 3 kiếm ý chỉ có hai người chúng ta rồi. Ta nghĩ quỷ hổ phi sở dĩ sẽ chết trong tay ngươi thượng, hắn nhất định là khinh thị thực lực của ngươi, còn ngươi nữa có khắc chế phệ hồn khôi lỗi thuật phương pháp xử lý, hắn mới sẽ khinh thường chết ở trong tay ngươi. Nếu như Giang Ngọc Đường biết quỷ hổ phi có kia khối bằng với luân hồi cảnh cường giả một đòn ngọc bài, nếu như hắn biết quỷ hổ phi còn có thể hóa thú bực này bí thuật, chỉ sợ hắn liền tuyệt đối sẽ không cho rằng quỷ hổ phi là xuất phát từ chủ quan mới chết ở Diệp Thần Phong trong tay rồi. Giang Ngọc Đường cầm trong tay một cái thượng phẩm linh khí bảo kiếm. Hắn cười lạnh nói, ta cũng đến cho ngươi mở mang của ta cấp 3 kiếm ý, thực lực của ta mạnh hơn ngươi. Ta có thể đem cấp 3 kiếm ý power thôi phát càng thêm triệt đề. Giang Ngọc Đường lĩnh ngộ chính là phong chi kiếm ý. Trong cơ thể hắn phong chi kiếm ý hơi động, trên kiếm của hắn trong nháy mắt được một tầng tấn mãnh gió cho bao trùm rồi, bao vây lấy thân kiếm hiểu rõ cơn lốc tại càng ngày càng mãnh liệt, Giang Ngọc Đường chung quanh là kiếm khí phân tán. Một bên Thạch Thiên thả gặp Giang Ngọc Đường trực tiếp thi triển cấp 3 phong chi kiếm ý, hắn cũng không có chuẩn bị động thủ. Mà dù Thủy Giao vẫn không khỏi nhắc nhở, Diệp Thần Phong, người trước né tránh, người cấp 3 kiếm ý không chống đỡ được Giang Ngọc Đường cấp 3 kiếm ý. Lý Nguyệt Sương cùng biến, thành, nhân côn thiệu đực, bọn hắn đều hung ác nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, bọn hắn hy vọng nhất nhìn đến là Diệp Thần Phong chết ở Giang Ngọc Đường cấp 3 phong chi kiếm ý bên dưới. Giang Ngọc Đường kiếm trong tay vung chuyển động, chung quanh hắn phong chi kiếm ý tăng vọt, kiếm khí sắc bén nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong đánh tới, miệng quát tiểu tạp. Loại, người cũng không nên chết quá nhanh rồi. du thủy giao chân mày nhíu càng gia tăng hơn rồi, người lần nữa mở miệng nói, Diệp thần phong, người mau tránh ra diệp thần phong nhưng vẫn là đứng bất động đứng nguyên tại chỗ trong cơ thể hắn thập giai bất khuất kiếm ý cũng vận chuyển bất quá tình cảnh này rơi vào giang ngọc đường cùng thạch thiên ninh các loại trong mắt người bọn hắn đều cho rằng diệp thần phong quá không biết sống chết rồi dù sao giang ngọc đường cấp 3 phong chi kiếm ý muốn so vừa vặn long tường cử thiên hơi chút mạnh hơn một chút như vậy liền ngay cả du thủy giao cũng cho rằng diệp thần phong quá tự đại rồi người không khỏi vi vi lắc đầu ở đây ngoại trừ tả phi bạch ở ngoài, hết thảy người ý nghĩ trong lòng hầu như đều là giống nhau, chính lúc phong chi kiếm ý kiếm khí liên tục tới gần Diệp Thần Phong thời điểm. Diệp Thần Phong trong tay thanh vân kiếm cũng vung lên, thập dài bất khuất kiếm ý. Trên lưới kiếm kiếm ý tăng vọt, kiếm khí như cầu vồng, mãnh liệt cực kỳ, to lớn màu nâu kiếm khí từ thanh vân kiếm bên trong ngưng tụ mà thành, không tốn sức chút nào đem phong chi kiếm ý hình thành kiếm khí cho phai mở rồi này ngoài dự đoán một màn phát sinh, ngoại trừ tả phi bạch có chuẩn bị tâm tư ở ngoài, ở đây những người còn lại đều trong nháy mắt há hốc mồm. Giang Ngọc Đường đối kiếm ý là thập phần hiểu rõ, hắn trong con người mang theo sợ hãi cùng không dám tin tưởng, trong cổ họng hắn nuốt nước miếng, ngữ khí run rẩy nói ra, này, này, đây là thập giai đại viên mãn kiếm ý. Không, không thể, địa huyền giới không ai có thể lĩnh ngộ thập giai đại viên mãn kiếm ý, đây tuyệt đối không thể. Thập giai đại viên mãn kiếm ý, Du thủy giao cùng Thạch Thiên Ninh đám người là há hốc mồm sau lần thứ hai trợn tròn mắt. Chương 1679, dị tượng sinh. Bảo địa xuất hiện. Thập giai bất khuất kiếm ý to lớn màu nâu kiếm khí, tại đem cấp 3 phong chi kiếm ý hình thành kiếm khí phai mở sau đó to lớn màu nâu kiếm ý hầu như không có tiêu hao, nhưng vẫn là nhanh chóng hướng về Giang Ngọc Đường đánh tới. Giang Ngọc Đường tuy rằng nội tâm khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ rồi, nhưng hắn cũng biết hiện tại cũng không phải ngây người thời điểm, hắn khởi động trong gân mạch linh khí dòng sông, khí thế trên người cũng không ngừng tăng lên, hai tay bình nhấc lên, băng thuẫn. Tại Giang Ngọc Đường trước người lập tức tạo thành một mặt băng thuẫn bài, hắn đưa bàn tay vỗ vào băng trên tấm chắn, băng thuẫn bài trong nháy mắt di chuyển về phía trước xa một mét, mà to lớn màu nâu kiếm khí cũng vừa hay hướng đánh vào băng trên tấm chắn. Giang giác, giang giác, giang giác, giang giác, giang giác, âm. Um. Chỉnh mặt băng trên khiên lập tức xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết dạn nứt, sau đó nhanh chóng ở trong không khí biến thành một bãi băng vụ. Băng thuẫn bài cũng không cách nào tiêu hao hết to lớn màu nâu kiếm khí, liền một giây đồng hồ thời gian đều không có đến, chỉnh mặt băng thuẫn bài liền nổ tung rồi. To lớn màu nâu kiếm khí hoàn toàn bao phủ lại giang ngọc đường, cho dù hắn bay trên trời cũng không kịp tránh né mắt thấy to lớn màu nâu kiếm khí yếu bổ vào Giang Ngọc Đường trên người rồi. Này Giang Ngọc Đường rất có thể hội liền như vậy đi đời nhà ma. Tại Giang Ngọc Đường trên mặt tránh qua một vệt vẻ do dự, miệng hắn bên trong cắn chặt hàm răng, hắn liều lĩnh đem trong gân mạch linh khí dòng sông thôi thúc đã đến cực hạn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới gân mạch có loại cũng bị căng nứt cảm giác. Trường, gió, văn học cảm giác rồi, Giang Ngọc Đường trên mặt không ngừng xuất hiện một đạo lại một đạo nếp nhăn, tóc của hắn cũng đang nhanh chóng khô héo rơi xuống, hắn cái kia trở nên khô héo vô cùng hai tay. Không ngừng ở trong không khí cua múa, huyết chi nguyền rủa. Giang Ngọc Đường dáng dấp hoàn toàn biến thành một cái xế chiều lão đầu, trên mặt hắn che kín rậm rạp chẳng chít nếp nhăn, trên đầu tóc toàn bộ rơi sạch. Từ trên người hắn tản ra nhất cổ sức mạnh kinh người, bên trong thân thể của hắn là huyết khí sung thiên, phần đục trong con người tràn đầy vô tận lửa giận. Tại to lớn màu nâu kiếm khí yếu bổ vào gian ngọc đường trên đầu thời điểm, tại trước người của hắn nhất thời nhiều hơn một mặt màu máu tấm khiên, này màu máu tấm khiên bên trong hàm chứa một cỗ sức mạnh kinh khủng. Ầm, um, một tiếng, kèm theo phía này màu máu tấm khiên biến mất, to lớn màu nâu kiếm khí cũng đã biến mất. Huyết chi nguyên rùa, này chính là kiếm Vũ Sơn trang một loại bảo mệnh bí thuật. Loại bí thuật này không tới sống còn bước ngoặt, kiếm Vũ Sơn trang người là sẽ không thi triển. Bởi vì một khi thi triển loại bí thuật này, người sử dụng tuổi thọ đem trong nháy mắt tiêu hao hết chỉ còn dư lại 20 ngày. Đương nhiên sử dụng tới loại bí thuật này sau, có thể đỡ so với thực lực của mình cao hơn gấp 10 lần công kích. Đương nhiên thi triển bí thuật sau, mặc dù sẽ trong nháy mắt chỉ còn dư lại 20 ngày tuổi thọ, thế nhưng dùng một ít kéo dài tuổi thọ linh dược vẫn có trợ giúp. Hoặc là trong thời gian ngắn nhất, thực lực đạt được không ngừng tăng lên, kèm theo thực lực không ngừng tăng lên tuổi thọ vẫn là hội họp tăng. Tại đem loại bí thuật này triển khai ra sau, tại hai thời gian 10 ngày bên trong có thể liên tục thi triển 3 lần màu máu tấm khiên, cho nên nói Giang Ngọc Đường vẫn có thể ngưng tụ hai lần loại này màu máu tấm khiên đây. Giang Ngọc Đường sở dĩ lựa chọn thi triển huyết chi nguyền rủa bởi vì hắn trong túi càn khôn vừa vẫn có kéo dài tuổi thọ linh dược, dùng linh dược sau, tuổi thọ của hắn hẳn có thể kéo dài khoảng 5 năm. Lần sau bây giờ còn tại Long Nguyên trong bí cảnh, chỉ cần trước tiên giữ được tính mạng. Tại Long Nguyên trong bí cảnh đạt được cơ duyên, như vậy đợi được thực lực tăng lên sau đó tuổi thọ của hắn vẫn cứ sẽ không ngừng gia tăng. Nhưng trắng mất không nhiều như thế tuổi thọ, Giang Ngọc Đường thực lực tuy rằng vẫn còn, thế nhưng hắn tự thân cơ năng là mức độ lớn giảm xuống, già nua vô cùng Giang Ngọc Đường, hắn nếp nhăn trên mặt nhăn thành một đoàn, hắn cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, ngực không khỏi vi vi phập phồng, hắn hiện tại hận không thể lập tức đem Diệp Thần Phong cho lột da chóc thịt rồi. Ở đây Du Thủy Giao cùng Thạch Thiên Ninh mấy người cũng là biết huyết chi nguyền rủa loại bí thuật này, để cho bọn họ không ý nghĩ gì đến là Diệp Thần Phong dĩ nhiên lĩnh ngộ thập giai đại viên mãn kiếm ý. Làm cho Giang Ngọc Đường thi triển loại này hầu như hao tổn tất cả thọ nguyên bí thuật, phải biết kiếm Vũ Sơn Trang Tông Chủ cũng mới lĩnh ngộ cấp 5 kiếm ý A-H. Du Thủy Giao đôi mắt đẹp càng ngày càng tò mò nhìn cách đó không xa Diệp Thần Phong, mà Lý Nguyệt Sương cùng biến thành người côn thiệu đực, bọn hắn nhìn đến là trợn mắt hốc mồm rồi, đặc biệt là thiệu đực, hắn sợ đến cả người đều ướt đấm, hắn hiện tại đối với mình chọc Diệp Thần Phong, hắn hối hận ruột đều thanh, này Diệp Thần Phong vốn là một cái yêu nghiệt, một cái từ đầu đến đuôi yêu nghiệt. Không chỉ lĩnh ngộ cấp 3 kiếm ý, chả lĩnh ngộ một loại thập sai đại viên mãn kiếm ý. Một bên tinh vân tông thiên tài thạch thiên ninh, hắn nhìn xem già nua vô cùng giang ngọc đường, trong cổ họng hắn cũng không nhịn nuốt một cái nước miếng, hắn bây giờ là cũng không còn cách nào xem thường Diệp Thần Phong rồi, hắn không phải không thừa nhận Diệp Thần Phong đủ tư cách làm đối thủ của bọn họ rồi. Trên đầu mái tóc toàn bộ rơi sạch ra ngọc đường, hắn hiện tại hoàn toàn bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, hắn vẫn có thể thi triển hai lần màu máu tấm khiên, hắn hiện tại nhất định muốn giết Diệp Thần Phong, hắn liền một khắc cũng không cách nào đã chờ đợi, dù sao màu máu của hắn tấm khiên có thể ngăn trở thập giai đại viên mãn kiếm ý, hắn tin tưởng dựa vào cuối cùng hai lần màu máu tấm khiên, hắn tuyệt đối có thể tiếp cận Diệp Thần Phong, sau đó đem Diệp Thần Phong giết. Diệp Thần Phong lông mày cũng hơi nhíu lại, ánh mắt của hắn trước sau dừng lại ở Giang Ngọc Đường cùng Thạch Thiên Ninh trên người. Chính lúc Giang Ngọc Đường muốn lần nữa động thủ thời điểm. Âm âm, âm âm, âm âm. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến từng trận vang trầm âm thanh điều này không khỏi làm tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn về trên bầu trời. Sát theo đó, đại địa bắt đầu rung động chuyển động, từng đạo tiếng rồng ngâm vang vọng mỗi một tấc không khí. Tám cái thanh sắc cự long ảo giác ở trên bầu trời tốt biến, này tám cái thanh sắc cự long cực kỳ chân thực, tại trên bầu trời tùy ý ngao du. Tại tám cái thanh sắc cự long chu vi tràn ngập hào quang bảy màu, này hào quang bảy màu lóng lánh khiến người ta không mở mắt ra được. Thanh thế như vậy to lớn dị tượng đột nhiên sản sinh sau đó bao quát vô cùng phẫn nộ ra ngọc đường hắn cũng trong nháy mắt thất thần chuyện này ý nghĩa là phụ cận nhất định phải có bảo vật xuất hiện vậy làm sao có thể không khiến người ta kích động quả nhiên không hắn nhưng tám cái to lớn thanh sắc cự long tại trên bầu trời làm thành một cái kỳ quái đồ án sau diệp thần phong bọn hắn chỗ ở vùng rừng rậm này mặt đất bắt đầu nhanh chóng nứt ra rồi từ trên bầu trời truyền đến nhất cổ to lớn uy thế luồng áp lực này hầu như yếu ép bọn họ thở không được rừng rậm trên mặt đất nhanh chóng xuất hiện từng cái từng cái sâu không thấy đáy vết nứt hơn nữa mặt đất đang không ngừng phát sinh chuyển vị có nứt ra tới mặt đất hướng phía trước một bên rời đi rồi có hướng phía sau rời đi rồi có hướng bên trái rời đi rồi có hướng về bên phải rời đi rồi có hướng về dưới chìm xuống dưới có đi lên lồi lên ở đây diệp thần phong đám người bọn hắn muốn lập tức bay trên trời đáng tiếc giữa bầu trời uy thế để cho bọn họ căn bản vô pháp phi hành, bọn hắn chỉ có thể dối rít đứng ở đất nước ra trên mặt, mặc cho đất nước ra mặt đem mỗi người bọn họ phân tán, bất quá, Diệp Thần Phong ngược lại là bắt lại tả phi bạch trên lưng quần áo, để tả phi bạch lưu tại bên cạnh hắn. Về phần biến thành người côn, không có tay chân thiệu được, hắn còn chưa kịp kêu cứu, thân thể của hắn liền lọt vào. Mặt đất trong lúc đó nứt ra những kia sâu không thấy đáy vết dạn nứt bên trong rồi, hắn cơ hồ là không có sinh khả năng. Chỉnh cánh rừng đang không ngừng sản sinh kịch liệt biến hóa. Mà ở ngoài rừng rậm bên phải mấy ngàn mét địa phương xa. Một tòa cung điện to lớn từ từ dưới đất chui lên. Âm, um, âm, um, âm, um, âm, um, âm. Um. Khởi điểm là cung điện đỉnh chóp từ trong lòng đất sông ra, trong không khí là trong nháy mắt bụi đất tung bay, tiếp lấy cung điện là càng bốc lên càng nhanh, chỉ là thời gian mấy hơi thở, một tòa cả người vàng rực rỡ cung điện liền xuất hiện tại trên mặt đất từ trên cung điện không ngừng truyền ra khí tức cổ xưa đen như mực rừng rậm cũng đình chỉ biến hóa mặt đất đình chỉ tiếp tục nứt ra mà đã đất nứt ra mặt cũng đình chỉ chuyển vị bầu trời tám cái thanh sắc cự long ảo giác trở nên càng thêm lóa mắt rồi từ dưới mặt đất dưới đất chui lên cung điện khổng lồ phảng phất cùng giữa bầu trời tám cái thanh sắc cự long sinh ra một tia liên hệ vàng rực rỡ cung điện mãnh liệt ánh sáng tăng mạnh, giữa bầu trời tám cái thanh sắc cự long phân biệt phát ra một tiếng rồng gầm, sát theo đó, tám cái thanh sắc cự long như hồng thủy hướng về cung điện đánh tới, tại cung điện to lớn cửa chính thượng để lại tám con thanh long đồ án. Toàn bộ cung điện được bao phủ ở một tầng hào quang màu xanh bên trong. Dĩ tượng sinh, bảo địa xuất hiện. Chương 1680, bảo vật đều là gia gia của ta. Toàn bộ đen như mực rừng rậm, trên mặt đất xảy ra nước toác cùng chuyển vị sau. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị tách ra, kiếm vũ sơn trang giang ngọc đường cùng tinh vân tông thạch thiên ninh, bọn hắn thân ở một khối thật cao lồi lên đất nước ra trên mặt. Giang Ngọc Đường cùng Thạch Thiên Ninh đều nhìn qua nơi xa tòa kia vàng rực rỡ cung điện, già nua vô cùng Giang Ngọc Đường, hắn đã phục dụng một ít kéo dài tuổi thọ linh dược rồi, bây giờ yếu tại đây lộn xộn trong rừng rậm tìm tới Diệp Thần Phong, này cũng chả là một chuyên có chút phiền toái. Giang Ngọc Đường trong lòng tuy rằng hận không thể đem Diệp Thần Phong chém thành muôn mảnh, thế nhưng hắn hiện tại làm lỡ không nổi thời gian, nếu như hắn hiện tại đi tìm Diệp Thần Phong lời nói, như vậy hắn nhất định phải bỏ qua tòa kia vàng rực rỡ cung điện rồi. Đối với hiện tại Giang Ngọc Đường tới nói, hắn dù như thế nào cũng không thể buông tha bất luận cái nào cơ duyên, thi triển huyết chi nguyên rủa sau, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là tận nhanh không ngừng tăng cao thực lực để huyết chi nguyền rủa đối ảnh hưởng của hắn tận lực giảm bớt đến nhỏ nhất. Tại đã trải qua một phen do dự sau đó Giang Ngọc Đường đối với Thạch Thiên Ninh, nói ra cái nhỏ tạp. Loại, ta sớm muộn muốn cho hắn hối hận đi tới trên thế giới này, chúng ta trước tiên đi xem xem chỗ kia từ dưới nền đất toát ra cung biện đi. Giang Ngọc Đường không chỉ có bên ngoài trở nên già nua rồi, liền tiếng nói của hắn cũng như xế chiều lão đầu một loại tại Giang Ngọc Đường cùng Thạch Thiên Ninh hướng về chỗ kia vàng rực rỡ cung điện lao đi thời điểm. Thiên âm môn du thủy giao cùng Lý Nguyệt Sương, hai người bọn họ đồng dạng là ở chung với nhau, như hôm nay không chung uy thế đã biến mất rồi. Lý Nguyệt Sương đối thiệu đực nhưng là cực kỳ ái mộ, nhưng thiệu đực không chỉ có biến thành nhân côn. Hơn nữa còn lọt vào mặt đất ở giữa to lớn vết dạn nước bên trong, thiệu đực có thể nói là chắc chắn phải chết rồi. Lý Nguyệt Sương cắn môi, nói ra, thủy giao sư tỷ Tiểu tử kia thật quá mức rồi, là hắn hại chết thiệu sư huynh, chúng ta tuyệt đối không thể tha hắn. Dù thủy giao trong đầu trả quanh quẩn, vừa vặn diệp thần phong thi triển long tường cửu thiên, thi triển thập giai bất khuất kiếm ý dáng dấp đây. Nội tâm của nàng không khỏi sinh ra một trận gợn sóng, người bắt đầu đối diệp thần phong là càng ngày càng hiếu kỳ. Dù thủy giao trong lòng đối lý Nguyệt Sương sinh ra căm ghét, Diệp Thần Phong làm quá mức sao? hẳn là không có chút nào quá mức đi tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy thế nhưng dù thủy giao ngoài miệng cũng không hề nói như vậy dù sao thiệu được cũng là thiên âm môn đệ tử dù thủy giao lãnh đạm nói một câu chúng ta đi thôi nói xong dù thủy giao cùng lý nguyệt sương cũng hướng về vàng rực rỡ cung điện lao đi rồi mà diệp thần phong cùng tả phi bạch đang ở một khối chìm xuống trên mặt đất diệp thần phong giúp tả phi bạch trị liệu một cái thương thế trên người để Tả Phi Bạch khôi phục nhất định sức chiến đấu, hắn nói ra, "Phi Bạch, chỗ kia lên trời các vị trí ngươi nên nhớ kỹ chứ." Lý Nghiên Nghiên cũng chỗ kia lên trời các, "Hai người các ngươi thực lực trả quá yếu, các ngươi tốt nhất ở lại chỗ kia lên trời các phụ cận hoạt động, người bây giờ đi cùng Lý Nghiên Nghiên hội hợp đi." Tả Phi Bạch cũng biết cùng lão tổ tông Diệp Thần Phong cùng nhau, lấy thực lực của hắn cũng không giúp đỡ được gì, tuy rằng hắn đối chỗ kia từ trong lòng đất nhô ra cung điện rất hiếu kỳ, Thế nhưng hắn biết có thời điểm hiếu kỳ hội hại chết của mình, tứ đại tông môn người bây giờ khẳng định cũng bị hấp dẫn đến chỗ kia cung điện địa phương đi rồi. Tả Phi Bạch gật đầu nói, "Được, lão tổ tông, ta hiện tại liền đi cùng Lý Nghiên Nghiên hội hợp. Chúng ta ở đằng kia nơi lên trời trong các chờ ngươi." Tại Tả Phi Bạch sau khi rời đi, Diệp Thần Phong thân ảnh cũng hướng về nơi xa vàng rực rỡ cung điện lao đi rồi. Tại vàng rực rỡ cung điện chu vi từ trong lòng đất cũng xuất hiện từng khối từng khối lớn vô cùng tảng đá. Diệp Thần Phong tại càng ngày càng sau khi đến gần, hắn lập tức đem hơi thở của mình thu lại đã đến cực hạn, thân ảnh của hắn thần không biết quỷ không hay núp ở một cục đá to lớn mặt sau. Tại cung điện bên phải còn có một đầu chảy xiết dòng sông, người ở chỗ này ai cũng không có để ý con sông này. Diệp Thần Phong ẩn giấu ở to lớn tảng đá mặt trái sau. Ánh mắt của hắn nhìn xem vàng rực rỡ trước cung điện chỉ thấy ngoại trừ chạy đến kiếm vũ sơn trang giang ngọc đường, tinh vân tông thạch thiên ninh, thiên âm môn du thủy giao cùng Lý Nguyệt Sương ở ngoài, phong lôi tông đệ nhất thiên tài Trần Nguyên Hàn cũng ở tại chỗ, còn có hai tên phong lôi tông đệ tử là đứng ở Trần Nguyên Hàn bên cạnh. Trần Nguyên Hàn không chỉ có là phong lôi tông đệ nhất thiên tài, hắn còn bị rất nhiều người ca tụng là địa huyền giới đệ nhất thiên tài. Trong lòng hắn ngạo khí muốn so Giang Ngọc Đường cùng Thạch Thiên Ninh còn muốn rồi rào, từ khi tiến vào Long Nguyên bí cảnh sau, hắn vẫn muốn tự tay giết Diệp Thần Phong, hắn không cách nào khoan dung lúc trước chính mình hướng về Diệp Thần Phong quỳ xuống sự thực. Trần Nguyên Hàn đã từ Thạch Thiên An hòa Giang ngọc đường khẩu bên trong hiểu được một ít chuyện, ánh mắt của hắn âm trầm mà lại lạnh lẽo, hắn nói ra cái nhỏ. Xúc, sinh, không nghĩ tới còn có mấy phần thực lực, hắn dĩ nhiên lĩnh mộ thập giai đại viên mãn kiêm ý. Chả làm cho Giang Ngọc Đường ngươi thi triển huyết chi nguyền rủa có ý tứ, như vậy mới đáng giá ta động thủ, ta muốn để tiểu tử kia tâm cam tình nguyện cho ta quỳ xuống dập đầu. Tiếp lấy, Trần Nguyên Hàn lại đem ánh mắt nhìn về phía du thủy giao cùng Lý Nguyệt Sương, vàng rực rỡ cung điện được một tầng hào quang màu xanh cho bao phủ lại rồi, Trần Nguyên Hàn đám người đã thử qua, đây là một tầng kết giới, yếu phá tan tầng này kết giới, bọn hắn e sợ yếu bỏ phí một phen thời gian, Trần Nguyên Hàn nói ra, du thủy giao, hiện tại nếu như người nguyện ý đứng đến chúng ta bên này đến như vậy bên trong cung điện này chỗ tốt có người một phần. Dù thủy giao mày liếu hơi nhíu lại, bây giờ nhiễm nhiên mặt khác ba đại tông môn liên hợp lại rồi, người mới sẽ không tin tưởng trần nguyên hàn chuyện ma quỷ. người lạnh nhạt nói ta không có hứng thú, chính các ngươi ở lại chỗ này đi. lý nguyệt sương nhìn thấy dù thủy giao rời đi, người cũng chỉ có thể đủ cực kỳ không tình nguyện đi theo dù thủy giao phía sau. Trần Nguyên Hàn nhìn xem Du Thủy Giao đi xa bóng lưng, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn chả không muốn giết Du Thủy Giao, dù sao Du Thủy Giao chính là thiên âm môn tông chủ Tô Băng Vân thương yêu nhất đệ tử, Tô Băng Vân nữ nhân này nhưng là bất cứ chuyện gì đều làm ra được. Tại Du Thủy Giao cùng Lý Nguyệt Sương sau khi rời đi, Trần Nguyên Hàn nói ra, chúng ta trước tiên lại chờ một lát, ta nghĩ chúng ta môn hạ đệ tử, xem đến động tính của nơi này, bọn hắn cần phải cũng hội chạy tới, đến lúc đó chúng ta liên thủ tiếp phá tan nơi này kết giới núp ở phía xa tảng đá lớn sau lưng diệp thần phong hắn đem trước cung điện chuyện đã xảy ra nhìn đến cũng rõ ràng là gì rồi vừa lúc đó từ cung điện bên phải chảy xiết dòng sông bên trong một con cả người ướt đẫm chuột nhỏ trốn ra con này chuột nhỏ không phải là thiên kim chuột tiểu kim ma trước đó diệp thần phong để tiểu kim đi tìm long nguyên trong bí cảnh bảo vật thiên kim chuột tiểu kim thuận lợi về tới Diệp Thần Phong bên cạnh, lẻn đến Diệp Thần Phong trên bờ vai, tại Diệp Thần Phong bên tai không ngừng phát ra chít chít. Chít chít, thanh âm, tiếp lấy, thiên kim chuột tiểu kim lại nhảy xuống Diệp Thần Phong vai, lần thứ hai hướng về cung điện bên phải dòng sông bên trong đi đến. Diệp Thần Phong biết thiên kim chuột tiểu kim là khiến hắn đi theo. Diệp Thần Phong một bên cực lực thu lại khí tức, một bên dựa vào tảng đá lớn che chắn, hắn hữu kinh vô hiểm đi tới dòng sông một bên. Diệp Thần Phong đi theo thiên kim chuột tiểu kim tiến vào dòng sông bên trong, trong quá trình này, Diệp Thần Phong liền một chút âm thanh cũng không có phát ra. Không nghĩ tới hôm nay kim thử chả biết bơi, khi tiến vào dòng sông chi về sau, Diệp Thần Phong đi theo thiên kim chuột không ngừng hướng về dòng sông dưới đáy bơi đi. Theo hướng về dòng sông dưới đáy bơi đi, chung quanh lực cản cũng càng lúc càng lớn, diệp thần phong cảm giác nơi này nước sông không bình thường khi tiến vào dòng sông nơi sâu xa sau đó diệp thần phong từ từ không lại thu lại hơi thở của mình rồi hắn trong gân mạch chậm rãi đã vận hành lên linh khí dòng sông ra sức không ngừng hướng về nơi sâu xa bơi đi trong sông lực cản đối với thiên kim chuột tiểu kim đúng là không có ảnh hưởng quá lớn diệp thần phong phát hiện tại con sông này dưới đáy có một con đường theo cái lối đi này một đường hướng phía trước du tại bơi ước chừng nửa giờ sau đợi được hắn lần nữa từ trong sông bốc lên lúc đi ra hắn phát hiện mình đi tới một chỗ trong nhà đá này trong nhà đá có một cái cái ao là nối liền cái kia con sông chỗ thạch thất này bên trong tia sáng có phần tối tăm diệp thần phong lập tức từ trong ao nước đi ra hắn ở trong lòng vi vi một suy tư trong đầu hắn lập tức suy nghĩ minh bạch chỗ thạch thất này phải là bên trong tòa cung điện kia bộ một địa phương rồi mà giờ khắc này trần nguyên hàn Giang Ngọc Đường cùng Thạch Thiên Ninh đám người còn bị kết giới ngăn cản tại cung điện bên ngoài đây. Diệp Thần Phong trong lòng nhất thời trở nên kích động, hắn yếu tại Trần Nguyên Hàn đám người tiến vào cung điện trước đó, đem chỗ này cung điện toàn bộ càn quét một lần, trong miệng hắn cười nói, nơi này bảo vật đều là gia gia của ta, gia gia ta nhất định ở nơi này cho các ngươi lưu một cái kinh hỉ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kết tập 84.